Tiểu Hoa Nhài tình nguyện là chết, tìm người ăn hết chính mình, kế thừa chính mình hết thảy, cũng không muốn linh hồn rơi uyên. Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ bọn người, hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ kế thừa Tiểu Hoa Nhài trụ thần quyền chui, nhưng bọn hắn lại rất tin tưởng, Diệp Thần sẽ không cho phép. Trận này thiên đạo chi tranh, nhân quả thật sự là phức tạp, không có người nào có thể nói là tà ác một phương, các phương cũng chỉ là vì mình đạo, cố gắng, đi chiến đấu thôi. Diệp Thần trước đây hứa hẹn, không đi nhúng tay, thật sự là sáng suốt quyết định, bởi vì trận này thiên đạo chi tranh, đạo lý thực sự quá khó làm rõ. Nếu như không phải đại chúa tể quá mức điên cuồng, thế mà muốn cầm Thương Thiên Lạc Nguyệt bổ khuyết cơ thạch mà nói, Diệp Thần căn bản sẽ không nhúng tay. Ai cũng không cho phép thôn phệ nàng, trụ thần quyền hành, không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Diệp Thần đảo mắt Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ bọn người, tiếng nói nghiêm khắc, nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta lập tức đem hắn trục xuất luân hồi trận doanh. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Tôn Di bọn người đều là thân thể run lên, còn là lần đầu tiên nghe Diệp Thần nói ra nghiêm nghị như vậy lời nói. Diệp Thần cũng là sợ đám người không nghe khuyến cáo, thật đi nuốt Tiểu Hoa Nhài trụ thần quyền chui, vậy thì phiền toái, trụ thần quyền chui sau lưng phần thiên đại kiếp, tuyệt không phải người có thể tiếp nhận. Các ngươi ở đây chờ ta trở về, ta đi một chuyến đạo tông. Diệp Thần ánh mắt lại rơi vào Tiểu Hoa Nhài trên thân, mưa bụi điệp, thành như ngươi lời nói, nếu như đại chúa tể chịu phóng thích Lạc Nguyệt, ta sẽ không lại cắm tay trận này thiên đạo chi tranh. Ngươi có thể hay không tranh thắng đại chúa tể, đó là ngươi chuyện, ngươi cùng nhân tổ Nam Hoa lão quân tranh đấu, là trụ thần chi tranh, ta bất quá là một cái nho nhỏ thần vương, sao lại dám nhúng tay các ngươi tranh đấu. Diệp Thần tự giễu giống như nở nụ cười, hai vị trụ thần ở giữa thiên đạo chi tranh, có thể xưng vĩ đại, mà hắn chỉ có thông thiên cảnh 6 tầng trời trung giai cảnh giới, nhưng phải bị cuốn vào trong loại nước xoáy này. Tiểu Hoa Nhài không nói gì không nói, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng phức tạp, sau một hồi lâu, mới nói. Bất kể như thế nào, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi những ngày qua chiếu cố. Diệp Thần không nói gì thêm, ngước mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời kim quang, víu một tiếng, thân hình phá không, cấp tốc hướng về kim quang phương hướng bay đi. Thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi kịp Diệp Thần. Nếu như là công bằng quyết đấu, đại chúa tể đã không phải là Diệp Thần địch thủ, thời khắc này Diệp Thần, thực lực đã cường hoành đến tình cảnh che đậy đại chúa tể. Nhưng nếu như tại đạo tông trên địa bàn, đại chúa tể tích lũy thâm hậu, hắn đạo tông, không biết sáng lập bao nhiêu cái kỷ nguyên, đạo tông sơn môn giữa thiên địa, cũng không biết tích lũy bao nhiêu linh khí cùng tín ngưỡng năng lượng. Dựa vào đạo tông thiên địa, còn có sắp đúc thành sáng sinh chi trụ, đại chúa tể cơ hồ là tồn tại vô địch. Liền xem như hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế buông xuống, cũng không dám nói chắc chắn có thể cầm xuống. Dù sao đại chúa tể sau lưng, còn có một tôn trụ thần. Có thể nói, tại đạo tông trên địa bàn, Diệp Thần cùng đại chúa tể vạch mặt mà nói, chiến đấu bộc phát, hắn sắp lâm vào vô cùng bất lợi hoàn cảnh. Thậm chí có thể sẽ chết. Thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, tự nhiên không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện, Diệp Thần là tương lai đối kháng hồn thiên đế niềm hy vọng. Tứ lão đã có quyết tâm, coi như liều mạng tính mạng mình không cần, cũng muốn bảo hộ Diệp Thần chu toàn. Diệp Thần tự nhiên biết mình sắp gặp phải hung hiểm, hắn tâm niệm khẽ động, tế ra một đóa kim liên, chính là ngày xưa Thanh Liên lão tổ lưu cho hắn 9 cánh kim liên. Cái này 9 cánh kim liên, Diệp Thần đã tiêu hóa 6 cánh, còn thừa lại 3 cánh. Nói đến, Thanh Liên đạo tổ là nhân tổ Nam Hoa lão quân thứ nhất người đại diện, cũng kế thừa Nam Hoa lão quân không thiếu tuyệt học. Ta thực lực bây giờ, sợ là cùng đỉnh phong thời điểm Thanh Liên đạo tổ so sánh, cũng không kém bao nhiêu, không biết hắn 9 cánh kim liên, còn có thể hay không đến giúp ta. Bất quá đại chiến sắp đến, có thể nhiều một tấm bài liền nhiều một tấm bài. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không do dự nữa, lấy xuống mảnh thứ 7 cánh sen, nuốt vào. Cánh sen vào bụng, hóa thành kim sắc linh chất, chảy vào Diệp Thần quanh thân kinh mạch, hắn chợt cảm thấy một hồi noãn rung rung, tu vi lập tức liền theo đột phá. Một cỗ kim quang từ đỉnh đầu vọt lên, tu vi tấn thăng đến tình cảnh thông thiên cảnh 6 tầng trời cao cấp. Hậu phương thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy lại đột phá, không khỏi lấy làm kinh hãi. Diệp Thần phát ra một tiếng thoải mái thở dài, kỳ thực một mảnh kim liên cánh, bên trong ẩn chứa linh khí, đã không đủ để chèo chống hắn đột phá, hắn có thể đột phá, chủ yếu là kinh mạch chỗ sâu lắng đọng tinh hoa, bị kích thích ra.
phía trước hắn giết Vũ Hoàng Cổ Đế, thôn phệ Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Khư Thần Điện tất cả tinh hoa, lấy được chỗ tốt thực sự quá lớn, có đại lượng tinh hoa còn không có luyện hóa, đều lắng đọng ở trong kinh mạch. Bây giờ Diệp Thần ăn vào một mảnh kim liên, lắng đọng tinh hoa bị kích thích ra một chút, lập tức liền để hắn đột phá, thực sự là một cái thần thanh khí sảng. Mà cùng lúc đó, cái kia mảnh thứ bảy cánh sen bên trong, ẩn chứa 9 loại thần thông, cũng là tràn vào Diệp Thần trong đầu. Cái này 9 loại thần thông, chính là, phong thần phá thiên lưỡi đao, tử điện kim lôi đao, huyền băng phong ma chú, hắc thủy huyền xà trận, thanh đế mộc hoàng châm, thần hoàng đốt thiên diễm, tinh vẫn lạc thạch thuật, tinh mang thiên hoa, hoàng dạ di thiên. Diệp Thần thiên phú rất tốt, một chút cảm ngộ, liền đem cánh sen bên trong ẩn chứa thần thông, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Cái này 9 loại thần thông, cùng trong thiên địa 9 loại nguyên tố có liên quan, phong lôi thủy hỏa các loại, có phần chứa đại đạo chí lý. Cái này 9 loại thần thông, chắc có một cái đầu nguồn là Nam Hoa Lão Quân trụ thần pháp. 9 đạo quy nhất, có thể chứng thần. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần có loại phiêu phiêu miểu miểu cảm ngộ, nhưng không quá rõ ràng, như kính hoa thủy nguyệt, vô cùng trống rỗng, nhìn không thấu. Hắn đoán đại khái đến, tại cái này 9 loại phương diện thần thông, còn có một cái đầu nguồn, là Nam Hoa Lão Quân hạch tâm tuyệt học, thế nhưng môn hạch tâm tuyệt học quá cường đại, tựa như thiên tổ luân hồi mộ táng công, Siva thiên trảm một dạng. Năm đó Thanh Liên đạo tổ, đồng thời không thể nắm giữ môn kia hạch tâm tuyệt học, chỉ có thể nắm giữ cái kia tuyệt học bên trong, phân lưu ra 9 đạo thần thông. Nếu như có thể đem 9 đạo quy nhất, liền có thể trả lại như cũ ra môn kia tuyệt học, là nhân tổ Nam Hoa Lão Quân hạch tâm đạo thống, đỉnh cấp trụ thần pháp. Bất quá muốn đem 9 đạo quy nhất, chứng được trụ thần pháp, rõ ràng không phải cái gì chuyện dễ, liền xem như lấy Diệp Thần ngộ tính thiên phú, cũng phải cố gắng phỏng đoán nghiên cứu một phen. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thời gian đi nghiên cứu. Thôi, trước tiên mặc kệ. Bằng vào ta khả năng hiện giờ, hẳn là cũng đầy đủ đối kháng đại chúa tể. Diệp Thần lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, thu hồi còn thừa lại 2 mảnh cánh sen kim liên, phá toái hư không. Đi tới đạo tông Sơn Môn. Hoa Lạp, kèm theo kinh thiên thần quang lấp lóe, Diệp Thần xé rách hư không, mang theo thiên địa vô cực tứ lão, xuất hiện tại đạo tông ngoài Sơn Môn. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy toàn bộ đạo tông Sơn Môn, như lâm đại địch, đã mở ra trọng trọng trận pháp bảo vệ, Sơn Môn bị một tầng kim sắc nửa trong suốt cấm chế cự bích vây lại, cự bích bên trên phù văn lưu chuyển, linh khí dâng lên, phảng phất cho dù tinh không phá diệt, cũng không thể dung chuyển cự bích một chút. Mà tại đạo tông trong Sơn Môn, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít, toàn bộ là bội đao mang kiếm, pháp bảo lơ lửng đám võ giả, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, khẩn trương tới cực điểm. Luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ tới. Cảnh giới, cảnh giới. Cùng lúc đó, tinh không bỉ ngạn. Một chỗ mây mù vòng trên đỉnh núi. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả nhắm mắt ngưng thần, dáng người giống như một tòa cô phong giống như sừng sững không ngã. Trong tay của hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm run rẩy, phảng phất hòa vào giữa thiên địa, lại phảng phất táng diệt thế gian, chớp mắt vì luyện ngục. Không biết qua bao lâu, lão giả trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đó là đối với kiếm đạo chân lý hiểu rõ tại tâm thoải mái, kiếm đạo của hắn lại tinh tiến mấy phần. Thế nhân cũng biết sư tôn ta Thiên Khôi kiếm chủ uy danh, mà ta Vân Giật Phong còn chưa đủ, nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt sư tôn, trở thành vạn thế ngưỡng vọng táng hồn kiếm chủ. Nói xong, ngàn vạn kiếm hồn chi khí vần quanh, nhẹ nhàng phất qua lão giả tay áo, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống trên đỉnh núi, vì cái này tĩnh mịch hình ảnh tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Đột nhiên, Vân Giật Phong cảm giác được cái gì, thu hồi hết thảy kiếm thế, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, lạc thần, không không lúc nào không chi hành, nhưng có thu hoạch. Hư không ba động, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở sau lưng Vân Giật Phong. Chính là đi tới không không lúc nào không táng hồn quật cùng Diệp Thần gặp nhau Liễu Lạc Thần. Liễu Lạc Thần một bước hướng về phía trước, gió nhẹ phất động lấy nàng váy dài, mang theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Nàng cúi thấp đầu, tựa hồ có chút do dự, sau đó cung kính khom lưng hành lễ, âm thanh nhu hòa mà rõ ràng, sư tôn, đệ tử đã hoàn thành siêu độ nghi thức. Vân Giật Phong ánh mắt như núi xa chứa thúy, thâm thúy bình tĩnh. Chỉ thế thôi. Liễu Lạc Thần đại chấn. Biết rõ cái gì đều không gạt được sư phó, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, đệ tử thỉnh cầu sư tôn trách phạt. Chỉ vì đồ nhi kiếm đạo lại bại bởi một cái không không lúc nào chống không tiểu tử. Vân Giật Phong khẽ gật đầu,
trong mắt hình như có sóng ánh sáng lướt qua, một tia tóc trắng dưới ánh mặt trời chiếu lộ ra phá lệ lóa mắt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, Lạc Thần, ta đã sớm nói, kiếm khách chân chính mãi mãi cũng mang một khỏa học nghề tâm, ngươi thua cho đối phương cũng không sai, sai là ngươi còn khinh thị không không lúc nào khoảng không. Liễu Lạc Thần ngẩng đầu, trong mắt có chút mờ mịt, thế nhưng là... Sư phó, không không lúc nào khoảng không phi thăng tinh không bị ngạn cường giả đồ nhi gặp quá nhiều, đều rất yếu a. Vân Dật Phong con mắt híp lại, vậy ngươi có biết gần nhất không không lúc nào chỉ có một cái gọi Nhậm Phi Phàm tồn tại, lén qua đi tới tinh không bị ngạn, ngoài ý muốn đắc tội Tiêu Giao Kiếm Quân. Nghe được Tiêu Giao Kiếm Quân mấy chữ này, Liễu Lạc Thần đại chấn, người này mặc dù kém xa sư tôn, nhưng kiếm đạo, nàng thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, cực kỳ khủng bố. Thậm chí đối phương còn hướng dẫn qua kiếm đạo của nàng, để cho nàng có chỗ đốn ngộ. Một cái không không lúc nào khoảng không người nhập cư trái phép, đắc tội Tiêu Giao Kiếm Quân, chỉ sợ đều nhìn không được một kiếm của đối phương a. Nhưng mà Vân Dật Phong câu nói tiếp theo, lại làm cho Liễu Lạc Thần thần hồn rung động. Tiêu Giao Kiếm Quân suýt nữa bị Nhậm Phi Phàm chém chết. Cái gì? Cái kia không không lúc nào chống không tiểu tử kiếm đạo đã quá kinh khủng. Bây giờ lại xuất hiện một cái gọi Nhậm Phi Phàm tồn tại, nghịch thiên mà đi. Không không lúc nào khoảng không không phải muốn quy khư sao, chi địa như thế, tại sao lại sinh ra nhiều yêu nghiệt như vậy? Vân Dật Phong tiếp tục nói, ta vốn có mời chào Nhậm Phi Phàm chi ý, nhưng sau lưng lại có trụ thần Siva cái bóng. Ta vẫn từ bỏ. Cho nên, kiếm tu, vĩnh viễn không thể khinh thị bất luận kẻ nào, không không lúc nào không chi hành, cũng coi như là đối với người có cái thê thảm giáo huấn. Lui ra, đi kiếm tâm bích, diện bích hối lỗi một năm. Liễu Lạc Thần vốn định lui ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chân thành nói, sư tôn, không không lúc nào khoảng không tiểu tử kia ta vẫn chưa nói xong. Kẻ này đối với sư tôn đại bất kính, thậm chí đối với sư tổ cũng là cực kỳ bất kính. Thậm chí ta cảm thấy trên người người này có một tí địch ý. Không đúng, là sát ý. Ân, Vân Dật Phong vân đạm phong khinh biểu lộ hơi đổi. Hai con người phảng phất hội tụ ra một đạo tức giận, thiên địa bây giờ đều cảm nhận được tâm tình chập chờn của hắn, mây đen cuồn cuộn hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu xám, trực chỉ một cái phương hướng. Ngươi xác định, kẻ này tuyệt đối không có khả năng biết được sư tổ, càng không khả năng có bất kỳ nhân quả. Liễu Lạc Thần cảm nhận được sư tôn khí thế, thân thể run rẩy, nhưng do dự một chút vẫn là nói, ta tin tưởng ta trực giác. Mặc kệ cảm giác sai lầm hay không. Ta đều đề nghị sư tôn phái người đem kẻ này tru sát, bất cứ uy hiếp gì đều phải chạm dưới kiếm, đây là sư tôn nói cho đồ nhi. Mấu chốt hơn là, người này kiếm đạo cùng thiên phú cực kỳ khủng bố. Ta cũng không cách nào miêu tả, mặc dù cảnh giới của hắn không cao, chỉ có điều thông thiên cảnh, nhưng ta hoài nghi người này chân thực chiến lực thậm chí có thể là đỉnh cấp thiên đế. Lần này, Vân Dật Phong thần sắc có chút thay đổi, thông thiên cảnh có thể có thực lực đỉnh cấp thiên đế. Hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế đều không làm được a. Bất quá cái này cũng xác định Vân Dật Phong sát ý, hắn thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng đi kiếm tâm bích, ngươi mang lên thái hoang kiếm ma, đi tru sát kẻ này. Trong lòng Liễu Lạc Thần vui mừng, quá hoang kiếm ma thực lực rất mạnh, am hiểu nhất diệt sát địch nhân, nếu là có quá hoang kiếm ma ra tay, tiểu tử kia coi như thiên phú lại cao hơn, cũng tất nhiên táng diệt. Diệp Thần tự nhiên không biết được tinh không bị ngạn Vân Dật Phong để mắt tới chính mình, khi hư không phá toái, hắn buông xuống tại đạo tông ngoài sơn môn, trong thoáng chốc, toàn bộ đạo tông đều sôi trào, vô số cường giả xôn xao, tất cả mọi người dương cung bạt kiếm, từng đạo tinh quang phóng lên trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần chỉ dẫn theo thiên địa vô cực tứ lão mà đến, hình bóng lẻ loi, đối mặt đạo tông thiên quân vạn mã, nhưng Diệp Thần một người khí thế. Lại so chục triệu người khí thế còn muốn bành trướng oanh liệt rộng rãi. Cực lớn luân hồi bàn, tại sau lưng Diệp Thần hiện ra, đem hắn tôn lên tựa như chí cao tiên Phật thần thánh. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía đạo tông chỗ sâu bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, một cây cực lớn kim sắc thạch trụ, lộ ra bất quy tắc hình thái, sừng sững ở bên trong hư không, phun ra vạn trọng hào quang, thần nghe vần quanh, vô số pháp tắc quy luật phù văn, tại thạch trụ bốn phía lưu động. Đó chính là sáng sinh chi trụ, nhìn mơ hồ, chỉ là một cái bóng mờ, còn không có chân chính chế tạo thành chân thực. Nhưng, sáng sinh chi trụ thượng phù văn, cũng đầy đủ làm cho người chấn kinh, những phù văn kia, ghi chép thế giới mới pháp tắc quy luật, tại trong nhân tổ Nam Hoa lão quân tư tưởng, thế giới mới pháp tắc,
không có hắc ám cùng tử vong, toàn bộ sinh linh cũng có thể vĩnh sinh, dựa vào cơm hà thực khí liền có thể sống sót, không cần lại đi tàn sát những người khác. Không có sát lục, liền sẽ không có vực sâu, không có vực sâu, chính là quang minh mà hoàn mỹ thế giới. Nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, liền nghĩ sáng tạo dạng này hoàn mỹ quang minh thế giới. Chỉ cần thế giới mới sáng tạo ra, thế giới cũ liền sẽ phá diệt, Thái Sơ cùng vực sâu tranh đấu, vực sâu thế yếu, Thái Sơ liền có thể phản kích, quang minh hội chiến thắng hắc ám, thế gian hết thảy, cũng có thể cực điểm thăng hoa, cũng có thể biến thành quang. Đây là Nam Hoa Lão Quân tư tưởng. Vĩ đại, rung động, rung chuyển nhân tâm. Cực điểm thăng hoa, quang minh vĩnh hằng, cả thế gian biến thành quang. Nhưng Diệp Thần lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn không muốn thăng hoa, không nghĩ bị quang xóa đi tất cả, hắn nghĩ độc lập tồn tại, mà không phải biến thành quang một bộ phận. Hơn nữa hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy, thế giới cũ hắc ám nội tình quá sâu, coi như thế giới mới tạo dựng lên, cũng không khả năng rửa sạch thế giới cũ. Cũ mới thế giới va chạm dung hợp, thế giới mới có thể đích xác sẽ càng quang minh tinh khiết một chút, hư thối, ác mộng, nhiễu sóng các loại vực sâu u ác tính khí tức, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị áp chế. Cái này đích xác là chuyện tốt, mặc dù có rất rất nhiều không biết, nhưng ít ra là một cái tiến bộ nếm thử. Cho nên, tại trong lòng Diệp Thần, Đại Chúa Tể muốn chế tạo Tân Thiên Đạo, hắn kỳ thực cũng không như thế nào phản đối, Tân Thiên Đạo cùng Cựu Thiên Đạo ai tốt hơn, đây là một cái vấn đề phức tạp, hắn không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Nhưng có một chút, hắn là có thể khẳng định. Chính là bất kể như thế nào, hắn đều không thể nhìn bên cạnh mình người thụ thương. Vô luận là tại thế giới hiện tại, vẫn là tại tương lai thế giới, hắn đều không thể nhìn bên cạnh mình người chết đi, hắn muốn thủ hộ gia viên của hắn. Ở đó cực lớn thông thiên sáng sinh chi trụ phía trước, có một cái vô cùng điểm đen thật nhỏ, Diệp Thần ngưng mắt nhìn kỹ lại, trái tim lập tức thình thịch trực nhảy. Điểm đen kia là một người, chính là Thương Thiên Lạc Nguyệt, nàng mảnh khảnh tư thái, bị từng cái phù văn lượn quanh xiềng xích buộc chặt, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang chảy máu, chảy ra huyết dịch, toàn bộ bị sau lưng nàng sáng sinh chi trụ hấp thu. Cái kia sáng sinh chi trụ, hấp thu máu của nàng sau, cũng dần dần từ hư ảnh trạng thái, từng bước một lột xác thành chân thực. Lạc Nguyệt, Diệp Thần toàn thân run rẩy một chút, sáng sinh chi trụ chất liệu, đã vô cùng hoàn chỉnh, còn kém một điểm cuối cùng kíp nổ. Mà Thương Thiên Lạc Nguyệt, liền thành sau cùng kíp nổ, sau cùng một mồi lửa. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đích xác không có so Thương Thiên Lạc Nguyệt càng thích hợp kíp nổ. Nàng đến từ tinh không bỉ ngạn, trên người có đủ loại đặc thù tinh không pháp tắc, lấy nàng xem như kíp nổ, rèn luyện ra tới sáng sinh chi trụ, tia sáng sẽ càng thuần túy rực rỡ. Luân hồi chi chủ, chúng ta hiện nay phải làm như thế nào? Muốn giết đi vào sao? Thiên địa vô cực tứ lão bên trong, cầm đầu Thiên Ung Hoàng cẩn thận hỏi. Diệp Thần. Diệp Thần đang muốn nói chuyện, lúc này bên cạnh lại có một đạo réo rắt âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một nữ tử, ngân y váy trắng, tóc dài như thác nước, khí chất u nhã, bay đến bên cạnh hắn, càng là thẩm phán chi chủ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Lộ Nguyệt tỷ tỷ. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt, lập tức có chút ngoài ý muốn. Nói đến, Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng là đạo tông người, là đạo tông thẩm phán chi chủ. Bất quá nhìn nàng bộ dáng, trận này thiên đạo chi tranh, nàng hiển nhiên là đứng tại Diệp Thần bên này, dù sao nàng và Diệp Thần, đã từng có cực kỳ quan hệ thân mật, hơn nữa song phương cùng thuộc thiên tổ trận doanh. Đại Chúa Tể đã điên rồi, ta khuyên không được hắn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhẹ nhàng kéo Diệp Thần cánh tay, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý, ngươi không phải Đại Chúa Tể địch thủ, chờ một lúc nếu là tranh đấu, ngươi trốn xa một chút. Diệp Thần nói. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhíu mày, nói, không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi là ta đời này nam nhân duy nhất, ngươi chết, ta cũng không sống một mình. Nàng biết Đại Chúa Tể cường đại, dựa lưng vào đạo tông thiên địa, Đại Chúa Tể cơ hồ vô địch. Nàng cũng lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện, đã có cộng tử quyết tâm. Trong lòng Diệp Thần ấm áp, sờ lên bàn tay của nàng, nói, cảm ơn ngươi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ai, đáng tiếc ta còn không có tìm về Thiên Pháp Đạo Luật, bằng không thì có Thiên Pháp Đạo Luật nơi tay, ta cũng có thể cùng Đại Chúa Tể tranh phong. Thiên Pháp Đạo Luật, là một trong thập đại cổ thần khí, thiên tổ chế tạo thần khí pháp bảo, ghi lại đủ loại luật pháp quy tắc, ký thác thiên tổ muốn thiết lập vô thượng trật tự nguyện vọng. Thiên Pháp Đạo Luật bên trong ẩn chứa thẩm phán pháp lệnh, mang theo trụ thần uy nghi, nếu như Thiên Pháp Lộ Nguyệt có thể nắm giữ,
cùng cấp là chấp trưởng trụ thần uy nghi, coi như đối mặt đại chúa tể cũng có thể tranh phong. Bất quá đáng tiếc, cho tới bây giờ, nàng cũng không có tìm được cái này thất lạc đã lâu thiên pháp đạo luật. Diệp thần nói, chờ hôm nay chuyện, nếu như chúng ta còn có thể sống được, ta liền giúp ngươi đi tìm hôm nay pháp đạo luật. Thiên pháp lộ Nguyệt Trần chờ một chút, nói, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm, ta suy tính đến, thiên pháp đạo luật tựa hồ thế mà rơi xuống đến Vi Dần Nu thánh địa, chỗ kia cũng không phải chúng ta có thể đi, quá nguy hiểm. Diệp thần trong lòng hơi động, nói, Vi Dần Nu thánh địa sao? Thiên pháp lộ Nguyệt nói, đúng vậy a, ở đó Vi Dần Nu thánh địa trong, chắc có thiên tổ hậu nhân, là hắn chấp trưởng thiên pháp đạo luật, bất quá ta suy tính không ra là ai. Diệp thần ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, lại còn có thiên tổ sau người sao? Hắn vốn là dự định đi Vi Dần Nu thánh địa, hiện tại xem ra, cái này Vi Dần Nu thánh địa thế lực phân bố, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tính toán, sau này hãy nói a. Lấy lại bình tĩnh, Diệp thần không nói thêm gì nữa, bởi vì hôm nay hắn bước vào đạo tông, có thể hay không còn sống rời đi cũng khó nói vô cùng. Một khi tranh đấu, hoặc là hắn chết, hoặc là hắn nghiền nát toàn bộ đạo tông, đến một bước này, đã rất khó có bình hòa kết cục. Lúc này bên trong đạo tông, ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt của người, đều hội tụ tại trên thân Diệp thần, nhưng không thấy có đại chúa tể thân ảnh. Diệp thần nhíu nhíu mày, đang muốn kêu gọi, chợt thấy đám người như sóng tách ra, một lão già lăng không dậm chân mà đến, chính là Hoang lão Hoang không bị ràng buộc. Diệp thần. Hoang lão gặp được Diệp thần, chào hỏi một tiếng, biểu lộ vô cùng phức tạp. Hoang lão, đại chúa tể đâu? Gọi hắn ra gặp ta. Diệp thần nói. Hoang lão lắc lắc đầu nói, đại chúa tể đang tại tòa quan chế tạo tân thiên đạo, sẽ không ra được, ngươi trở về đi. Diệp thần sầm mặt lại, nói, ta trở về có thể, các ngươi đem Lạc Nguyệt trả cho ta. Các ngươi muốn đỉnh cấp thiên đế thi thể, ta đã thu thập, thậm chí có hai cỗ. Ta đều cho các ngươi đem Lạc Nguyệt đưa ta. Diệp thần tay nắm chặt, hai khỏa vuông vức tinh thể không gian, từ lòng bàn tay dâng lên, tinh thể bên trong tất cả phong ấn một cỗ thi thể. Theo thứ tự là Gia Cát Diễm cùng chín hỏa thương long thi thể. Tay hắn vung lên, đem hai khỏa tinh thể ném cho Hoang lão. Hoang lão cũng không thu, phật tay đẩy trở về, thở dài, đã không kịp, Diệp thần, hôm đó Thương Thiên Lạc Nguyệt giết đến tận cửa, điên điên khùng khùng nói muốn giết chết đại chúa tể, cho ngươi tương lai diệt trừ một cái tai họa, bắt đầu từ lúc đó, nàng chắc chắn phải chết. Là cái kia nữ nhân điên chính mình tới cửa chịu chết, ngươi không thể trách đại chúa tể. Quên đi nàng a, nàng bất quá là một người điên thôi. Diệp thần trong lòng run lên, nói, đúng vậy a, nàng là điên rồ, nhưng đó là vì ta điên cuồng, nàng khăng khăng một mực vì ta, bất kể như thế nào, ta đều không thể nhìn nàng chết. Hoang lão, các ngươi không chịu đem Lạc Nguyệt đưa ta liền tự mình đi lấy. Nói đi, Diệp thần long hành hổ bộ, nhanh chân hướng đạo tông sơn môn đạp đi, nhiều mặc dù chục triệu người ta tới vậy khí thế. Răng rắc một tiếng, đạo tông bày ra cấm chế cự bích, bị Diệp thần một cước đá xuyên, căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, hắn nhanh chân đi vào, như rồng như hổ. Hoang lão lớn tiếng nói, Diệp thần, Thương Thiên Lạc Nguyệt là bằng hữu của ngươi, ta cũng không phải là bằng hữu của ngươi. Hà tất như thế? Hắn nhìn thấy Diệp thần như thế cuồng hung hãn tư thái, cũng là kinh hãi, nhưng trong lúc trước mắt, nói cái gì cũng không thể để Diệp thần ngăn chặn mới thiên đạo chế tạo. Hắn cảm thấy có lẽ Diệp thần bị nữ nhân làm choáng váng đầu óc, nhưng hắn nhất thiết phải thanh tỉnh. Lập tức, Hoang lão bàn tay đột nhiên thở ra, một chiêu Thiên Hoang Địa Lão Trưởng, kính hướng Diệp thần lồng ngực vỗ tới, muốn ngăn cản Diệp thần cước bộ. Diệp thần tay trái nâng lên, không muốn tổn thương Hoang lão, đang muốn lấy Thiên Cung Chiết Mai thủ phá giải, không ngờ Hoang lão một trưởng này chỉ là hư chiêu, trưởng đến nửa đường, chợt thu lực, một trưởng khác như tuyết bay xuyên vân. Từ không thể tưởng tượng nổi xảo trá góc độ xuyên ra, trực kích hướng Diệp thần bên eo. Trong lòng Diệp thần một mực cùng đại chúa tể, cũng không như thế nào đề phòng Hoang lão, cho nên không ngờ tới Hoang lão đột nhiên một trường tập kích. Phịch một tiếng, Diệp thần rắn rắn chắc chắc, bị Hoang lão chụp một trường, thân thể lại tựa như núi cao lù lù bất động, ngược lại là Hoang lão thổi phù một tiếng, há miệng phun máu tươi tung tóe, lọt vào một cỗ lực phản chấn xung kích, thân thể giống như cỏ khô héo bay ngược ra ngoài. Chán nản ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Thì ra Diệp thần tự luyện thành kim cương bất hủ thể sau, thể chất trở nên cường hoành vô cùng, lại thêm tu vì ngày càng tiến bộ, luân hồi tức thành cương, chịu kích lúc luân hồi cương khí một chút phản chấn, đủ để đem Hoang lão loại đẳng cấp này đế,
cũng cho Trấn Thành trọng thương, thậm chí có kinh mạch đứt từng khúc, trực tiếp tàn phế nguy hiểm. Đương nhiên càng quan trọng chính là, Hoàng lão thu một bộ phận tay, chỉ có điều nghĩ hạn chế Diệp Thần, cái này ngược lại gián tiếp càng đả thương nặng chính mình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão, nhìn thấy Diệp Thần thực lực kinh khủng như thế, đứng bất động, lại liền đem Hoàng lão trấn trở thành trọng thương, đều là hãi dị. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt yếu ớt, nghĩ thầm, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, tiểu gia hỏa này thực lực, thế mà tinh tiến tới mức như thế, thực sự là vô địch thiên hạ. Nếu là ở bên ngoài công bằng tỉ thí, sợ là đại chúa tể ra tay, đều sống không qua Diệp Thần võ đạo. Nhưng ở đạo tông trong sơn môn, lại là đại chúa tể chiếm hết ưu thế. Đạo thống tích lũy, thiên địa khí mạch tích lũy, thế lực quá quá lớn rồi, Diệp Thần lần này là muốn lấy lẻ loi một mình, đối kháng đạo tông sơn môn vạn thế kỷ nguyên tích lũy năng lượng. Đạo tông bên trong sơn môn, thiên thiên vạn vạn đám võ giả, tận mắt nhìn thấy Diệp Thần như vậy kinh thế hãi tục thực lực, cũng là người người chấn kinh sợ sợ đến toàn thân run rẩy, gương mặt tái nhợt. Vì đạo tông, vì tân thiên đạo, ngăn cản hắn. Luân hồi chi chủ lại cường hãn, đều cũng không thể tại tân thiên đạo đúc thành phía trước, đem chúng ta đều giết rồi. Ngăn cản hắn. Đạo tông đám người hò hét hô quát trợ uy, đồng loạt ra tay, chỉ thấy ngàn vạn đầu đao quang kiếm ảnh, châu chấu một dạng tên nỏ, còn có từng phát đủ để bạo diệt tinh chống không đạn pháo, hung mãnh hướng Diệp Thần đánh tới, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Thế công này mặc dù hùng vĩ, nhưng mọi người vô cùng rõ ràng, đây không có khả năng giết chết Diệp Thần, bọn hắn chỉ cầu có thể cản ngăn đón Diệp Thần cước bộ, không để hắn ngăn chặn mới thiên đạo chế tạo. Chỉ cần chờ tân thiên đạo chế tạo đi ra, đại chúa tể xem như nhân tổ Nam Hoa lão quân người đại diện, liền có thể trở thành thế giới mới vương, chúa tể chân chính hết thảy. Đến lúc đó, Diệp Thần lại đối mặt đại chúa tể, tựa như phù du đối mặt thanh thiên, cũng không còn chống lại khả năng. Mộ chủ, ta tới giúp ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết long mắt thấy vô số đao quang kiếm ảnh, tên nỏ đạn pháo hướng Diệp Thần đánh tới, cũng chỉ sợ Diệp Thần ngăn cản không nổi, nhân tiện nói. Huyết long thực lực cũng là cực kỳ cường đại, hắn ra tay trợ lực mà nói, Diệp Thần cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Thần lại nói, không cần, còn không phải thời điểm. Hắn cũng không có triệu hoán huyết long đi ra, mắt thấy trước mặt ngập trời kiếm quang đao mang tên nỏ bạo sát mà đến, gặp nguy không loạn, nắm chắc quả đấm, răng rắc một tiếng, chiến thần thủ sáo bao trùm tại hắn trên nắm tay. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cả người chiến ý bành trướng, đấu khí kinh thiên, quát to một tiếng. Phá! Hắn đấm ra một quyền, tựa như viễn cổ chiến thần đích thân tới, quyền mang ngập trời, bá đạo sôi trào, chỉ một quyền, phía trước hư không đều bị ép bạo, đạo tông đám người tề phát thế công, đầy trời đao quang kiếm ảnh tên nỏ đạn pháo các loại, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cũng chỉ là một quyền, Diệp Thần liền phá hết đạo tông đám người thế công, ngập trời quyền mang nổ tung, kinh khủng quyền ý như phóng xạ khuếch tán ra, lấy Diệp Thần làm tâm điểm, phương viên bách bộ bên trong đạo tông người. Toàn bộ giống như cỏ khô héo thổ huyết ngã xuống đất mất mạng, liền hừ đều không hừ một chút, thi thể đã bị Diệp Thần quả đấm sức mạnh, chấn động đến mức nhão nhoẹt phá toái. Bên ngoài trăm bước đạo tông người, toàn bộ đều sợ ngây người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ đều là ý chí kiên định người, nhưng lúc này mắt thấy Diệp Thần kinh thiên vô địch tư thái, đều sắp bị rung động đạo tâm bể nát. Hoa lạp, Diệp Thần lại cũng không muốn thương tổn ai sát lục ai, sau lưng thần quang lên chỗ. Thiên không chi dương cánh mở, víu một tiếng, hắn vỗ cánh bay lên trời, hướng Thương Thiên Lạc Nguyệt bay đi. Ngăn lại hắn. Lớn ngũ hành tịch diệt thần quang. Bắt đầu thất tinh sát trận lớn. Chân không phá diệt tẫn thiên vũ. Bên trong đạo tông, một chút cao tầng hộ pháp trưởng lão, mắt thấy Diệp Thần bay trên trời, vội vàng hiến tế tự thân khí huyết, mở ra đủ loại đại trận. Xuy xuy xuy. Chỉ thấy từng đạo ngũ hành thần quang, từng đạo thất tinh sát khí. Còn có mang theo tấn diệt khí thức đầy trời hạt mưa, từ hư không các nơi bạo sát mà đến, thanh thế rộng rãi. Bên trên bầu trời, phía dưới mặt đất, lại khắp nơi hiện ra từng tòa trận pháp tia sáng, trận văn phù văn lạc ấn lấp lóe, toàn bộ đạo tông tất cả trận pháp, mang theo lắng đọng vạn thế kỷ nguyên địa mạch năng lượng, một chút bạo phát đi ra. Vô số đạo thần quang, một chút bắn tại trên thân Diệp Thần. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, cũng thấy một hồi nóng bỏng hơi đau. May mà hắn thể chất cường hãn, bằng không thì nhiều như vậy sát trận, một chút bạo sát tới, hắn cũng ngăn không được. Trọng trọng sát trận, vô tận thần quang, đã hội tụ thành quang hải, đem Diệp Thần thân hình gắt gao vây khốn, Thương Thiên Lạc Nguyệt ngay ở phía trước, nhưng Diệp Thần nửa bước khó đi,
trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá trận ra ngoài, rút ra đạo thiên kiếm, kiếm quang hộ thể, ngăn cản vô tận sát trận xung kích. Diệp Thần, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Thiên Pháp Lộ Nguyệt mắt thấy Diệp Thần cước bộ bị ngăn trở, lập tức mang theo Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão, bay lên. Bằng vào ta là trận tâm, kết thẩm phán đại trận. Lấy thẩm phán chi danh, trấn áp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhất thanh thanh hát, rút kiếm giơ kiếm chỉ thiên, một cỗ thanh quang từ nàng thân thể mềm mại lan tràn ra, lập tức tại dưới chân nàng diễn sinh ra một cái thẩm phán trận pháp. Nàng đứng tại trận tâm chỗ, Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão phản ứng cấp tốc, đứng ở tứ giác, thiên đế khí mạnh mẽ bộc phát ra, phụ trợ Thiên Pháp Lộ Nguyệt kết trận. Một cái thẩm phán đại trận, lập tức ký kết mà ra, cùng đạo tông trăm ngàn tòa sát trận đối nghịch. Thẩm phán chi đạo, đủ để thẩm phán hết thảy. Thiên Pháp Lộ Nguyệt vốn chính là đạo tông nhân vật cao tầng, đối đạo tông đủ loại đại trận kết cấu hết sức quen thuộc, nàng một chút bày trận, thẩm phán đại trận kết thành, dựa vào Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão phụ trợ, lại thật sự ẩn ẩn đè lại đạo tông chư trận uy thế, nhường đường tông chư trận uy lực giảm xuống. Đa tạ. Diệp Thần áp lực lớn đại giảm nhẹ, cảm kích nhìn Thiên Pháp Lộ Nguyệt một mắt, sau đó vung ra một kiếm, suy một tiếng, tại trong đầy trời trận quang chi, phá suốt một con đường, vỗ cánh bay ra ngoài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão, thì thay Diệp Thần thừa nhận đạo tông chư trận áp lực. Diệp Thần cấp tốc bay gần Thương Thiên Lạc Nguyệt, chỉ thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt bị sáng sinh chi trụ hút máu, cả người đã là hình dung tiểu tụy, gương mặt tái nhợt, tiểu tụy không chịu nổi, lại ngất xỉu bất tỉnh. Lạc Nguyệt, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần cực kỳ đau lòng, đang chờ xuất thủ cứu người. Diệp Lang. Thương Thiên Lạc Nguyệt lông mi run lên, mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thần ngay tại trước mặt mình, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, không thể tin được ánh mắt của mình. Diệp Thần bay đến Thương Thiên Lạc Nguyệt bên cạnh, tại Thương Thiên Lạc Nguyệt sau lưng, chính là cái kia sáng sinh chi trụ, cỡ nào to lớn hùng vĩ, vàng óng ánh thạch trụ xuyên qua thiên khung, tung xuống vô tận quang huy, một cỗ hy sinh chí khí, dám dậy nhật nguyệt thay mới thiên bàng bạc uy áp, không ngừng từ sáng sinh chi trụ thượng tràn ngập ra. Cái kia là muốn nghiền nát hắc ám thế giới cũ, thiết lập quang minh vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới nguyện vọng, nhân tổ Nam Hoa lão quân nguyện vọng, liền toàn bộ chút xuống trong đó, liền xem như lấy Diệp Thần đạo tâm kiên cố, tại khoảng cách gần mắt thấy sáng sinh chi trụ huy hoàng sau, hắn tâm thần đều xuất hiện một chút dao động. Thậm chí, một cái ý niệm, cũng đi theo từ đáy lòng của hắn hiện lên, cứ như vậy đi, cứ như vậy để cho Thương Thiên Lạc Nguyệt chết đi, cái chết của nàng, có thể đổi lấy mới thiên đạo sinh ra. Hắn cần gì phải ngăn cản, cần gì phải nghịch thiên đại thế mà đi. Nhưng ý niệm này, vừa dâng lên liền bị Diệp Thần dập tắt, hắn luân hồi pháp sắp tâm, chống cự lại sáng sinh chi trụ tinh thần xung kích, giữ chặt Thương Thiên Lạc Nguyệt cánh tay, nói, Lạc Nguyệt, chúng ta đi. Diệp Thần liền muốn mang theo Thương Thiên Lạc Nguyệt rời đi, nhưng lại gặp Thương Thiên Lạc Nguyệt sau lưng, có thiên ti vạn lũ đồ vật tại dính dấp nàng, nàng như bị ngàn vạn đầu sợi tơ quấn chặt lấy, Diệp Thần lại kéo nàng bất động. Thương Thiên Lạc Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, không được, Diệp Lang, ta khí huyết tính mệnh, đã bị sáng sinh chi trụ bộ hoạch, đi không được. Diệp Thần sầm mặt lại, thì thấy thời khắc này Thương Thiên Lạc Nguyệt, lỗ chân lông còn đang không ngừng rướm máu, máu tươi của nàng khí tức, cùng sáng sinh chi trụ càng là lẫn nhau dung hợp, chia cắt không mở. Nàng đã trở thành sáng sinh chi trụ một bộ phận, không cần bao lâu, liền sẽ bị triệt để ép khô, trở thành sáng sinh chi trụ cơ thạch một bộ phận. Không. Ta có thể cứu ngươi đi. Diệp Thần khẽ cắn môi, buông ra Thương Thiên Lạc Nguyệt cánh tay, thoáng lui lại mấy bước, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, định huy kiếm chặt đứt Thương Thiên Lạc Nguyệt cùng sáng sinh chi trụ ở giữa liên lạc, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem người cứu đi. Luân hồi chi chủ, đủ. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát vang lên. Chỉ thấy một vệt kim quang, từ phía dưới vọt lên, lại là đại chúa tể cuối cùng hiện thân. Chỉ thấy đại chúa tể một thân bạch bào, đều che đậy kim quang tại trên hắn áo choàng lạc ấn thành thần văn, một đỉnh rèm châu rủ xuống mũ miệt, cũng không biết lúc nào, đeo ở trên đỉnh đầu hắn, người khác hướng về bầu trời vừa đứng, cùng hậu phương sáng sinh chi trụ cộng minh, liền tựa như là thế giới chúa tể đồng dạng, là chư thiên đế hoàng, tương lai thế giới mới vô thượng chí tôn. Ngô Hoàng Vĩnh Hằng, đại chúa tể vừa xuất hiện, toàn bộ đạo tông tất cả mọi người đều hứng chịu tới cực lớn chấn động cùng tác động, nhao nhao quỳ xuống hô hào triều bái. Diệp Thần thậm chí nhìn thấy, luôn luôn cao ngạo hoang lão, bây giờ thế mà cũng giãy giụa kéo lấy thân thể trọng thương, hướng đại chúa tể quỳ xuống lại, miệng hô Ngô Hoàng Vĩnh Hằng.
Sáng sinh chi trụ lập tức liền muốn đúc thành, đại chúa tể muốn trở thành thế giới mới đế hoàng, trên người hắn đế khí bành trướng, gào thét ngập trời, uy nghiêm quá bảng bạc, so với dĩ vãng cường hãn. Diệp thần nhìn thấy thiên pháp lộ nguyệt, thiên địa vô cực bốn vị trưởng lão, cũng là lộ ra sợ hãi kinh úy thần sắc, nếu không phải còn có hắn cái này luân hồi chi chủ đè lấy, bọn hắn sợ rằng cũng phải quỳ xuống. Tại trước mặt thế giới mới đế hoàng, chúng sinh như sâu kiến nhỏ bé, không dám ngưỡng mộ, chỉ có thể quỳ xuống thần phục. Trong toàn trường, duy nhất không bị đại chúa tể khí chàng chấn nhiếp người, chỉ có Diệp thần. Đại chúa tể nhìn thấy Diệp thần vẫn là một bộ lạnh nhạt không bị trói buộc tư thái, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là nặng nhiên, nói, luân hồi chi chủ, người đạo tâm rất cường hãn, thế giới mới thiên đạo đều ép không được ngươi. Diệp thần hướng về phía trước chắp tay nói, thương thiên trắng vũ, chúc mừng ngươi muốn trở thành thế giới mới đế hoàng. Đại chúa tể một hồi buồn bã, nói, ngươi cũng không chịu phục, ta biết, chúng ta là bằng hữu, không cần thiết huyên náo cương như vậy, chờ tân thiên đạo đúc thành sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hồn thiên đế cùng xấu thần. Hồn thiên đế còn dễ nói, xấu thần tài là chân chính đại khủng bố, chỉ cần thế giới còn có hắc ám, nhân tâm còn có dục vọng tồn tại, xấu thần sẽ không phải chết. Chỉ có chế tạo tân thiên đạo, thành lập thế giới mới, mới có thể chiếu phá hết thảy hắc ám, đem xấu thần đưa chư tử địa. Diệp thần nói, đúng vậy a, đúng là nên như thế, người muốn chế tạo tân thiên đạo, ta không ngăn trở. Nhưng, hắn nhìn về phía hư nhược thương thiên lạc nguyệt, ngươi không thể hy sinh lạc nguyệt. Diệp thần lại sử dụng hai khỏa tinh thể không gian, ra cát diễm cùng chín hỏa thương long thi thể, liền phân biệt phong ấn ở bên trong, ngươi cần gì thi thể tài liệu, ta có thể cho ngươi, ngươi không thể thương tổn lạc nguyệt. Đại chúa tể thở dài, không được, đã không cách nào vãn hồi, lạc nguyệt khí huyết, đã cùng sáng sinh chi trụ dung hợp, chia cắt không mở, nàng chỉ có chết. Cưỡng ép phân chia mà nói, sáng sinh chi trụ cơ thạch có sụp đổ nguy hiểm. Diệp thần lớn tiếng nói, ai nói chia cắt không mở. Ta một kiếm là đủ. Tiếng nói rơi xuống, Diệp thần đạo thiên kiếm chợt chém ra, chém ngang hướng sáng sinh chi trụ bên cạnh hư không. Một cỗ kinh khủng hủy diệt kiếm khí, mang theo chảm phá thiên địa thương khung kinh thiên uy thế, bão táp mà ra. Cái này càng là thiên chảm một kiếm. Tại thời khắc này, Diệp thần thế mà thi triển ra thiên chảm. Răng rắc, một khỏa sáng chói bảo thạch, từ trong cơ thể của Diệp thần bay ra lại phá toái. Đó là chiến thần thủ 66 viên trong bảo thạch nhật chi thạch. Vì thi triển thiên trảm, Diệp thần cũng không để ý giá tiền gì, trực tiếp liền vô cùng chân quý nhật chi thạch cũng hiến tế. Cái này thiên trảm một kiếm ra, kinh thiên hủy diệt kiếm khí, làm cho cả mảnh trời khung đều trong nháy mắt đen xuống, kinh lôi cuồn cuộn, tập tục nổ tung. Tất cả mọi người mắt thấy một kiếm này, đều có loại thế giới phảng phất bị một kiếm cắt ra, mà chính mình thân hồn câu diệt ảo giác. Đại chúa tể cũng choáng váng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp thần lại đột nhiên ra tay, hơn nữa không phải công kích hắn, thậm chí không phải công kích sáng sinh chi trụ, chỉ là chém về phía sáng sinh chi trụ bên cạnh không khí. Đại chúa tể một mực đề phòng Diệp thần ra tay tập sát chính mình, nhưng không ngờ Diệp thần lại kiếm chảm hư không. Mặc dù là kiếm chảm hư không, nhưng Diệp thần một kiếm này, hủy diệt sắc bén ngập trời thiên chảm kiếm ý, nhiều đem toàn bộ đạo tông sơn môn. Đều một kiếm chém thành hai nửa khí thế. Răng rắc, một hồi phá toái đứt gãy âm thanh vang lên, như tơ xé vải đánh gãy, đó là thương thiên lạc nguyệt cùng sáng sinh chi trụ ở giữa liên lạc, triệt để đứt gãy âm thanh. Vốn là, thương thiên lạc nguyệt sinh mệnh, khí huyết, linh hồn, đều cùng sáng sinh chi trụ tỉ mỉ liên lụy, thiên ti vạn lũ liên lạc cùng một chỗ, không cách nào chia cắt. Nhưng, Diệp thần thiên trảm nhất kiếm, thế trảm thiên địa, phá diệt hết thảy pháp tắc. Thế mà đem thương thiên lạc nguyệt cùng sáng sinh chi trụ liên lạc, thiên ti vạn lũ đều triệt để chặt đứt. Đây không phải đao kiếm chảm bổ loại kia mặt ngoài cắt chém, mà là cấp độ sâu, pháp tắc phương diện bên trên cắt chém. Siva thiên chảm tuyệt học, liền có chặt đứt pháp tắc, chặt đứt đại đạo, chặt đứt hết thảy uy lực, Diệp thần nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Toàn trường tất cả mọi người, đều rung động tại Diệp thần thiên chảm nhất kiếm, từ lúc chào đời tới nay, bao quát đại chúa tể ở bên trong. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy kiếm đạo. Liên lạc bị chém đứt, thương thiên lạc nguyệt thân thể, không còn liên lụy gò bó, một chút liền từ không trung rơi xuống. Diệp thần thân hình víu một tiếng, một cái thiểm lược, xuất hiện tại thương thiên lạc nguyệt bên cạnh, đem nàng tiếp lấy ôm chặt. Lạc nguyệt, Diệp thần ôm một cái lấy thương thiên lạc nguyệt, chỉ cảm thấy mình ôm lấy một đoạn cây khô, một bộ khô lâu,
gò má nàng bên trong hãm, da thịt ảm đạm, da thịt tiều tụy, khí huyết cơ hồ bị sáng sinh chi trụ ép khô, sinh mệnh tinh hoa cũng cơ hồ đánh mất hầu như không còn, tiều tụy tới cực điểm. Diệp Thần thần sắc khẽ biến, cực kỳ đau lòng, muốn trị liệu, cũng không thế nào hạ thủ, bởi vì Thương Thiên Lạc Nguyệt căn bản không phải thụ thương, nàng là sinh mệnh tinh hoa đều bị rút lấy sạch sẽ, đã sắp biến thành xương khô. Diệp Lang, cảm ơn ngươi, thế mà thật sự cứu ta đi ra. Thương Thiên Lạc Nguyệt mang theo dịu dàng lại thỏa mãn ý cười, lại là đáng thương, nói. Trước đây hết thảy, ta có lỗi với ngươi. Bất quá, ta lại không thể. Ca ca ta hắn hút khô máu của ta. Ta phải chết, nhưng ta thực sự không muốn chết. Ta nghĩ bảo vệ ngươi. Ánh mắt nàng nhìn về phía trên thương khung, tại trên bầu trời, chính là trong truyền thuyết tinh không bỉ ngạn, nàng dùng như nói mê ngữ điệu lẩm bẩm nói. Ta sẽ ngày trở về nguyệt, biến thành quang, tại tinh không bỉ ngạn chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới, muốn tới bỉ ngạn, ta chờ ngươi. Nàng cố gắng nắm lên Diệp Thần tay, nắm thật chặt, không dám buông ra, giống như sợ chính mình vừa buông lỏng, liền sẽ cùng Diệp Thần vĩnh biệt phân ly. Tìm được ta, Diệp Lang, ngươi nhất định muốn, tìm được ta. Tương lai ngươi phi thăng bỉ ngạn, nếu là nhìn thấy lưu huỳnh quỷ hỏa trong gió dao động, đó chính là ta. Nói đi, Thương Thiên Lạc Nguyệt tiếng nói im bặt mà dừng, con người phóng đại, thân thể lâm vào trong băng lãnh, đã dừng lại hô hấp chết. Nhưng ở tử vong một sát, nàng thân thể lại hóa thành quang, biến thành một chút nhỏ vụn lưu huỳnh tia sáng, vô thanh vô tức bay tới bầu trời, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lạc Nguyệt, Diệp Thần cực kỳ chấn động, trái tim đột nhiên run rẩy một chút, đầu ong ong. Thương Thiên Lạc Nguyệt chết. Hắn mặc dù cứu ra Thương Thiên Lạc Nguyệt, nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt sinh mệnh tinh hoa, đã bị sáng sinh chi trụ nghiền ép hầu như không còn, không cách nào lại sống sót, hắn đem người cứu ra, người lập tức liền chết. Nhưng, thân là tinh không bỉ ngạn cường giả, Thương Thiên Lạc Nguyệt tồn tại, lại hết sức đặc thù. Tinh không bỉ ngạn hệ thống tu luyện, cảnh giới thứ nhất, chính là kêu trời nguyệt cảnh. Nhật nguyệt cảnh cường giả, chấp trường nhật nguyệt pháp tắc, vừa vạn hóa ánh sáng của bầu trời, chỉ cần thế gian còn có quang tồn tại. Nhật nguyệt cảnh cường giả sẽ không phải chết, thậm chí có thể dựa vào một chiếc ngọn nến lại cháy lên trùng sinh, dựa vào một điểm lưu huỳnh quỷ hỏa khôi phục quật khởi. Muốn giết chết nhật nguyệt cảnh cường giả, vô cùng gian khổ, cần theo trên căn nguyên, đem hắn nhật nguyệt pháp tắc bản nguyên xóa đi, bằng không mà nói, chỉ cần pháp tắc bản nguyên còn tại, liền có thể nhờ trùng sinh. Bất quá, Thương Thiên Lạc Nguyệt tình huống, lại rất đặc thù, nàng từ tinh không bỉ ngạn hạ xuống tới, tại không không lúc nào giữa không trung. Chịu đại đạo quy tắc đủ loại hạn chế, nàng nếu là chết, mặc dù có thể hóa thành quang, lại không thể trùng sinh. Tình huống hiện tại, là Thương Thiên Lạc Nguyệt chết, đã biến thành quang, quay về đến tinh không bỉ ngạn, nhưng nàng không cách nào dựa vào chính mình phục sinh, trừ phi Diệp Thần có thể tại trong bỉ ngạn triệu tỷ tỷ sợi quang mang, tìm được sự tồn tại của nàng, lại lợi dụng thủ đoạn khác, đem nàng phục sinh. Một giọt nước dung nhập trong nước, muốn tìm trở về lúc đầu giọt nước, gần như không có khả năng. Một tia quang dung nhập trong trời đất, nghĩ lại đem chi tìm về, cũng là chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình. Từ trên lý luận nói, Thương Thiên Lạc Nguyệt quang chi bản nguyên còn tại, nàng chỉ là đã biến thành quang, còn có hy vọng phục sinh. Nhưng trên thực tế, ánh sáng của bầu trời mênh mông, Diệp Thần nghĩ tại trong ngàn vạn tinh thần quang huy, tìm được thuộc về nàng cái kia một tia quang, lại nói dễ dàng sao. Trong chốc lát, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã chết, trước mắt một vùng tăm tối. Không nhìn thấy hy vọng gì, không nhìn thấy phục sinh Thương Thiên Lạc Nguyệt khả năng. Thương Thiên Trắng Vũ, người hại chết Lạc Nguyệt. Diệp Thần nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, phát ra thanh âm gầm thét, nhìn chằm chằm Đại Chúa Tể. Đại Chúa Tể toàn thân run rẩy, nói, luân hồi chi chủ, người hại khổ ta, thiên đạo muốn sụp đổ. Người đáng chết. Thương Thiên Lạc Nguyệt phá toái thành quang, Đại Chúa Tể cũng không thương yêu, hắn đau lòng lo lắng, là sáng sinh chi chủ muốn sụp đổ. Ầm ầm. Chỉ thấy ngay ngắn sáng sinh chi trụ, đều tại kịch liệt rung động, lung lay sắp đổ. Cái này sáng sinh chi trụ, là phi thường tinh vi vĩ đại kỳ quan, thế gian không có bất kỳ vật gì, so thiên đạo tinh vi hơn, loại kỳ quan này, dắt vừa phát động toàn thân. Diệp Thần cứu đi Thương Thiên Lạc Nguyệt, lại làm cho sáng sinh chi trụ tinh vi kết cấu, cân bằng bị phá vỡ, chân chính dắt vừa phát động toàn thân, toàn bộ sáng sinh chi trụ đều có sụp đổ nguy hiểm. Đại Chúa Tể cũng là hết sức phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần thiên trảm nhất kiếm, thế mà thật có thể chia cắt thiên đạo,
lần này sáng sinh chi trụ đã mất đi Thương Thiên Lạc Nguyệt, như bị quất đi một khối cơ thạch, đại hạ tương khuynh. Tức giận hết sức đại chúa tể, lại không đi quản Diệp Thần, thiên đạo đem nghiêng, hắn nhất thiết phải cứu vãn. Huy hoàng thiên đạo, tuân ta sắc mệnh, bằng vào ta kim thân, hợp đạo vĩnh hằng. Đại chúa tể phát ra một tiếng ngâm sướng, thân thể suy một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, hướng về sáng sinh chi trụ vọt tới. Hắn càng là muốn lấy thân hợp đạo. Đại chúa tể một chút lấy thân hợp đạo, đem thân thể của mình, hóa thành sáng sinh chi trụ một khối cơ thạch, nguyên bản lung lay sắp đổ sáng sinh chi trụ, lập tức ông một cái, triệt để ổn định lại, đã không còn nghiêng đổ sụp đổ nguy hiểm. Hoa lạp, ổn định lại sáng sinh chi trụ, phóng ra ngàn vạn trọng hừng hực huy hoàng kim quang, tia sáng cấp tốc khuếch tán ra, chiếu rọi vô tận thời không. Vô tận quang huy bên trong, truyền ra từng đợt rung động thiên địa trang nghiêm ngâm sướng, bên trong hư không, có thể thấy được có ngàn ngàn vạn vạn tôn tiên Phật thần thánh thân ảnh, tại sáng sinh chi trụ trong ánh sáng diễn hóa đi ra, thơ ca tụng tán dương lấy nhân tổ Nam Hoa lão quân vĩ đại. Tại trên bầu trời, cũng là dần dần hiện ra một đạo to lớn sáng rực đồ đằng, đó chính là nhân tổ Nam Hoa lão quân thân ảnh, già nua hùng hồn bên trong, mang theo quan sát thiên địa thời không vĩ đại. Diệp Thần ngơ ngẩn nhìn xem, nội tâm chỉ có một cái ý niệm. Tân thiên đạo muốn đúc thành. Đại chúa tể lấy thân hợp đạo, hắn chính là cái cuối cùng kiếp nổ, cực điểm thăng hoa, hắn tất cả sinh mệnh tinh hoa, đều dung nhập vào sáng sinh chi trụ bên trong. Ngay ngắn sáng sinh chi trụ, từ mơ hồ bộ dáng, triệt để trở nên chân thực, nhân tổ Nam Hoa lão quân tích lũy ở bên trong năng lượng, hóa thành từng vòng rộng rãi thần thánh phóng xạ, cấp tốc hướng toàn bộ không lúc nào khoảng không khuếch tán, muốn đem hắc ám thế giới cũng nghiền nát. Diệp Thần, thiên địa vô cực tứ lão, thiên pháp lộ nguyệt, còn có đạo tông các đệ tử, chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn. Tân thiên đạo muốn tại bọn hắn trước mắt sinh ra, huy hoàng như vậy thần thánh vĩ đại, tại mới thiên đạo làm nổi bật phía dưới, bọn hắn đều tựa như sâu kiến phủ du một dạng nhỏ bé. Nhân sinh giữa thiên địa, muốn cùng thiên đạo đối kháng, nghịch thiên mà đi, quả thực là người si nói mộng. Dĩ vãng thiên đạo, viên kia thiên ma đạo phương, chỉ là điệp mộng tinh quân một trái tim đúc thành, mà thiên đạo mới, trước mắt mọi người sáng sinh chi trụ, lại là Nam Hoa lão quân cả cỗ thân thể đúc thành. Hoàn chỉnh trụ thần thân thể, chế tạo cả ngày đạo, cái này thiên đạo uy thế năng lượng, có bao nhiêu bàng bạc kinh khủng, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối không phải không lúc nào chống không võ giả có thể ngăn cản. Bây giờ, đại chúa tể xem như kiếp nổ, thật giống như một tia ngọn lửa, đã đem trời mới biết chút đốt. Thế giới mới có thể hay không thiết lập, Diệp Thần cũng không biết, nhưng không lúc nào khoảng không vốn có thế giới, cũng đã gần như phá diệt. Sáng sinh chi trụ kim quang phóng xạ, khuếch tán ở đâu, nơi nào thời không, liền xuất hiện sụp đổ phá toái cùng hủy diệt. Răng rắc, đạo tông trên sơn môn phương thiên không, tại sáng sinh chi trụ kim quang trùng kích vào, đã là triệt để bể nát, thiên khung chôn vùi, pháp tắc không còn, chỉ còn lại hỗn loạn hắc ám hỗn độn. Ô, một đạo kinh thiên khí lưu tiếng nổ, đột ngột nổ lên, chỉ thấy bên kia phía chân trời, có thần dị cảnh tượng hiện lên, một khỏa vuông vức, cắt chém chỉnh tề cực lớn tinh thạch thể, ở chân trời xuất hiện. Đó chính là thiên ma đạo phương, màu sắc u lam hắc ám, khí tức lạnh lùng. Sáng sinh chi trụ sắp đúc thành, lại làm cho viên này thiên ma đạo phương, triệt để cảnh giác dè chừng sợ hãi. Oanh! Không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh, xuất hiện tại Diệp Thần cùng mọi người trước mắt, chỉ thấy viên kia thiên ma đạo phương, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, càng là hung hăng hướng về sáng sinh chi trụ đánh tới. Trận này thiên đạo chi tranh, chính là ngay thẳng như thế, đơn giản, cũng mới thiên đạo tướng đụng, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Diệp Thần trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ thật đáng buồn cảm giác, ngày xưa cao cao tại thượng, vĩ đại vô cùng thiên ma đạo phương, tại mới thiên đạo làm nổi bật phía dưới, lại có vẻ mười phần nhỏ bé. Cùng huy hoàng hừng hực sáng sinh chi trụ so sánh, thiên ma đạo phương đích thật là quá yếu ớt ảm đạm. Lần này, thiên ma đạo phương ra sức va đập tới, lại như bay nga dập lửa một dạng bi thương. Răng rắc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại thiên đạo khối Rubik đâm vào sáng sinh chi trụ trong nháy mắt, khối Rubik trực tiếp bể nát, phá toái thành ước vạn khối như chiếc gương mảnh vụn, rầm rầm đầy trời rải xuống tiếp. Cựu thiên đạo cứ như vậy bể nát, thiên ma đạo vừa mới nát, cảnh tượng khủng bố tại không lúc nào trên không hiện ra, không có thiên đạo chế ước, thế giới tầng dưới chót logic sụp đổ, quần tinh mất tự. Ngày xưa tuân theo lấy đặc biệt quỹ tích vận chuyển nhật nguyệt tinh thần, theo thiên đạo phá toái,
đã triệt để mất đi trật tự, giống như con ruồi không đầu hỗn loạn bay múa, từng vì sao lại va chạm nhau phá toái, thảm thiết tai họa khắp nơi dâng lên. Tại thiên đạo khối Rubik sau khi vỡ vụn, thế giới đã mất đi trật tự, không biết bao nhiêu cái vũ trụ, bao nhiêu phiến tinh không, trong phút chốc lâm vào vô tự hỗn loạn cùng tai họa bên trong, tử thương sinh linh không thể tính toán. Diệp Thần cùng tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, toàn bộ đạo tông sơn môn, tại lần này yên lặng đến lạ thường, thế giới an tĩnh bên trong, đám người phảng phất có thể nghe được ngoại giới tinh không, truyền đến vô tận tinh thần va chạm bể tan tành âm thanh, còn có tinh cầu nổ tung liệt hỏa gào thét, chúng sinh tử thương chu chéo. Mới đúc thành thiên đạo, cái kia sáng sinh chi trụ, rõ ràng không có cứu vớt thế giới cũ ý tứ, tạo phản không phải là vì đoạt quyền, mà là vì hủy diệt. Nhân tổ Nam Hoa lão quân nguyện vọng, là muốn tại thế giới cũ trên hài cốt, thiết lập một cái quang minh huy hoàng vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới mới. Tại trong hắn tư tưởng, chỉ cần thế giới mới tạo dựng lên, vực sâu hắc ám khí thức đem bị áp chế, quang minh mở rộng sau đó, Thái Sơ liền có thể phát động phản kích, đem vực sâu triệt để chiếu diệt. Đến lúc đó, thế giới không có vực sâu hắc ám tồn tại, toàn bộ hết thảy, cũng có thể biến thành quang. Không. Diệp Thần khẽ cắn môi, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn Hồng Nhan, đều tại không không lúc nào giữa không chung, hắn lại có thể nào nhìn xem thế giới hủy diệt, biến thành xác. Sát thần tiền bối, đen mẫu thần tiền bối, huyết long, giúp ta. Diệp Thần nội tâm gào thét, tay phải đạo thiên kiếm, tay kia tế ra côn lôn đao, cắn răng ngước nhìn phía trước sáng sinh chi trụ. Tại cực lớn sâu thiên sừng sững sáng sinh chi trụ trước mặt, hắn tựa như một hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé. Nhưng hắn biết, muốn sống sót, muốn thủ hộ bên cạnh mình người, hắn nhất thiết phải xuất đao. Thiên đấu sát thần lấy làm kinh hãi, nói, mộ chủ, người muốn đối kháng trời mới đạo sao? Trời mới đạo huy hoàng như vậy thần thánh, như người tổ Nam Hoa lão quân đích thân tới, Diệp Thần muốn đối kháng, không thể nghi ngờ là cùng trụ thần quyết chiến, không có dù là nửa điểm phần thắng. Không, không phải, ta muốn chém dụng đại chúa tể. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, hắn đương nhiên rất rõ ràng, chính mình cùng trụ thần thiên đạo chênh lệch. Nhưng, dưới mắt cục diện này, cũng không phải là không có nghịch chuyển cơ hội. Đại chúa tể vừa mới lấy thân hợp đạo, hắn huyết nhục, còn không có triệt để cùng sáng sinh chi trụ dung hợp kiên cố, Diệp Thần còn có chém dụng hy vọng của hắn. Chỉ cần có thể chém dụng đại chúa tể, dắt vừa phát động toàn thân, sáng sinh chi trụ cơ thạch buông lỏng, liền có sụp đổ khả năng. Hảo! Thiên đấu sát thần biết rõ Diệp Thần ý tứ, lập tức đem tự thân thần hồn năng lượng, không giữ lại chút nào chút xuống đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Ầm ầm! Chỉ một thoáng, Diệp Thần khí tức tăng vọt, gân xanh nổi lên cơ hồ muốn nổ tung, cả người cũng cuồng dã như dã thú, tay trái côn lôn đao, tay phải đạo thiên kiếm, phi thân vọt lên, phóng tới sáng sinh chi trụ. Luân hồi chi chủ, người thực sự là không sợ chết a? Sáng sinh chi trụ bên trong, truyền ra một đạo lạnh lùng âm thanh. Sau đó, kim quang rực rỡ lưu động, một người mặc đế bào, đầu đội mũ miệng nam tử, liền xuất hiện tại sáng sinh chi trụ phía trước, chính là đại chúa tể. Thời khắc này đại chúa tể, đã không có thân thể, hắn lấy thân hợp đạo, nhục thể của hắn khí huyết, sinh mệnh tinh hoa, đã toàn bộ đúc nóng đến sáng sinh chi trụ bên trong, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn dung hợp kiên cố, hắn còn có ý chí tồn tại, tinh thần còn không có tiêu vong. Diệp Thần trước mắt, là đại chúa tể một tia tinh thần hình chiếu, tuy chỉ là một cái bóng mờ, nhưng bởi vì dung hợp sáng sinh chi trụ đại đạo, đạo hư ảnh này khí tức, thậm chí so với trước đây đại chúa tể bản thân, còn kinh khủng hơn cường hãn nhiều lắm. Diệp Thần vào tới trước tư thế, lập tức bị một cỗ cường hoành khí tràng phóng xạ ngăn cản, chỉ cảm thấy hô hấp ngạt thở. Vào giờ phút này đại chúa tể mạnh đến mức đáng sợ. Thương khung, đại địa, tại thời khắc này, đều hóa thành lĩnh vực của hắn. Hắn là chân chính chúa tể. Lấy thân hợp đạo, thương thiên bạch vũ, ngươi vì chế tạo trời mới đạo, thực sự là ngay cả mạng cũng không cần. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm đại chúa tể. Điên rồ, triệt để điên rồ. Đại chúa tể giang hai cánh tay, hăng hái, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới ôm vào lòng, nói, chờ thế giới mới thiết lập, ta bằng thiên đại công đức, đủ để tại thế giới mới phục sinh. Ta cũng như thế lại là thế giới mới đế hoàng. Già yếu, tử vong, mục nát, hắc ám, đây đều là thế giới cũ khái niệm, thế giới mới, không có những thứ này hắc ám đồ vật, chỉ có vĩnh hằng quang minh cùng hoàn mỹ. Mà ngươi, luân hồi chi chủ, nhưng phải châu chấu đá xe, trở ngại thế giới mới thiết lập. Diệp Thần nhếch nhếch miệng,
nhìn chòng chọc vào đại chúa tể, nói, cái kia thế giới cũ sinh linh đâu? Đều phải chết sao? Nếu như ngươi có thể đem chư thiên chúng sinh, đều di chuyển đi thế giới mới, không chém giết vô tội, ta cũng hoan nghênh thế giới mới như vậy. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không phản đối thiết lập thế giới mới, nhưng tiền đề có hai điểm, một là bên cạnh hắn người, không thể thụ thương, hai là vô tội sinh linh, không thể bị diệt sát. Thậm chí có khả năng, cho bọn hắn lựa chọn. Tỷ như cố hương của hắn Hoa Hạ, thậm chí là nho nhỏ Giang Thành, nếu như thế giới mới thiết lập, thế giới cũ phá diệt, cái kia Hoa Hạ tuyệt đối là muốn hủy diệt, vô số giờ vũ trụ giữa không trung, từng khỏa tinh cầu cũng biết bạo diệt, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Nếu như thế giới mới thiết lập, muốn xây dựng ở dạng này huyết tinh cùng tàn khốc phía trên, cái kia Diệp Thần không thể nào tiếp thu được. Bây giờ cửu thiên đạo đã phá toái, quần tinh mất tự, không không lúc nào khoảng không các nơi thế giới, đã ở vào cực lớn hỗn loạn cùng tai họa bên trong, mà dạng này tai họa, cũng chỉ là khai vị, một chút cường giả còn có thể hỗn loạn trung lập đủ sinh tồn, nhưng nếu như thế giới mới thành lập, thế giới cũng bị nghiền ép, cường đại như Hồng Quân lão tổ đều phải chết. Mà Diệp Thần địch nhân, Hồn Thiên Đế, Ma Phi Thiên, Nhiễu Sóng lão tổ, Ác Mộng lão tổ, Xấu Thần các loại, bọn hắn có lẽ lại có đủ loại át chủ bài thủ đoạn, có thể vượt qua thế giới cũ tai kiếp, vậy những người này không chết, cái gọi là thế giới mới, đây tính toán là cái gì vĩnh hằng quang minh cùng hoàn mỹ. Đại chúa tể dùng ánh mắt thất vọng nhìn xem Diệp Thần, nói, ngươi quá mức lòng dạ đàn bà, luân hồi chi chủ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thế giới mới thiết lập, cũng nên trả giá một chút hy sinh cần thiết. Thế giới cũ nhất định là muốn hủy diệt thế giới cũ, sẽ trở thành thế giới mới thổ nhưỡng căn cơ, hơn nữa cái này thổ nhưỡng chắc hẳn lại là vô cùng phì nhiêu, đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra rực rỡ nhất đóa hoa. Đến nỗi thế giới cũ sinh linh, bọn hắn sẽ trở thành thế giới mới phân bón, có thể vì thế giới mới thiết lập, ra một phần lực, cống hiến một phần tài nguyên, bọn hắn dù có chết, cũng là vinh dự. Diệp Thần lạnh cả tim, biết không quản làm sao khuyên nhủ đại chúa tể đều khó có khả năng nghe vào. Nhân tiện nói, không phải ta lòng dạ đàn bà, Thương Thiên Bạch Vũ, là ngươi quá mức lãnh khốc. Vì thiết lập thế giới mới, đại chúa tể ngay cả mình thân muội muội cũng có thể chôn vùi, đừng nói người bình thường tính mạng. Trong mắt hắn, chư thiên chúng sinh chỉ là hao tài, là đại giới, là kiến trúc thế giới mới tài liệu, cùng đầu gỗ tảng đá bùn nhão không có khác nhau. Diệp Thần lại không cách nào tiếp nhận. Đại chúa tể thở dài một tiếng, nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Luân hồi chi chủ, xem ở những ngày qua về mặt tình cảm, ta có thể cho ngươi, chỉ là một cái thống khoái điểm chết kiểu này. Tử điện kim lôi đao, phá. Chợt, đại chúa tể ra tay, quát to một tiếng, vung tay lên, lập tức cửu thiên lôi rơi, vô tận màu tím điện mang, màu vàng lôi cầu, như thác nước trút xuống, hóa thành thiên vạn điều đao mang, điên cuồng hướng Diệp Thần chém tới. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm giác chính mình khí thế bị tập trung, không cách nào tránh né. Nếu là chính diện chống lại mà nói, cũng có bị lôi điện oanh tạc thành bột mịn nguy hiểm. Xuy, Diệp Thần gặp nguy không loạn, chợt xuất kiếm, một kiếm gọt ra, một đạo bóng lưỡng kiếm mang chém qua hư không, nhưng cũng không phải muốn đi chém giết đại chúa tể lôi điện đao mang, mà là chém về phía thời gian pháp tắc. Trong chốc lát, thời gian lâm vào ngắn ngủi đứng im, thiên địa thời không, lập tức động lại. Diệp Thần một kiếm này, thế mà lột thời gian. Đại chúa tể bạo chảm xuống tử điện kim lôi đao, cũng là xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Hiu! Nhân cơ hội này, Diệp Thần thân hình lóe lên, lập tức dương cánh bay khỏi, né tránh đại chúa tể hung mãnh nhất kích. Vừa mới thời gian ngưng kết, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Diệp Thần vừa mới né tránh, cái kia thiên vạn điều tử điện kim lôi đao đao mang, chính là hung hăng oanh tạc tại hắn vừa mới đứng yên chỗ. Một cái xuân thu ve, từ Diệp Thần bên cạnh xuất hiện. Chính là mượn xuân thu ve phụ trợ, Diệp Thần mới có thể hoàn mỹ như vậy trưởng khống thời gian pháp tắc, thậm chí nhất kiếm lột thời gian. Xuân thu ve, trụ thần tạo vật, có chút ý tứ. Đại chúa tể liếc mắt nhìn Diệp Thần xuân thu ve, cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài, một lần đều dùng ra đi. Muốn chảm rơi ta, sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Bây giờ đại chúa tể, mượn dùng lấy sáng sinh chi trụ sức mạnh, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Hắn cũng không sợ Diệp Thần. Diệp Thần nhưng cũng không sợ, hắn đột nhiên phi tập đến đại chúa tể trước mặt, côn lôn đao hung hăng chém ra, tử điện kim lôi đao. Tử kim sắc lôi điện đao mang, một chút từ Diệp Thần trên thân đao biểu chém ra đi, lôi quang nổ tung, một chiêu này cùng đại chúa tể vừa mới chiêu pháp tắc khí thức càng là giống nhau như đúc.
Ân, ngươi cũng biết một chiêu này. Đại chúa tể nhíu mày lại, có chút ngoài ý muốn, thậm chí cảm giác Diệp Thần chiêu pháp, so với hắn vừa mới còn muốn mãnh liệt bá đạo, tử kim sắc lôi điện đao mang bên trong, mang theo cuồng bạo hủy diệt ba động. Hắn không dám đón đỡ, nghiêng người né tránh, Diệp Thần cái kia đủ để chém chết tinh không một đao, chạm tại hắn hậu phương sáng sinh chi trụ thượng, lại ngay cả một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Sáng sinh chi trụ quá huy hoàng hừng hực, chế tạo sử dụng tài liệu, cũng là một bộ hoàn chỉnh trụ thần khu xác, Diệp Thần coi như đem hết toàn lực, cũng chạm không ra dù là một điểm vết tích. Bất quá Diệp Thần mục đích, cũng không phải muốn chạm phá thiên đạo, hắn còn xa xa không có thực lực này, hắn chỉ muốn chém dụng đại chúa tể. Nhân tổ Nam Hoa lão quân trụ thần pháp, hỗn độn chủng thanh liên, ta sẽ không, nhưng từ hỗn độn thanh liên bên trong lưu truyền ra chín đạo thần thông, ta thô thiển nắm giữ một chút, muốn dạy ngươi sao? Diệp Thần nhìn xem đại chúa tể, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mang theo điểm dung chuyển tinh thần ý vị, muốn nhiễu loạn đại chúa tể đạo tâm. Lúc này Diệp Thần người tại sáng sinh chi trụ trước mặt, cùng Nam Hoa lão quân tương quan đủ loại thiên cơ, từng cái hiểu rõ, hắn đã nhìn thấy tinh tường. Chính mình phía trước nuốt đệ thất cánh kim liên, bên trong ẩn chứa chín loại thần thông, nguyên ra Nam Hoa lão quân trụ thần pháp. Cái kia trụ thần pháp tên, Diệp Thần thấy rõ, chính là gọi hỗn độn chủng thanh liên, là một môn cao thâm tâm pháp nội công, tại đại hỗn loạn bên trong thiết lập trật tự, ở trong hắc ám gieo xuống thanh liên, lui tránh vạn ma, chiếu rọi bản tâm. Môn công pháp này, tu luyện độ khó cực lớn, muốn trồng ra vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ thanh liên, liền năm đó thanh liên đạo tổ cũng không thể làm đến, chỉ có thể đi tu luyện hỗn độn thanh liên lưu truyền ra chín đạo thần thông, chính là tử điện kim lôi đao, thần hoàng đốt thiên diễm, tinh mang thiên hoa, hoang dạ di thiên các loại. Chín đạo quy nhất, có thể hợp thành hỗn độn thanh liên, nhưng thanh liên đạo tổ làm không được. Diệp Thần nhìn đại chúa tể bộ dáng, cái sau nhận được Nam Hoa lão quân chúc phúc, hẳn là cũng nắm giữ chín đạo thần thông, nhưng một dạng không cách nào quy nhất dung hợp, loại không ra hỗn độn thanh liên. Lấy Diệp Thần nghịch thiên ngộ tính, chỉ cần cho hắn một chút thời gian nghiên cứu, hắn có thể lĩnh ngộ ra chín đạo quy nhất pháp môn, nhưng bây giờ rõ ràng không có thời gian này. Đại chúa tể ra mặt run rẩy một cái, có chút chấn động, nói, xem ra ngươi từ thanh liên đạo tổ đạo thống bên trong, gián tiếp nắm giữ Nam Hoa lão quân không thiếu tuyệt học, vậy thì nhìn một chút là công phu lợi hại của ngươi, vẫn là công phu lợi hại của ta. Đại chúa tể giang hai cánh tay, cùng sau lưng sáng sinh chi trụ cộng minh. Lập tức thân thể ông tác hưởng, hào quang dâng lên, khí tức bão táp, thêm một bước lấy được sáng sinh chi trụ chúc phúc. Thần hoàng đốt thiên diễm. Kèm theo một hồi suy suy bạo hưởng, đại chúa tể toàn thân linh khí nở rộ, hóa thành từng mảnh liệt diễm, vô tận liệt diễm lại hội tụ thành một đầu chói mắt thần hoàng, réo rắt hót vang một tiếng, từ trên cao lao xuống, thẳng hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này vẫn là hỗn độn thanh liên chín đạo thần thông một trong. Đại biểu cho hỏa chi đạo thần hoàng đốt thiên diễm. Một chiêu này, ta cũng biết. Diệp Thần hít sâu một hơi, thủ nhất chỉ thiên, cũng là một chiêu thần hoàng đốt thiên diễm tuôn ra, một đầu hỏa diễm phượng hoàng từ trên người hắn bay lên, nghịch trùng thiên khung, cùng đại chúa tể phần thiên thần hoàng đụng vào nhau. Oanh! Hai đầu hỏa diễm thần hoàng va chạm, lập tức trong hư không nhấc lên kinh khủng sóng xung kích lan, đầy trời liệt diễm bay vụt, cực kỳ hùng vĩ, phía dưới nói tông đám người. Còn có thiên pháp lộ nguyệt, thiên địa vô cực tứ lão, ngơ ngẩn nhìn xem một màn này, đều biết Diệp Thần cùng đại chúa tể hai vị này đỉnh cấp cường giả giao phong, không phải mình có thể nhúng tay. Bọn hắn có thể làm, chỉ là cầu nguyện chúc phúc. Hai đầu thần hoàng va chạm nổ tung, lực lượng tương đương, Diệp Thần cùng đại chúa tể, tại bạo tạc xung kích bên trong, riêng phần mình người nhẹ nhàng lui lại một khoảng cách, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Đại chúa tể có sáng sinh chi trụ chúc phúc. Mà trong cơ thể của Diệp Thần, có huyết long, thọ ôn hắc mẫu thần, thiên đấu sát thần hết sức ủng hộ, lại thêm hắn nắm giữ lấy luân hồi đạo cùng hủy diệt đạo vô thượng pháp tắc, hai người cứng đối cứng, lại là đánh một cái ngang tay. Bất quá, Diệp Thần sắc mặt khó coi, lần này ngạnh bính, hắn cảm giác chính mình khí mạch nội tình, không cách nào cùng đại chúa tể so sánh. Ở đây dù sao cũng là đạo tông địa bàn, đại chúa tể dựa vào đạo tông địa mạch, lại thêm sáng sinh chi trụ chúc phúc. Có thể liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng, mà Diệp Thần trong đan điền linh khí, lại là có hạn. Cho dù có huyết long, thọ ôn hắc mẫu thần, thiên đấu sát thần trợ lực, hắn linh khí cùng đại chúa tể so sánh, vẫn là không sánh bằng. Chờ hắn linh khí hao hết, chính là mạt lộ của hắn. Đại chúa tể rõ ràng cũng nhìn ra điểm này, đạo. Luân hồi chi chủ,
ngươi rất mạnh. Nếu như ở bên ngoài, ta sống không qua ngươi mấy chiêu. Nhưng ở ta đạo tông, ta chiếm hết ưu thế, ngươi là đánh không lại ta. Hoa Lạp, kim quang nở rộ, đại chúa tể khí thế lại độ tăng vọt, vô tận thần quang hóa thành cuồn cuộn sát chiêu, lần nữa hướng Diệp Thần đánh tới. Phong Thần phá thiên lưỡi đao, tinh vẫn lạc thạch thuật, huyền băng phong ma chú. Hắn vẫn là thi triển hỗn độn thanh liên đủ loại tuyệt học, bởi vì tại sáng sinh chi trụ chúc phúc phía dưới, những thứ này tuyệt học uy lực, có thể được đến tăng lên to lớn, lực sát thương càng lớn. Diệp Thần sầm mặt lại, đạo thiên kiếm cùng côn lôn đao tề xuất, cản ngự đại chúa tể thần thông oanh tạc, hai người điên cuồng giao thủ trăm ngàn chiêu, đại chúa tể khí tức vẫn như cũ kéo dài vô tận, Diệp Thần linh khí lại tại lao nhanh tiêu hao. Tại tiếp tục như thế, chờ Diệp Thần linh khí kiệt quệ, hắn tất nhiên muốn chết. Phải nghĩ một biện pháp. Đen mẫu thần tiền bối, sát thần tiền bối, giúp ta, ta dự định vận dụng thiên trảm, trước tiên chặt đứt đại chúa tể cùng sáng sinh chi trụ liên lạc. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, trong lúc trước mắt, hắn muốn giành thắng lợi, nhất thiết phải trước tiên chặt đứt đại chúa tể cùng sáng sinh chi trụ liên lạc. Hắn tính toán lại thi triển thiên trảm, nhưng vừa mới cứu vớt thương thiên lạc nguyệt thời điểm, hắn đã dùng qua một lần, giống thiên trảm loại này cấp bậc tuyệt học, thường xuyên sử dụng mà nói. Cho dù có hỗ tự quyết hòa giải khí tức, cơ thể của Diệp Thần cũng có thể là không chống chịu được, phải bị nghiêm trọng phản phệ tổn thương. Cho nên, hắn kêu gọi Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cùng Thiên Đấu Sát Thần, cần hai vị luân hồi đại năng trợ lực, muốn bọn hắn hỗ trợ chia sẻ một chút thiên trảm phản phệ, bằng không thì cơ thể của Diệp Thần chịu không được. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, Siva thiên trảm, uy năng cỡ nào bá đạo, không thể tùy tiện sử dụng. Mộ chủ, ta có biện pháp. Có thể nhiễu loạn thương thiên trắng vũ khí thế, người đến lúc đó lại thừa cơ ra tay. Diệp Thần nghi ngờ a một tiếng, lại không biết Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần có biện pháp nào. Chỉ nghe víu một tiếng, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần linh hồn, từ trong cơ thể của Diệp Thần luân hồi trong mộ địa bay ra. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét, mây đen che trời, ầm ầm âm lôi vang dội, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần vừa hiện thân, bàng bạc hắc ám hỏa thuật khí tức, cấp tốc phủ kín thiên địa, làm cho cả phiến thiên địa đều lâm vào trong đen kịt. Ngô, đại chúa tể nhíu nhíu mày, liền thấy một đạo cực lớn gian ác như thiên ma một dạng hồn cùng nhau, tại sau lưng Diệp Thần dâng lên, đó chính là cực hạn bộc phát Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần là năm đó từ Hoài Dược Vương thê tử, nắm giữ lấy cao minh Thọ Ôn hỏa thuật vừa ra, giữa thiên địa tai họa sinh ra, tàn phá bừa bãi mãnh liệt, lập tức phong lôi đan sen. Diệp Thần có chút kinh ngạc, còn không có lấy lại tinh thần. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần hít sâu một hơi, hồn thể càng là vèo một cái, áp xúc hóa thành một đạo u tối quang, như bay nga dập lửa, ngang tàng hướng về sáng sinh chi trụ đánh tới. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, chỉ thấy Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần linh hồn, trọng trọng đâm vào sáng sinh chi trụ thượng, trong nháy mắt nổ tung. Nàng thế mà tự bạo linh hồn. Sáng sinh chi trụ rộng rãi huy hoàng thần thánh, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần tự bạo va chạm, đương nhiên không thể dung chuyển cái này trời mới đạo một chút. Nhưng nàng tự bạo sau đó, chút xuống bàng bạc hỏa thuật khí tức, tai ách tàn phá bừa bãi, vẫn là để sáng sinh chi trụ một phần nhỏ khu vực, bị trùm lên khói mù. Một khu vực như vậy, chính là đại chúa tể huyết nhục vị trí. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần không thể dung chuyển thiên đạo, nhưng một chút tự bạo, lại dung chuyển đại chúa tể huyết nhục. Không tốt! Đại chúa tể kêu lên một tiếng, lập tức chịu đến nghiêm trọng xung kích, khí tức một hồi trệ tắc nghẽn. Vô địch là sáng sinh chi trụ. Cũng không phải hắn. Sáng sinh chi trụ huy hoàng mênh mông, không phải chư thiên chúng sinh có thể đối nghịch, nhưng đại chúa tể chỉ là sáng sinh chi trụ một khối nho nhỏ cơ thạch, hơn nữa còn không có dung hợp kiên cố, hắn lại có thể bị dung chuyển. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần tự bạo, để cho hắn chịu xung kích nghiêm trọng. Rầm rầm. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần lần này tự bạo, cuồng bạo tàn phá bừa bãi hắc ám hỏa thuật khí tức, thậm chí để cho bầu trời bay xuống phía dưới mưa lớn màu xám mưa to. Âm phong xé rách thảm đạm, giữa thiên địa một mảnh kiềm chế. Diệp Thần trái tim run rẩy một chút, không nghĩ tới Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói tới biện pháp, lại là tự bạo. Tại Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần tự bạo phía dưới, đại chúa tể khí thế bị nhiễu loạn, đây là Diệp Thần ngàn năm một thuở cũng là xảo túng tức thể cơ hội. Động thủ. Diệp Thần khẽ cắn môi, lúc này cũng không thời gian đi nhớ lại Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, trong lòng của hắn câu thông thiên đấu sát thần cùng huyết long. Lập tức phi thân lên, đạo thiên kiếm cuồng chảm mà ra. Hoàng kim đế long kiếm. Một cỗ sáng chói kim sắc thần mang, từ Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên, thiên đấu sát thần tất cả linh khí,
đều chút xuống đến một kiếm này bên trong. Cái này Hoàng Kim Đế Long Kiếm, vốn chính là kiếm hoàng tuyệt chiêu, nhất là hạo nhiên chính khí, mà Thiên Đấu Sát Thần tuy là kiếm hoàng oán nghiệt hóa thân, nhưng dù sao cũng cùng kiếm hoàng ngọn nguồn tỉ mỉ. Cho nên, Diệp Thần mượn dùng Thiên Đấu Sát Thần sức mạnh, bộc phát một kiếm này, sáng chói nhất huy hoàng liền nổ tung đi ra, cuồn cuộn hạo nhiên kim quang ngập trời, đem vừa mới thọ ôn hắc mẫu thần tự bạo chút xuống họa mưa, toàn bộ càn quét không còn một mống, cả phiến thiên địa bị vô tận kim quang tràn ngập lấp đầy, chói mắt cực điểm, phía dưới nói tông đám người đều mắt mở không ra. Giống, mênh mông kim quang bên trong, một đầu thần long hư ảnh, từ Diệp Thần trên thân kiếm nổ ra, chính là huyết long, nó vảy màu đỏ ngòm bên trên, bị rát lên một tầng tinh khiết kim quang, bàng bạc long uy đế khí, tại trên người nó tràn ngập, nó trở thành một đầu hoàng kim đế long. Xoẹt, vô song hoàng kim kiếm mang, hướng về đại chúa tể chém tới, một kiếm này, hội tụ Diệp Thần, huyết long, Thiên Đấu Sát Thần ba sức mạnh, hơn nữa kiếm chiêu vẫn là trụ thần pháp, cực kỳ uy mãnh bá đạo, hạo nhiên đường hoàng, kiếm khí che đậy thiên địa, kiếm khí màu vàng óng chiếu rọi hư không, thậm chí làm cho không có vật gì hư không, cũng ngưng kết trở thành hoàng kim thực chất. Đại chúa tể nội tâm hô to hỏng bét, nhưng khí tức hỗn loạn phía dưới, đã không cách nào ngăn cản, hơn nữa chung quanh hư không, cũng bị hoàng kim đế long kiếm kiếm khí, ngưng kết trở thành kim loại thực chất, hắn như bị giam cầm ở hoàng kim bên trong, toàn thân không thể động đậy, chớp liên tục trốn cũng không thể. Cuối cùng, Diệp Thần hung hăng một kiếm, huy hoàng vô địch, bẻ gãy nghiền nát, chém vào đại chúa tể trên thân. Đại chúa tể thân thể, tại chỗ bị đánh mở một đạo đáng sợ lỗ hổng, thể nội linh khí rút nhanh chóng, cả người bị đánh hạ xuống. Hắn là một cái bóng mờ, là sáng sinh chi trụ năng lượng bắn ra hư ảnh, bây giờ thụ Diệp Thần vô cùng mãnh liệt bá đạo một kiếm, hắn đạo thân ảnh này không cách nào lại duy trì, linh khí rút nhanh chóng phía dưới, đã sắp sụp đổ vạn vẹo tiêu thất. Ta, thua sao? Đại chúa tể ý thức dần dần mơ hồ, nội tâm thoáng qua một đạo hoảng hốt lại như vực sâu một dạng ý niệm. Không! Hoàn Mỹ Thiên Quốc, hiện ra a! Tại người ảnh tiêu tan phía trước, đại chúa tể cắn răng nhìn xem bầu trời Diệp Thần, tay phải giơ lên cao cao giống như phải bắt được thứ gì, nhưng hết thảy lại như ảo ảnh trong mơ giống như cái gì đều bắt không được. Một trận gió thổi tới, đại chúa tể thân hình ô yết một tiếng, giống như dưới ánh mặt trời giọt sương tan biến vô hình. Mà giờ khắc này Diệp Thần, lại cảm giác không gian chung quanh đang vặn vẹo, một hồi không hiểu cổ lão tiếng chuông, không biết từ phương nào truyền đến, phía sau hắn sáng sinh chi trụ, bạo phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Mới thiên đạo kim quang cuồn cuộn bắn ra, bóp méo Diệp Thần không gian chung quanh, để cho chung quanh hắn hư không, từ không tới có tạo ra ra một cái mỹ lệ thế giới. Đó là một cái khắp nơi quang minh, khắp nơi sinh cơ giạt rào, chim hót hoa nở thế giới, đại địa bên trên chảy xuôi tiên mật cùng thần cất, bầu trời thái dương không bao giờ rơi, mãi mãi cũng là quang minh thần thánh bộ dáng, không thấy có chút hắc ám. Diệp Thần hoảng hốt ở giữa, tưởng rằng chính mình luân hồi thiên quốc hiện ra, nhưng chớp mắt xem xét cũng không phải, thế giới này, so với hắn luân hồi thiên quốc, nhìn muốn quang minh huy hoàng hoàn mỹ nhiều lắm. Là trời mới đạo diễn sinh ra quốc độ, là trong nhân tổ Nam Hoa lão quân tư tưởng hoàn mỹ thiên quốc. Đại chúa tể thân ảnh tan biến phía trước, lại triệu hoán ra hoàn mỹ thiên quốc, đem Diệp Thần bao khỏa đi vào. Diệp Thần thân ở trong hoàn mỹ thiên quốc, thân thể khắp nơi noãn rung rung, cảm giác giống như là trở lại mẫu thân trong lồng ngực, quay về đến trong nước ối, lại hình như ngâm suối nước nóng, toàn thân từng trận thông thái, muốn ngủ thật say. Đúng lúc này, luân hồi mộ địa đột nhiên phóng ra một vệt ánh sáng, quang ảnh kia nháy mắt thoáng qua, sau đó Diệp Thần phảng phất nghe được một thanh âm đang gầm thét, không thể ngủ, không thể ngủ. Hắn kinh ra một đạo mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết luân hồi mộ địa khí linh âm thanh? Nó đang cứu chính mình. Trước mắt hắn chỉ cảm thấy nhận qua đến khí linh phẫn nộ, liên quan đến kiếm đạo minh, bây giờ nguy cơ sinh tử thời điểm, thế mà lần nữa bộc phát ra âm thanh nhắc nhở. Nếu là không có đạo này nhắc nhở, chính mình chắc chắn phải chết. Bất kể như thế nào, chuyện chỗ này, hắn nhất thiết phải lại đi lòng son thế giới nghiên cứu một chút vị kia cái gọi là diệt đạo giả thiên khôi kiếm chủ. Bây giờ, Diệp Thần nhìn xem chung quanh hoàn mỹ quang minh thế giới, tựa như nhìn xem kinh khủng nhất địa ngục đồng dạng, thân thể của hắn đang hòa tan, muốn tan vào cái này thiên quốc thế giới bên trong đi, trở thành cơ thạch. Đại chúa tể muốn hòa tan hắn, để cho hắn dung nhập thế giới mới bên trong đi, thành thổ thành trần. Thế giới mới đủ loại thiên địa pháp tắc, mang theo không thể kháng cự lực lượng vĩ đại, giống như thủy triều hướng Diệp Thần gào thét mà đến,
Diệp Thần muốn hít thở không thông, cảm giác mình tại trước mặt thế giới mới thiên địa, lại như phù du giống như nhỏ bé. Đây chính là thiên địa vĩ lực, thế giới mới sức mạnh sao? Tu vi của ta, cùng thiên địa so sánh, cùng trụ thần so sánh, cuối cùng vẫn là kém quá xa a. Nhưng ta lại có thể nào vẫn lạc nơi này? Diệp Thần khẽ cắn môi, chiến thần thủ sáo tại trên bàn tay bao trùm hiện lên, bất khuất chiến ý dưới đáy lòng phía dưới thiêu đốt. Thời không lĩnh vực, ngăn cách. Chín đạo quy nhất. Mắt thấy đến thế giới mới trọng trọng pháp tắc, không ngừng đè ép tới, Diệp Thần tế ra xuân thu ve, thời gian pháp tắc vận chuyển, lại phối hợp không gian pháp tắc, sáng lập ra một cái đặc thù thời không lĩnh vực, như một cái trong suốt viên cầu cái lồng, lấy cơ thể làm trung tâm chống ra. Cái thời không này cái lồng trống ra sau đó, Diệp Thần lập tức áp lực giảm nhiều, hắn hít sâu một hơi, các loại suy nghĩ ở trong lòng lưu chuyển, từng sợi tia sáng tại quanh thân hiện lên. Hắn muốn dung hợp tử điện kim lôi đao, phong thần phá thiên lưỡi đao, thần hoàng đốt thiên diễm các loại đạo pháp, để cho chín đạo quy nhất, đây là duy nhất phương pháp phá cuộc. Phía dưới nói tông đám người, thiên pháp lộ nguyệt, thiên địa vô cực tứ lão các loại, ngơ ngác nhìn xem phía trên vô cùng nguy nga một màn. Âm u hỗn hợp có hoàng kim tàn quang bên dưới vòm trời, sáng sinh chi trụ thẳng tắp đứng vững vàng, mới thiên đạo pháp tắc bắn ra tự nhiên phạm ca tiếng ngâm sướng, thế giới cũng đang tại chết đi, quần tinh mất tự, hỗn loạn tinh thần không ngừng hóa thành thiên thạch phi lưu xuống. Thế giới mới hình thức ban đầu đã sinh ra, liền vây quanh Diệp Thần diễn sinh ra tới, đó là một cái vĩnh hằng quang minh hoàn mỹ thế giới, vô tận kim quang tại tàm thực Diệp Thần, muốn đem hắn triệt để thôn phệ hòa tan. Mà Diệp Thần chống ra một cái thời không cái lồng, liều mạng ngăn cản. Hắn độc thân đối kháng toàn bộ thế giới mới, cái kia thời không cái lồng chỉ là duy trì phút chốc, liền răng rắc một tiếng tuyên cáo phá toái. Cái này phá toái, cũng không phải hủy diệt, mà là phá kén thành bướm đồng dạng. Từ thời không trong cáo lồng phá xuất Diệp Thần, thân thể phóng ra cửu sắc thần quang, khí thế tăng vọt, cuồn cuộn hào quang ngút trời, càng là đem đã cố hình thức ban đầu thế giới mới cho nghiền nát. Một đóa thanh sắc hoa sen, hào quang dâng lên, mùi thơm ngát xông vào mũi, cổ kính, từ trong tay Diệp Thần nổi lên, cực điểm quang hoa, cửu sắc thần quang lượn lờ, vô cùng mộng ảo mỹ lệ. Đó là cái gì? Hỗn độn trùng thanh liên. A, à, là Nam Hoa lão quân trụ thần pháp sao? Luân hồi chi chủ thế mà lâm trận đột phá, lĩnh ngộ trụ thần pháp chân lý. Từng đợt tiếng thốt kinh ngạc, từ phía dưới vang lên, đạo tông đám người xôi trào. Vừa mới Diệp Thần chống lên thời không cái lồng, tuy chỉ là duy trì phút chốc liền phá toái, nhưng ở thời không bể tan tành trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người có loại chớp mắt vạn năm cảm giác. Hỗn độn trùng thanh liên, ta trở thành. Diệp Thần ánh mắt mang theo một tia mê ly, nhìn trong tay mình lập lòe cửu sắc thần quang hỗn độn thanh liên, cảm giác cơ thể một hồi kịch liệt nhói nhói. Cỗ này nhói nhói, lại cùng hỗn độn thanh liên không quan hệ, mà là thời không pháp tắc khác biệt, mang tới bài xích. Vừa mới Diệp Thần chống ra một cái thời không cái lồng, tại trong cái lồng, hắn chỉ hoãn thời gian, để cho phút chốc hóa thành vĩnh cửu, tại đặc thù thời không trong cáo lồng, Diệp Thần nếm thử dung hợp chín đạo, đem tử điện kim lôi đao, phong thần phá thiên lưỡi đao, tinh mang thiên hoa các loại chín loại thần thông, dung hợp quy nhất. Hắn thành công, chín đạo quy nhất, Nam Hoa lão quân ban sơ trụ thần pháp, hỗn độn trùng thanh liên, bị hắn trả lại như cũ đi ra. Trong tay của hắn, cửu sắc hỗn độn thanh liên thần quang rực rỡ, đem hoàn mỹ thiên quốc hình thức ban đầu đều nghiền nát. Hỗn độn thanh liên sinh ra, Diệp Thần có loại tự thân vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt cảm giác, toàn thân tinh khiết như lưu ly, sạch sẽ không rảnh. Chỉ là hắn vừa mới chống ra thời không cái lồng, thời không pháp tắc cùng chủ thế giới khác biệt, hắn tại trong cáo lồng ngộ đạo sau lại đi ra, thời không pháp tắc bất đồng mang tới sức đẩy, làm cho hắn gân cốt ra thịt từng trận như tê liệt đau đớn. Hít sâu một hơi, Diệp Thần hấp thu trong tay hỗn độn thanh liên tinh hoa, lập tức liền cảm giác toàn thân thư thái, tu vi càng là từ thông thiên cảnh 6 tầng trời cao giai, tấn thăng đến tình cảnh 6 tầng trời đỉnh phong. Lại đột phá. Cái này hỗn độn thanh liên quả nhiên là thần diệu. Diệp Thần nội tâm vui mừng, nhìn xem trong tay hỗn độn thanh liên, phảng phất cũng nhìn thấy ngày xưa Nam Hoa lão quân quá khứ. Nam Hoa lão quân sáng lập hỗn độn thanh liên, muốn mà đối kháng vực sâu, một đóa thanh liên hộ thể, thân như lưu ly sạch sẽ, không nhiễm trần thế, liền không sợ vực sâu ăn mòn thôn phệ. Có hỗn độn thanh liên nơi tay, Diệp Thần vạn kiếp bất diệt, đại chúa tể vừa mới triệu hoán hoàn mỹ thiên quốc thế giới mới, cũng không cách nào lại thôn phệ hắn. Ngược lại bị hắn nghiền nát. Cái kia sáng sinh chi trụ,
ông tác hưởng, cán bên trên kim quang lượn lờ cũng không phóng thích, không tiếp tục phóng xuất ra cái gì sát thương công kích Diệp Thần. Bởi vì, tay cầm hỗn độn thanh liên Diệp Thần, tựa như là Nam Hoa Lão Quân truyền nhân, mà sáng sinh chi trụ, bản thân liền là Nam Hoa Lão Quân tạo vật, đương nhiên sẽ không tổn thương Diệp Thần. Đây là một loại pháp tắc tầng diện quan hệ, Nam Hoa Lão Quân sẽ không chính mình thương tổn tới mình. Diệp Thần tâm niệm khẽ động, lại vung ra đạo thiên kiếm, hướng sáng sinh chi trụ gọt đi, xoẹt một tiếng, sáng sinh chi trụ thượng, một khối nho nhỏ cơ thạch, bị Diệp Thần nạo xuống. Đó chính là đại chúa tể huyết nhục, chưa dung hợp kiên cố, lại bị Diệp Thần một kiếm cắt rơi. Đại chúa tể huyết nhục bị cắt rơi xuống, thân hình của hắn rất nhanh lại xuất hiện, đã là hình dung tiều tụy bộ dáng, toàn thân quần áo tả tơi, mũ miệng rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt, hướng về đại địa rơi xuống. Diệp Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại đại chúa tể đằng sau, giống diều hâu vồ gà con, xách nổi đại chúa tể phần gáy cổ áo, lại cảm giác đại chúa tể gân cốt mềm nhũn, giống như đã là người chết. Hắn triệt triệt để thất bại. Ngày xưa chí cao, vì cái gọi là đế vương chi mộng, vì trụ thần, trở nên như thế. Luân hồi chi chủ. Đại chúa tể quay đầu, nhìn Diệp Thần một mắt, trong mắt tràn đầy u ám. Hắn thua. Trận này thiên đạo chi tranh, là ngươi thắng. Đại chúa tể âm thanh khàn khàn, mang theo khổ tâm ý cười, hắn nhìn về phía bầu trời sáng sinh chi trụ, sáng sinh chi trụ tại ùng ùng lung lay sắp đổ muốn đổ sụp. Sắt vừa phát động toàn thân, Diệp Thần đem hắn cắt rơi, gián tiếp xung chuyển toàn bộ sáng sinh chi trụ, tân sinh sáng sinh chi trụ, căn cơ trên thực tế vô cùng yếu ớt, vừa có cái gì xúc động, liền có sụp đổ nguy hiểm. Không, trường tranh đấu này, không có bên thắng. Diệp Thần nhìn xem lung lay sắp đổ sáng sinh chi trụ, âm thanh cũng như đại chúa tể một dạng khổ tâm, có từ lâu thiên ma đạo phương đã phá toái, tân sinh sáng sinh chi trụ lại sắp sửa sụp đổ, nếu như không có thiên đạo duy trì, không không lúc nào khoảng không cũng nhất định từ trong hỗn loạn hướng đi phá diệt. Bất quá, Diệp Thần vẫn có miễn cưỡng duy trì cục diện biện pháp. Hắn một tay mang theo đại chúa tể, tay kia bắn ra đạo thiên kiếm. Suy một tiếng, Diệp Thần đạo thiên kiếm hóa thành một tia kim quang, nghịch sông lên thiên, càng là cắm vào sáng sinh chi trụ thượng. Một màn kinh người xuất hiện, tại Diệp Thần đạo thiên kiếm cắm vào sau, nguyên bản lung lay sắp đổ sáng sinh chi trụ, lại lần nữa ổn định lại, đồng thời nở rộ ánh sáng chói mắt. Đại chúa tể thấy thế, lập tức ngẩn ngơ, nói, kiếm của ngươi, trở thành mới thiên đạo cơ thạch. Diệp Thần liếc mắt nhìn, gật đầu nói, ân, chỉ có như thế, thế giới cũng nên một cái thiên nói tới duy trì. Nhưng ta cũng không muốn mở thế giới mới. Thiên ma đạo phương đã phá toái, muốn tiếp tục duy trì không không lúc nào chống không sống còn, chỉ có thể dựa vào sáng sinh chi trụ. Diệp Thần đem chính mình đạo thiên kiếm, hóa thành sáng sinh chi trụ sau cùng cơ thạch, vững chắc lại cái này trời mới đạo, nhưng hắn có ý chí của hắn cũng không muốn phá diệt thế giới cũ, cho nên sáng sinh chi trụ quang hoa chiếu rọi muôn phương, không còn mang đến hủy diệt, mà là mang đến trật tự. Nguyên bản mất tự hỗn loạn quần tinh, dần dần lại lần nữa khôi phục ổn định quỹ tích, tai họa lắng xuống, nhưng người đã chết đi, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, không biết có bao nhiêu chỗ, trở thành phế tích. Từng cái như hồng tai đi qua phế tích thế giới, còn sót lại các sinh linh ngắm nhìn bầu trời, cũng có thể nhìn thấy sáng sinh chi trụ cái kia huy hoàng cái bóng, còn có trên cây cột cắm đạo thiên kiếm. Diệp Thần đạo thiên kiếm, ban sơ vốn là ký thác hắn khác lập thiên đạo tư tưởng. Cũng đúng đạo một loại tư tưởng, cho nên cùng sáng sinh chi trụ dung hợp đến phi thường tốt. Kiếm của hắn, trở thành sáng sinh chi trụ sau cùng cơ thạch, lại tựa như là định hải thần châm đồng dạng, để cho sáng sinh chi trụ triệt để vững chắc xuống. Đại chúa tể thấy cảnh tượng này, suy nghĩ xuất thần, nói, ngươi lấy kiếm hợp đạo, ngươi muốn trở thành thế giới mới đế hoàng. Thanh âm hắn mang theo đau đớn cùng một tiêu oán buồn bực chi ý, vốn là thế giới mới đế hoàng, hẳn là hắn. Nhưng bây giờ Diệp Thần lấy kiếm hợp đạo, đế hoàng muốn biến thành Diệp Thần. Diệp Thần mới là lớn nhất công thần. Trong một chớp mắt, đại chúa tể có loại vì người khác làm áo cưới, khổ cực đến cùng, hết thảy công đức lại toàn bộ chắp tay đưa cho Diệp Thần cảm giác. Vô tận trống giống cùng thất lạc, cuốn tới, đại chúa tể thoáng chốc liền cảm giác mất hết can đảm. Ta cũng không muốn làm cái gì thế giới mới vương, đại chúa tể. Diệp Thần đôi mắt mang theo một cỗ bi thương, muốn nói gì? Nhưng lại thực sự không biết nói cái gì cho phải. Ha ha ha. Đại chúa tể ngửa mặt lên trời phát ra thê lương tiếng cười, tóc tai rối bời, mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, đạo. Luân hồi chi chủ,
thì ra đây mới là ngươi mưu đồ sao? Ngươi muốn lấy thay ta, trở thành thế giới mới đế hoàng. Chúc mừng ngươi, là ngươi thắng. Ta thua tâm phục khẩu phục, ta cũng không có tư cách trở thành thế giới mới đế hoàng. Diệp Thần không nói gì, thời khắc này đại chúa tể, đạo tâm tựa hồ đã phá toái. Mộng đẹp thành khoảng không. Hắn đã điên rồi. Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, đại chúa tể càng là tự thiêu, thân thể giấy lên đại hỏa, keng keng vang dội. Diệp Thần buông tay ra, đại chúa tể thân thể tấn diệt thành cho, trong cho bụi vọt lên một đạo nhật nguyệt một dạng tia sáng, ô một tiếng vọt tới bầu trời, cùng trời quang hòa làm một thể, như nước dung nhập trong nước, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, đại chúa tể cùng thương thiên lạc nguyệt một dạng, cũng biến thành quang, trở thành ngàn vạn nhật nguyệt quang huy một tia. Đại chúa tể đã chết rồi sao? Hẳn là chết, nhưng lại không chết hết. Bởi vì, đại chúa tể cũng là từ tinh không bị ngạn hạ xuống cường giả, hắn sớm đã chế tạo ra nhật nguyệt pháp tắc, mặc dù tại không không lúc nào chống không quy tắc hạn chế phía dưới, ngày khác nguyệt cảnh thần thông không phát huy ra được, nhưng nhật nguyệt pháp tắc nội tình, cũng không có tiêu thất. Nhật nguyệt cảnh cường giả, cho dù chết, chỉ cần giữa thiên địa, còn có quang tồn tại, còn có nhật nguyệt tinh thần huy hoàng tồn tại, bọn hắn cũng có thể nhờ phục sinh. Bất quá đại chúa tể tại không không lúc nào khoảng không yên lặng thật lâu, hắn nhật nguyệt bản nguyên đã rất ảm đạm, muốn mượn khôi phục sống tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần nhìn lên bầu trời, yên lặng suy tính nhân quả, trước mắt đại chúa tể tình trạng, hẳn là liền cùng thương thiên lạc nguyệt không sai biệt lắm, như nước dung nhập trong nước, hai huynh muội bọn họ bản nguyên còn tại, nhưng đã rất khó sống lại. Một giọt nước sáp nhập vào biển cả, nghĩ lại đem cái này tích thủy hoàn chỉnh không sứt mẻ vớt ra tới, gần như không có khả năng, chuyện ngàn lẻ một đêm. Ai? Diệp Thần thở dài một cái, không nghĩ tới trận này thiên đạo chi tranh, cuối cùng càng là kết cục như thế. Thương thiên lạc nguyệt chết, đại chúa tể chết, có từ lâu thiên ma đạo phương cũng bể nát, nhưng may mắn là, không không lúc nào khoảng không còn tại, cũng không có bị ép diệt. Hoa hạ thế giới cũng vẫn tồn tại. Diệp Thần đạo thiên kiếm, trở thành mới thiên đạo một bộ phận, liền cắm ở sáng sinh chi trụ thượng, nếu như hắn nguyện ý, hắn lập tức liền có thể câu thông Nam Hoa lão quân, đi sáng lập thiết lập thế giới mới, như đại chúa tể nói như vậy, trở thành thế giới mới đế hoàng. Nhưng Diệp Thần hiện tại quả là không có hứng thú này, hắn có hắn đạo, không muốn biến thành Nam Hoa lão quân quân cờ. Cái kia sáng sinh chi trụ, là hùng vĩ như thế, sừng sững ở cao thiên hư không bên trên, huy hoàng kim quang rực rỡ nở rộ, chiếu rọi vạn giới, toàn bộ không không lúc nào khoảng không, vô tận vũ trụ tinh không, cũng có thể nhìn thấy sáng sinh chi trụ huy hoàng cái bóng, cũng có thể nhìn thấy Diệp Thần cao cao tại thượng đạo thiên kiếm. Diệp Thần cũng ngẩng đầu nhìn chính mình đạo thiên kiếm, mơ hồ nhìn thấy trên thân kiếm chạm bốn chữ. Lăng Xương Tiên Tử. Nhìn thấy Lăng Xương Tiên Tử tên, Diệp Thần trong lòng run lên, quá khứ từng màn xông lên đầu. Từng tại Siva Thánh Địa thời điểm, hắn gặp Lăng Xương Tiên Tử, cái sau là ánh sáng của bầu trời thần thủy một tia tia sáng hóa thân, Diệp Thần còn từng cùng nàng từng có một hồi vui sướng chi mộng. Chỉ là Lăng Xương Tiên Tử nói, quang sẽ bao phủ hết thảy, Diệp Thần sẽ quên nàng, cũng biết quên giữa hai người vui sướng. Diệp Thần vì ghi khắc, liền đem tên của nàng, khắc ở đạo thiên trên thân kiếm, như khắc cốt minh tâm. Lúc này đạo thiên kiếm, thoát ly cơ thể của Diệp Thần, cắm vào sáng sinh chi trụ thượng, Diệp Thần cũng cảm giác Lăng Xương Tiên Tử thân ảnh, còn có cùng nàng tương quan ký ức, cấp tốc trở nên mơ hồ. Hoặc nói đúng ra, là bị không hiểu quang che hết. Đây chính là ánh sáng của bầu trời thần thủy pháp lực sao. Thật có thể bao phủ hết thảy. Diệp Thần thần sắc tại thời khắc này vô cùng ngưng trọng, nhớ tới Lăng Xương Tiên Tử nói qua, tương lai hắn, nhất định uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, trở thành quang chi tử. Nhưng lúc đó, Diệp Thần tinh thần ý thức, đều sẽ bị quang bao phủ, bị quang đoạt xá, quang chi tử đích xác sẽ sinh ra, nhưng hắn đã không phải là hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, yên lặng tại trên lòng bàn tay mình, khắc xuống một cái xương chữ, hắn tuyệt không thể quên Lăng Xương Tiên Tử, tương lai cướp đoạt ánh sáng của bầu trời thần thủy, có thể còn cần nàng trợ lực. Phía dưới nói tông đám người, thiên pháp lộ nguyệt bọn người, nhìn thấy đại chúa tể tự thiêu mà chết, đều là kinh ngạc không thôi. Kỳ thực đại chúa tể còn không có thua, còn có cơ hội lật bàn, đạo tông trong địa mạch tích lũy năng lượng, cũng không có tiêu hao quá nhiều. Chỉ là, đại chúa tể đạo tâm bể nát, đã vô tâm sẽ cùng Diệp Thần chiến đấu tiếp, tại Diệp Thần đạo thiên kiếm, chen vào sáng sinh chi trụ một khắc này,
đại chúa tể liền biết chính mình thua, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Người thắng, luân hồi chi chủ, chúc mừng. Một đạo già nua u sầu âm thanh, chợt truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Nam Hoa Lão Quân. Diệp Thần lông mày nhướn lên, lập tức nghe ra, đây chính là Nam Hoa Lão Quân âm thanh. Chính là Lão Phu. Nam Hoa Lão Quân khẽ mỉm cười nói. Diệp Thần mắt nhìn hướng sáng sinh chi trụ, ánh mắt bị kim quang sáng chói tràn đầy, thiên địa cảnh vật cái gì đều không thấy được. Tại mênh mông kim quang bên trong, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua nổi lên, chính là Nam Hoa Lão Quân. Nhìn thấy Nam Hoa Lão Quân xuất hiện, Diệp Thần biểu lộ, lập tức trở nên hết sức phức tạp. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi. Nếu như không phải thời khắc sống còn, ngươi dùng kiếm của ngươi, thay ta ổn định sáng sinh chi trụ liền muốn sụp đổ. Nam Hoa Lão Quân cười nói tạ, sáng sinh chi trụ loại kỳ quan này, kết cấu vô cùng tinh vi, tại còn không có chế tạo kiên cố thời điểm, dắt vừa phát động toàn thân, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Bây giờ có Diệp Thần đạo thiên kiếm, sáng sinh chi trụ cuối cùng một khối cơ thạch hoàn chỉnh, về sau cũng sẽ không lại hỏng mất. Diệp Thần trầm mặc không nói gì, hắn chỉ là không muốn nhìn thấy không không lúc nào khoảng không phá diệt thôi, bây giờ không không lúc nào khoảng không, còn cần thiên nói tới duy trì ổn định. Nam Hoa Lão Quân híp mắt, nói, chỉ là ta không rõ, ngươi vì sao muốn ngăn cản thế giới mới thiết lập. Theo lý mà nói, sáng sinh chi trụ thiết lập sau, mới thiên đạo pháp tắc sinh sôi mở ra, liền có thể diễn sinh ra thế giới mới. Thế giới mới đè ép tại thế giới cũ phía trên, thế giới cũ phá diệt, trở thành cơ thạch, thế giới mới liền có thể thiết lập. Nhưng, Diệp Thần ý chí, lại mang theo cực lớn kháng cự. Kiếm của hắn, là mới thiên đạo một bộ phận, hắn ôm lấy lòng kháng cự, cái này thế giới mới liền không cách nào sáng lập thiết lập. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nếu như thế giới mới thiết lập, là muốn xây dựng ở trên thế giới cũ thì hài, vậy dạng này thế giới mới, không cần cũng được. Nam Hoa Lão Quân sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười nói, ngươi vẫn là không bỏ xuống được a, ta có thể để ngươi làm thế giới mới đế hoàng. Diệp Thần vẫn lắc đầu, nói, không cần thiết, ta có của ta đạo, tiền bối, ngươi hẳn là hiểu. Nam Hoa Lão Quân nhìn xem Diệp Thần ánh mắt kiên định, hắn trầm mặc lại, một lúc lâu sau vừa cười một tiếng, nói, Hoàng đạo thiên quốc, thiên đế hoàng đạo kiếm, ha ha, người đạo, muốn nghịch thiên trảm thần, thật muốn chém hết 72 trụ thần, bao trùm tại cả ngày âm dương phía trên, chính mình trở thành chân chính cực đạo sao. Đây không khỏi cũng quá. Diệp Thần nói, si tâm vọng tưởng, không biết trời cao đất rộng phải không? Nam Hoa Lão Quân không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận. Trong lòng hắn, Diệp Thần nói, đích thật là cuồng vọng vô tri, hắn cho là Diệp Thần chỉ là nói đùa, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải. Diệp Thần nói, người lúc nào cũng phải có điểm mộng tưởng và nguyện vọng, nếu như mộng tưởng có dễ dàng như vậy thực hiện, cái kia cũng không gọi mộng tưởng rồi. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, ta có của ta đạo, ta sẽ không trở thành bất luận người nào quân cờ. Cái gọi là thế giới mới đế hoàng, tại Diệp Thần xem ra, cũng bất quá là Nam Hoa Lão Quân một con cờ thôi. Nam Hoa Lão Quân biểu lộ có chút cứng ngắc lại, cười khan một tiếng nói, ngày đó tổ đâu? Diệp Thần nói, thiên tổ cũng sẽ ủng hộ ta, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đạp lên hắn đạo, siêu việt hắn. Nam Hoa Lão Quân chỉ là mỉm cười, nói, siêu việt trụ thần, người biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Thần không nói gì, không có trả lời. Nam Hoa Lão Quân thở dài một tiếng, nói, thôi, có rất nhiều sự tình, ngươi còn không có trải qua, cho nên có thật nhiều ảo tưởng không thực tế. Ta cho ngươi một vài thứ, ngươi cầm trước. Nói xong, Nam Hoa Lão Quân vung tay lên, bảy đạo kim quang hướng Diệp Thần phóng tới. Đây là cái gì? Diệp Thần khoanh tay tiếp lấy, đó là bảy nhánh kim ký, mỗi một chi kim trên thẻ tre, đều lạc ấn lấy sáng sinh chi trụ đồ đằng. Nam Hoa Lão Quân nói, đây là mây cháp bảy ký, ngươi có thể lý giải thành chìa khóa, là mở ra thiên đạo lực lượng chìa khóa. Sáng sinh chi trụ đã đúc thành, vốn lấy ngươi thông thiên cảnh 6 tầng trời tu vi, muốn vận dụng sáng sinh chi trụ sức mạnh, còn 10 phần gian khổ. Ta ban thưởng ngươi mây cháp bảy ký, cho ngươi 7 lần mượn dùng thiên đạo lực lượng cơ hội. Ngươi tốt nhất sử dụng phần lực lượng này, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhìn xem trong tay 7 nhánh kim ký, nói, như vậy, đại giới là cái gì? Nam Hoa Lão Quân ban thưởng lớn như thế phúc phận, Diệp Thần suy nghĩ tất nhiên sẽ có chút đại giới. Nam Hoa Lão Quân nói,
đại giới sao, người dùng tự nhiên sẽ biết. Ha ha, yên tâm, ngươi là thiên tổ người đại diện, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy. Có một số việc, cuối cùng vẫn là cần ngươi làm ra lựa chọn. Ta rất thưởng thức ngươi, luân hồi chi chủ, so với thương thiên trắng vũ, ngươi càng thích hợp làm ta người đại diện. Từ luân hồi địa ngục sụp đổ sau, thiên tổ khí vận đại suy, lại bị đại ái thần nhiều lần chèn ép, hắn không chống được bao lâu, ngươi có lẽ có thể cân nhắc đi vào trận doanh của ta. Diệp thần biến sắc, nói, thiên tổ đợi ta ân trọng như núi, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ hắn. Nói đến, Diệp thần cũng có rất lâu chưa thấy qua thiên tổ, cũng là thời điểm một lần nữa liên lạc, hẳn sẽ không xúc động trụ thần khế ước a. Nam Hoa lão quân nói, tốt, ta đi, linh hồn của ta, còn tại trong vực sâu dẫy dụa chịu khổ, ai, thế giới mới một ngày không thành lập, linh hồn của ta, liền một ngày không thể siêu thoát. Chỉ hy vọng ngươi có thể là thương đáng thương ta bộ dạng này lão cốt đầu. Luân hồi chi chủ, ta cần ngươi. Nói đi, Nam Hoa lão quân thân ảnh tiêu tán. Diệp thần trước mắt kim quang, cũng đi theo tiêu tan, ánh mắt trở nên hoảng hốt sau lại lần nữa trở nên rõ ràng, hắn còn êm đẹp huyền lập tại đạo Tông Sơn môn bên trên, sáng sinh chi chủ chính là trước mắt, chỉ là không thấy có cái gì Nam Hoa lão quân. Phía dưới nói tông đám người, đều tại nhìn hắn, đại chúa tể đã chết, đám người lo sợ nghi hoặc bất an, lại không biết đi con đường nào. Hướng Diệp thần khởi xướng báo thù mà nói, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, muốn thần phục quy y, nhưng lại không biết Diệp thần có chịu hay không thu lưu. Bây giờ đạo tông đám người sinh tử, đều tại Diệp thần một ý niệm. Diệp thần nhìn mình tay, quả nhiên là nhiều hơn 7 nhánh kim ký, hắn cảm thấy thoáng qua đủ loại ý niệm, thầm nghĩ. Trận này thiên đạo chi tranh, không biết tại không không lúc nào khoảng không ủ ra bao nhiêu tai họa, ta phải phục sinh người đã chết, bằng không thì cũng quá tạo nghiệt. Còn có, Lạc Nguyệt, hy vọng ngươi cũng có thể phục sinh a. Nghĩ như vậy, Diệp thần tế ra một chi kim ký, linh khí quán chú, kim ký phá toái, một cỗ kim quang bay lên, cùng sáng sinh chi trụ câu thông cộng minh. Rầm rầm. Tiếp theo sát, sáng sinh chi trụ nở rộ vô tận quang huy, chiếu xạ hướng chư thiên vạn giới, thiên đạo cuồn cuộn mênh mông năng lượng, giống như thủy triều phóng xạ khuếch tán ra. Một màn kinh người liền xuất hiện, không không lúc nào khoảng không các nơi. Vốn là đã trở thành phế tích chỗ, tại thiên đạo kim quang chiếu rọi xuống, lại lần nữa tỏa ra sự sống, sinh ra xanh thẳm hoa cỏ cây cối, những cái kia chết đi sinh linh, tại thiên đạo chúc phúc cùng Diệp thần luân hồi chi lực phía dưới, cũng là lần lượt phục sinh. Không không lúc nào khoảng không tất cả địa phương, tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được Diệp thần hừng hực bàng bạc ý chí, đó là không biết sợ lớn vô thượng đại từ bi ý chí, muốn lắng lại hết thảy tai họa, phục sinh chết đi vong linh. Thiên đạo sức mạnh cùng Diệp thần luân hồi pháp tác dung hợp, trong hư không phóng ra từng đợt phạm ca, như tự nhiên dung chuyển, gột rửa nhân tâm, lại rung động linh hồn của con người. Vô số chết đi sinh linh sống lại, thậm chí bao gồm Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước đây Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần tự bảo, bây giờ tại thiên đạo chúc phúc phía dưới, nàng cũng sống lại, chỉ là linh khí kiệt quệ nghiêm trọng, cần thời gian dài dằng dặc, mới có thể khôi phục. Diệp thần đem nàng thu đến luân hồi trong thiên quốc đi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, Diệp thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn còn muốn thương thiên Lạc Nguyệt phục sinh. Cực kỳ cao xa trên bầu trời, tinh không rực rỡ, có ngàn vạn lưu tinh như mưa chút xuống, Diệp thần đang tìm kiếm, nhưng thiên thiên vạn vạn lưu tinh, không có một viên là thương thiên Lạc Nguyệt, không có một tia chỉ là nàng. Thiên nhân cách nhau, nàng không tại không không lúc nào rỗng. Diệp thần một hồi buồn vô cớ, liền biết thương thiên Lạc Nguyệt quang, đã không tại không không lúc nào giống, cùng đại chúa tể một dạng, đều về tới tinh không bỉ ngạn phía trên, trở thành bỉ ngạn ức vạn ánh sao một tia. Bây giờ nghĩ tìm thương thiên Lạc Nguyệt quang, đem nàng phục sinh, cơ hồ không có khả năng, chỉ có chờ phi thăng tinh không bỉ ngạn sau, mới có khả năng một điểm mong manh. Hắn đã từng rất chán ghét thương thiên Lạc Nguyệt, đây là cực đoan yêu, thậm chí muốn đối mình người ra tay, nhưng cái này cực đoan yêu. Chẳng lẽ không phải hắn thay đổi lịch sử đánh đổi? Về sau thương thiên Lạc Nguyệt khôi phục bình thường, chuyện thứ nhất, chính là vì giúp mình chạm chỗ nguy cơ, đem trong tay kiếm chỉ hướng về phía đại chúa tể, nhưng cái này cũng hại thương thiên Lạc Nguyệt, cuối cùng đã biến thành bây giờ cục diện. Nhân nhân quả quả, ai? Diệp thần, xử trí như thế nào đạo tông người? Lúc này, thiên pháp Lộ Nguyệt mang theo thiên địa vô cực tứ lão, bay đến bên cạnh Diệp thần, trịnh trọng hỏi. Diệp thần trầm mặc một chút, nói, Lộ Nguyệt,
người tới xử lý chính là. Nếu như đạo tông đệ tử, chịu quy thuận ta, liền đem chi thu vào luân hồi trận doanh. Nếu như bọn hắn không chịu, liền thôi việc bọn hắn rời đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lộ ra một cái ánh mắt sắc bén, nói, không chảm thảo trừ căn sao. Diệp Thần mười phần mệt mỏi, thở dài, không được, bọn hắn muốn báo thù, liền cứ để cho bọn hắn đến đây đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt không nói gì, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần, nói, ngươi khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt ha. Diệp Thần cười khổ một tiếng, bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi, sự tình còn không có giải quyết triệt để. Hắn để cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt lưu lại, xử lý đạo tông hậu sự, chính mình thì cấp tốc mang theo Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão, trở về Mỹ Thần Thánh Địa. Bây giờ, tinh không bỉ ngạn. Một tòa như ngân hà dưới thác nước, có một tòa kim sắc hòn đảo, kim sắc hòn đảo trung ương điêu khắc một đạo pho tượng khổng lồ, sinh động như thật, nếu như Diệp Thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện pho tượng kia chính là Shiva. Shiva pho tượng quanh thân khắc đầy phù văn thần bí, lập lòe nhàn nhạt huyết sắc quang mang, mà huyết sắc quang mang như ngàn vạn đom đóm chung chung vì hai đạo huyết nguyệt cùng cự kình chi tượng tràn vào một người con trai thể nội. Nam tử hai tay chắp sau lưng, hai con người giống như vực sâu đen nhánh thâm thúy, phảng phất có thể thôn vệ hết thải quang, hắn hai đầu lông mày, huyết nguyệt lưu chuyển, mày kiếm giống như thái dương quang huy, cương nghị bên trong mang theo sắc bén. Hắn đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, không không lúc nào chống không bàn cờ này, rốt cuộc phải tiến vào cuối. Vì giờ nu là cái vấn đề, không biết ngươi nên như thế nào đối mặt. Còn có, Diệp Thần, ngươi cũng đã biết tinh không bỉ ngạn bàn cờ này là biết bao phức tạp, trụ thần, vực sâu, phần thiên, thái sơ, còn có những cái kia giấu ở sau lưng tay, đem mảnh này không không lúc nào chống không đếm cường giả hướng tới chi địa, đã biến thành một tòa phần mộ, người bước vào, liền mang ý nghĩa quấn vào tử vong cạm bẫy. Tại ngươi tới nơi này phía trước, ta nhất thiết phải vì ngươi chống lên một mảnh bầu trời. Ít nhất, không để ngươi kinh nghiệm ta những ngày qua kinh nghiệm đau đớn. Dù là ta trả ra sinh mệnh đánh đổi. Bất quá, ta có một loại dự cảm, trò hay vừa mới bắt đầu. Đại chúa tể thất bại, chính là một cơ hội, một cái ngươi đem đánh vỡ tinh không bỉ ngạn cân bằng thời cơ. Nhưng chỉ cần ngươi cùng ta sai một bước, vậy chúng ta dù cho tương hỗ là hải đăng, cũng sẽ bị vĩnh hằng trấn áp. Thôi, xem như ngươi người hộ đạo, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Ai như động tới ngươi, ta lấy thân thể làm kiếm, lấy hồn là hỏa, cuối cùng cũng phải hủy diệt bọn hắn. Nhậm Phi Phàm nhìn về phía một cái phương hướng, quanh thân vòng quanh huyết nguyệt hư ảnh, triệt để ngưng kết, giờ khắc này, bạo phát ra cực mạnh sát ý. Bây giờ hắn mỗi một cái hô hấp đều hình như có lôi đình vạn quân, khiến cho bốn phía cỏ cây vì đó run rẩy, trên bầu trời tầng mây vì đó lăn lộn. Mặc dù hắn đứng bình tĩnh đứng thẳng, thế nhưng loại bế nghĩa thiên hạ, không sợ hết thảy khí thế, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh cúi đầu. Hắn đã không còn là không không lúc nào chống không Nhậm Phi Phàm, nhưng vẫn là cái kia không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ luân hồi chi đạo Nhậm Phi Phàm. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã bước vào thần sắc đẹp thánh đế, hắn phát hiện toàn bộ Mỹ Thần Thánh Địa, tràn ngập thảm đạm huyết vũ tí tách bay lả tả lấy, trong không khí tựa như tràn ngập tuyên cổ ai ca, thê người tim gan, phảng phất đã trải qua tận thế đồng dạng. Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão cũng thấy cảnh này, đều là kinh hãi. Thiên Ung Hoàng thấp giọng, ngưng trọng nói, Thiên Đạo Nữ Thần vẫn lạc. Trận này Thiên Đạo chi tranh, Thiên Ma Đạo Phương va chạm sáng sinh chi trụ, trực tiếp đụng nát. Ý vị này, vị kia Thiên Đạo Nữ Thần, Điệp Mộng Tinh Quân Mưa Bụi Điệp, tất nhiên thụ trọng thương, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thần thấy máu mưa khói mù trên bầu trời, có một khối đen như mực vòng trời. Ộ uế hắc khí giống như vòng xoáy chuyển động, hiện ra vực sâu khí tượng, cái này tựa hồ tỏ rõ lấy Điệp Mộng Tinh Quân Mưa Bụi Điệp phải bỏ mạng, linh hồn chịu đến vực sâu triệu hoán. Diệp Thần lập tức mang theo tứ lão, bay đi, đã thấy đen như mực vòng xoáy phía dưới bình nguyên, một cái tiểu nữ hài cắn răng đứng vững, toàn thân run rẩy bộ dáng, dường như đang đối kháng cái gì, mười phần dày vò khó chịu. Cô bé kia chính là Tiểu Hoa Nhài, nàng nguyên bản non nớt da thịt trắng nõn. Đã sinh ra từng cái mủ đau nhức, nhìn phi thường khủng bố. Những cái kia mủ đau nhức, Diệp Thần là gặp qua, là vực sâu ăn mòn. Biết bao đáng sợ ăn mòn. Tiểu Hoa Nhài đã bị vực sâu ăn mòn, tại dưới chân nàng tán lạc một đống óng ánh trong suốt mộng ảo mảnh vụn, như bảo thạch mảnh vụn, lập lòe mê ly lộng lẫy. Tại Tiểu Hoa Nhài sau lưng, thần sắc đẹp, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Phật Tổ, Diệp Tà Thần,
Diệp Lạc Nhi, ngôi sao nhỏ chờ, còn có thần Đồ Uyển Nhi, thủy thần Lạc Thanh Ly, lôi thần Ân Tố Chân các loại, đều khẩn trương nhìn xem nàng, không dám quá mức tới gần, chỉ sợ lọt vào vực sâu ăn mòn. Diệp thần. Khi nhìn thấy Diệp thần trở về, đám người nhao nhao kinh hỉ. Tiểu Hoa Nhài cũng ngẩng đầu, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi có thể tính trở về. Âm thanh hết sức yếu ớt, lại là bi thương. Diệp thần nhìn xem Tiểu Hoa Nhài dưới chân tán lạc mảnh vụn, lập tức liền nhận ra được, cái kia càng là Thiên Ma Đạo Phương mảnh vụn. Thiên Ma Đạo Phương đụng nát sau đó, hóa thành vô tận mảnh vụn, bây giờ những mảnh vỡ này, đều rơi vào Tiểu Hoa Nhài dưới chân. Đây có thể nói là nàng tim mảnh vụn, cũng là nàng trụ thần quyền chuôi tượng trưng. Mưa bụi điệp, vì sao muốn lấy trứng trọi đá? Diệp thần nhìn xem nàng, trầm giọng hỏi. Trước đây sáng sinh chi trụ sinh ra, huy hoàng vô lượng, tia sáng đã vượt qua có từ lâu Thiên Ma Đạo Phương, nhưng Tiểu Hoa Nhài vẫn là mạnh mẽ đâm tới, để cho thiên đạo của mình, phóng tới sáng sinh chi trụ, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Tiểu Hoa Nhài giật ra khóe miệng nở nụ cười, nói. Nam Hoa lão quân dẫm lên trên đầu ta tới, ta cũng không thể giống đầu con dẹp giống như bị hắn dẫm chết, dù cho là lấy trứng trọi đá, ta cũng không thể bôi nhỏ ta trụ thần danh hào. Diệp thần nói, ngươi ngược lại là quật cường. Tiểu Hoa Nhài dừng một chút, nói, chỉ là, ta không nghĩ tới, này thiên đạo chi tranh, kết cục sau cùng, vậy mà lại là như thế, ai là bên thắng. Nam Hoa lão quân sáng sinh chi trụ, bây giờ đích xác là chế tạo thành công, thay thế Thiên Ma Đạo Phương, trở thành thiên đạo mới. Nhưng Nam Hoa lão quân kiến tạo thế giới mới mộng tưởng, cũng không có thực hiện, một bước cuối cùng kẹt tại Diệp thần nơi này. Diệp thần đạo thiên kiếm, trở thành sáng sinh chi trụ cuối cùng một khối cơ thạch, chỉ cần Diệp thần không gật đầu, thế giới mới liền không cách nào thiết lập. Nhưng nếu như Diệp thần gật đầu, xem như cơ thạch một bộ phận hắn, lập tức liền muốn chết, biến thành kiến tạo thế giới mới cặn bã, tuy nói tại thế giới mới dưới ánh sáng, hắn khả năng cao có thể phục sinh, trở thành mới đế hoàng. Nhưng thời khắc sinh tử có đại khủng bố, muốn trước hiến tế tính mạng của mình, đi thiết lập thế giới mới, Diệp thần lại tuyệt đối không thể đáp ứng. Diệp thần trầm mặc một chút, thở dài, không có bên thắng, chúng ta đều thua. Thương Thiên Lạc Nguyệt chết, đại chúa tể cũng đã chết, cái này có lẽ không phải tử vong, mà là theo một ý nghĩa nào đó tạm thời tiêu thất, bọn hắn đều biến thành quang, Tiểu Hoa Nhài cũng lập tức sẽ chết. Mà Diệp thần cũng gánh vác lấy thế giới sinh diệt ngập trời nhân quả, đầu vai một chút trở nên vô cùng trầm trọng, coi như hắn sống đến cuối cùng, cũng không dám nói mình là cái gì bên thắng. Tiểu Hoa Nhài cười nhạo một chút, lại không cho là như vậy, nói, ngươi xem như người thắng cuối cùng a, luân hồi chi chủ, mới thiên đạo quyền hành, ngươi chấp trưởng một bộ phận, mà ta trụ thần quyền chuôi, cũng chuẩn bị truyền cho ngươi. Nàng âm thanh càng suy yếu cùng đau đớn, trên người mủ đau nhức đang hành hạ nàng. Vực sâu ở phía trên gọi về nàng. Diệp thần sắc mặt biến hóa, quyền hành cho mình. Đây là điên rồi sao, hắn không xác định nói, người nói cái gì. Tiểu Hoa Nhài nhìn một chút dưới chân mình mảnh vụn, cái kia từng khối mảnh vụn mang theo hào quang màu đỏ ngòm, nàng nói. Của ta thiên đạo khối Rubik đã phá toái, đây là ta trái tim huyết nhục ký thác chỗ tinh hoa, thiên đạo vừa vỡ, ta linh hồn mất đi ký thác, ngay lập tức muốn rơi vào vực sâu. Vực sâu đang triệu hoán ta. Nàng ngửa đầu nhìn qua bầu trời đen như mực vực sâu vòng xoáy, trong mắt lộ ra một vẻ kính sợ cùng sợ hãi. Chấm, nhưng ta thực sự không muốn rơi vào vực sâu, luân hồi chi chủ, ăn ta, ngay tại lúc này. Ngươi ăn hết ta, kế thừa đạo thống của ta, từ nay về sau, ngươi chính là mới trụ thần, mới điệp mộng tinh quân. Tại trong 72 trụ thần, ta là thất tinh thần một trong, trưởng quản thiên mộng tinh. Cái gọi là thất tinh. Chính là bất hủ tinh, ma tinh, thời chi tinh, không chi tinh, càn khôn tinh, quá nhất tinh, thiên mộng tinh, đại biểu cho sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian, chân thực, trật tự, mộng ảo bảy loại pháp tắc. Bất hủ tinh Long Tôn Nguyên Thiên Đế, ma tinh La Hầu Hồn Thiên Đế, thời chi tinh trụ thần, không chi tinh vũ thần, người cũng đã gặp, đồng thời cùng với xen lẫn vận mệnh. Mà ta, là thiên mộng tinh thần, mộng ảo hóa thân, ta thường xuyên nằm mơ giữa ban ngày. Mơ tới một con bướm, ta có khi không biết là ta nằm mơ thấy hồ điệp, vẫn là hồ điệp nằm mơ giữa ban ngày nằm mơ thấy ta. Ta vẫn muốn giống như hồ điệp bay múa, nhưng mỗi khi ta tỉnh lại, phần thiên đại kiếp đau đớn lại giống như nham tương đem ta nuốt hết. Ta chế tạo thiên đạo, muốn hoàn thành thái sơ nhiệm vụ, muốn trở thành quang, chính là vì thoát khỏi loại thống khổ này. Kỳ thực, ta biết, cái gọi là biến thành quang, biến thành thái sơ một bộ phận,
tựa như thủy dung tại trong nước, biến thành ánh sáng liền là tan biến tử vong ý tứ. Nhưng nếu có thể thoát khỏi phần thiên đại kiếp nỗi khổ, dù có chết, ta cũng nguyện ý. Tiểu hoa nhài thật giống như biết chính mình sắp chết, nói một hơi rất nhiều, nàng tựa như là sợ sau này mình cũng không thể nói chuyện nữa, trong thanh âm bình tĩnh mang theo vô tận thê lương. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp, Hạ Nhược Tuyết bọn người yên tĩnh nghe. Tiểu hoa nhài mỉm cười, nói tiếp, nhưng tiếc là, biến thành chỉ là rất không có khả năng, ta bây giờ duy nhất siêu thoát cơ hội, chính là mời ngươi ăn đi ta, ngươi tới kế thừa ta hết thảy. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là nghĩ gắp lửa bỏ tay người, muốn đem chính mình hết thảy đau đớn, đều tái giá cho ta. Tiểu hoa nhài nói, là có ý nghĩ này, nhưng ngươi phải biết, trụ thần quyền chuôi sức mạnh, đủ để mang cho ngươi vô tận chỗ tốt, ta hy vọng ngươi vẫn là có thể lòng từ bi. Chấm, ăn hết ta. Diệp Thần cảm giác vô hình một hồi dùng mình, nói, ta nói qua, không được. Phần thiên đại kiếp mầm tai vạ quá lớn, ta không thể lại tiếp nhận. Tiểu hoa nhài buồn bã nhìn lên bầu trời, nói, ngươi không ăn, ta cần phải đi tìm người khác. Diệp Thần sắc mặt lại là biến đổi, lời này nghe quá quen tai, trước đây Diêm Ma Tử Thần cũng là nói như vậy. Tiểu hoa nhài rõ ràng cũng biết điểm này, cười nói, Diêm Ma Tử Thần vết xe đổ, ngươi cuối cùng không muốn dẫm lên vết xe đổ à. Diệp Thần âm trầm nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu hoa nhài nói, không phải uy hiếp, chỉ là khẩn cầu thôi. Để người khác tới nuốt luôn linh hồn của ta, ta cũng cảm thấy ác tâm, luân hồi chi chủ, ta thích ngươi, cũng chỉ tiếp nhận ngươi. Nàng quay đầu nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Ngôi Sao Nhỏ, Phật Tổ bọn người, đạo, nếu như ngươi không tiện, có thể gọi ngươi bọn thủ hạ đi ra, các nàng cũng giống vậy có tư cách kế thừa đạo thống của ta. Nếu như có thể bị Diệp Thần nuốt luôn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nhưng Tiểu Hoa Nhài biết, trong cơ thể của Diệp Thần bản thân liền có nửa đường tử thần quyền hành. Hơn nữa tương lai có thể còn sẽ lại nuốt luôn thiên tổ, nuốt luôn trụ thần, bây giờ Diệp Thần là rất khó ăn nàng, cơ thể nhìn không được, có thể sẽ bạo thể bỏ mình. Cho nên, Tiểu Hoa Nhài đưa mắt nhìn sang Hạ Nhược Tuyết bọn người, các nàng đi theo Diệp Thần rất lâu, có luân hồi chúc phúc, cũng có thể ăn được nàng. Hạ Nhược Tuyết tiến lên một bước, nói, ta đến đây đi. Kế thừa trụ thần quyền chuôi, liền có thể một bước lên trời, Hạ Nhược Tuyết tự nhiên không muốn bỏ qua loại cơ hội này. Nàng cũng nghĩ đuổi kịp Diệp Thần bước chân. Phần thiên đại kiếp mặc dù đau đớn, nhưng Hạ Nhược Tuyết không có tự mình trải qua, tự nhiên cũng sẽ không như thế nào sợ. Ngụy Dĩnh cũng là một hồi nhiệt huyết dâng lên, nói, vẫn là ta tới đi, Nhược Tuyết. A-di-đà Phật. Phật tổ niệm tiếng niệm Phật, hướng thần sắc đẹp nhìn một cái, lại nhìn xem Diệp Thần, đẹp thần sư phó, luân hồi chi chủ, cái này phần thiên đại kiếp đau đớn, liền để lão nạp tới tiếp nhận a. Tiểu hoa nhài nói, luân hồi chi chủ, ta thời gian không nhiều lắm, người vẫn là nhanh lên quyết đoán cho thỏa đáng, các ngươi ai tới ăn hết ta. Bằng không ta đi tìm người khác, các ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Thần nỗi lòng hỗn loạn, thở dài một hơi, trong lúc trước mắt, hắn cũng nhất thiết phải quyết định. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần nói, từ một người tới kế thừa trụ thần quyền chuôi, vậy tất nhiên là vạn kiếp bất phục đau đớn, mưa bụi điệp, người muốn giải thoát cũng có thể. Nhưng người quyền hành, nhất thiết phải cắt nhỏ thành hai phần, không, muốn chia cắt thành bốn phần. Hoàn chỉnh trụ thần quyền chuôi, Diệp Thần sợ Hạ Nhược Tuyết các nàng chịu không được, cho nên nhất định phải cắt nhỏ. Tiểu hoa nhài nói, trụ thần quyền chuôi pháp tắc nghiêm mật, chỗ nào là muốn chia liền có thể phân. Ta nhiều nhất giúp các ngươi chia cắt thành ba phần. Diệp Thần nói, ba phần sao? Tiểu hoa nhài nói, ân, ba phần thiên đạo, đây là cực hạn, các ngươi gọi ba người đi ra kế thừa. Dạng này cắt nhỏ, các ngươi kế thừa đến trụ thần lực lượng, liền yếu đi rất nhiều, hơn nữa kế thừa sau đó, cũng không phải nói lập tức liền có thể tự nhiên sử dụng, còn phải tốn thời gian dung hợp tiêu hóa. Bất quá, đây là các ngươi sự tình, ta là không quản được nhiều như vậy. Nàng thanh âm nói chuyện buông lỏng rất nhiều, hai đầu lông mày mang theo vui mừng chi ý, Diệp Thần cuối cùng chịu tiếp nhận nàng quyền hành, cái kia từ nay về sau, nàng liền có thể giải thoát rồi, tử vong chính là tốt nhất giải thoát. Nàng hết thảy, nỗi thống khổ của nàng, đều biết chuyển đến Diệp Thần người bên cạnh trên thân. Nghe được muốn ba phần thiên đạo, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh đám người ánh mắt, đều là phát sáng lên. Hạ Nhược Tuyết lập tức nói, Diệp Thần, ta đi theo ngươi lâu nhất, ta muốn một phần. Ngụy Dĩnh nói, còn có ta. Hai nữ tương vọng một mắt, ánh mắt đều là vô cùng nóng bỏng, kế thừa trụ thần quyền chuôi,
các nàng liền có thể nhất phi trùng thiên. Thần sắc đẹp thấy thế, nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, hết thảy vận mệnh quà tặng, đều sớm đã định xong giá cả, cái này Điệp Mộng Tinh Quân quyền hành, sau lưng là phần thiên đại kiếp vô tận đau đớn, nhiễm phải, các ngươi đời này, muốn thoát khỏi, nhưng là khó khăn. Nàng xem thấy tiểu hoa nhài toàn thân da thịt, đều mọc đầy mủ đau nhức xấu xí bộ dáng, tương lai phần thiên đại kiếp tàn phá, vực sâu ăn mòn, các ngươi áp chế không nổi, liền sẽ lượt sinh mủ đau nhức, thậm chí là u ác tính, tiếp nhận vô gian địa ngục một dạng khổ sở. Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh nhìn xem tiểu hoa nhài toàn thân chảy mủ bộ dáng, trong mắt hưng phấn thần sắc, một chút cũng là để nguội rất nhiều. Hạ Nhược Tuyết cắn răng nói, về sau sự tình, sau này hãy nói, tóm lại, bây giờ ta nghĩ kế thừa trụ lực lượng của thần, ta muốn đuổi theo Diệp Thần bước chân. Ngụy Dĩnh nói, ta cũng là như thế. Diệp Thần cảm thấy một hồi xúc động, Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh theo hắn lâu nhất, bây giờ muốn cắt nhỏ Điệp Mộng Tinh Quân quyền hành, đích xác muốn cho các nàng lưu một phần. Lập tức, Diệp Thần nói, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, cái kia ba phần thiên đạo, các ngươi đều chiếm một phần, còn có cuối cùng một phần. Võ Giao nói, Diệp Thần ca ca, cho ta đi. Nàng tuy biết chính mình rất không có khả năng cầm tới, nhưng vẫn là mở miệng. Phật Tổ nói, Võ Giao cô nương, vẫn là để lão nạp tới kế thừa a. Diệp Thần gật gật đầu, Phật Tổ tâm tính chính đại hùng hậu, Phật tâm minh diệu, hắn cũng có thể chống đỡ bộ phận phần thiên đại kiếp đau đớn. Cái kia cuối cùng một phần quyền hành, liền từ Phật Tổ tới kế thừa. Diệp Thần quyết định xong. Phật Tổ chắp tay trước ngực nói, lão nạp đa tạ luân hồi chi chủ. Phật Tổ vẫn luôn khát vọng truy cầu cảnh giới cao hơn, nhưng tiếc là chịu thiên tư có hạn, hắn bước vào cửu phẩm thiên đế cảnh giới sau, liền không cách nào lại tiến lên trước một bước. Nếu là có thể kế thừa một phần trụ thần quyền chui, thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh không thành vấn đề. Tiểu Hoa Nhài gặp Diệp Thần quyết định xong, cũng là cười cười, nói, tốt, các ngươi tất nhiên quyết định xong, vậy các ngươi ba cái, liền đem để tay đến trên người của ta. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ ba người. Ba người nhìn xem tiểu hoa nhài toàn thân chảy mủ cơ thể, một hồi ác hàn, bây giờ không có chỗ hạ thủ. Tiểu hoa nhài cười nói, như thế nào, điểm này dơ bẩn, cũng không dám chạm đến. Vậy các ngươi về sau, còn thế nào đối mặt phần thiên đại kiếp? Như thế nào đối mặt vực sâu u ác tính? Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ ba người thương vọng một mắt, thế mới biết cái gọi là trụ thần quyền chui, thực sự không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy đường hoàng thần thánh, rộng rãi sức mạnh mênh mông sau lưng, là vô tận ô uế vực sâu. Ba người quyết tâm liều mạng, đưa bàn tay đặt ở tiểu hoa nhài còn chảy máu mủ non nớt trên thân thể, chỉ cảm thấy xúc tu một hồi sền sệt, không nói ra được ác tâm. Tiểu hoa nhài lại thở dài một hơi, nàng có thể giải thoát. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Từng đợt thần thánh quang huy, như mộng như ảo, từ tiểu hoa nhài thể nội phun ra, hỗn hợp có từng sợi đen như mực mịt mờ bẩn thỉu khí tức, lưu chuyển đến Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ ba người trên thân. Ba người sắc mặt lập tức đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mênh mông năng lượng nhập thể, như biển cả vô biên, như tinh không trong sáng, nhưng lại mang theo nham tương mưa axit nước bùn giống như làm cho người dày vò cổ quái khí tức. Tiểu hoa nhài trên người mủ đau nhức tản đi, tất cả máu mủ cũng đã biến mất, hoặc nói đúng ra, những cái kia mủ đau nhức máu mủ cùng hết thảy dơ bẩn hắc ám hủ bại đồ vật, toàn bộ đều chuyển tới Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ ba người trên thân. Thiên đạo ba phần, ba người tất cả phải một phần trụ thần quyền chui, nhưng cũng kế thừa đủ loại hắc ám bẩn thỉu tiêu cực năng lượng, cái kia là từ vực sâu diễn sinh ra vô tận hắc ám. Quyền hành thay đổi vị trí, rất nhanh liền kết thúc. Tiểu hoa nhài dưới chân, tất cả thiên đạo mảnh vụn, đều hóa thành tinh khiết nhỏ vụn năng lượng điểm sáng, phân biệt tràn vào Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ ba người thể nội. Bịch, tiểu hoa nhài giống như bị quất rơi mất người lãnh đạo, lập tức ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nàng làn da tái nhợt đến kịch liệt, nhưng tất cả mủ đau nhức máu mủ đều biến mất, trong cơ thể nàng Điệp Mộng Tinh Quân linh hồn, cũng đã biến mất. Từ nay về sau, tiểu hoa nhài chính là một cái tiểu nữ hài bình thường. Trong cơ thể nàng trụ thần quyền hành, đã hoàn toàn chuyển rời đến Hạ Nhược Tuyết ba người trên thân. Như thế nào? Diệp Thần có chút khẩn trương nhìn xem ba người. Hạ Nhược Tuyết ba người tương vọng một mắt, đều là cau mày, thần sắc trên mặt nửa vui nửa buồn. Ta cảm giác, trong đan điền giống như đột nhiên nhiều hơn một tòa ngủ say núi lửa, một khi bộc phát mà nói, uy năng chắc hẳn 10 phần kinh khủng, nhưng... ta không xác định, có thể hay không trưởng khống lấy phần lực lượng này.
Hạ Nhược Tuyết sờ lên bụng của mình, có loại trong chớp mắt, trở nên cảm giác hết sức mạnh, nàng được đến một tháng ba trụ thần quyền chui, coi như chỉ là một phần ba, cũng là có thể xưng sức mạnh nghịch thiên, một khi bộc phát mà nói, quét ngang không không lúc nào khoảng không không thành vấn đề. Nhưng núi lửa ngay tại trong cơ thể mình, bạo phát, tất nhiên có thể quét ngang chư thiên, nhưng tự thân cũng muốn chịu đến phần thiên tổn thương. Lực lượng này sau lưng, là đủ để tận diệt tự thân giá thật lớn. Thậm chí, Hạ Nhược Tuyết cảm giác chính mình còn không có dùng sức, chỉ là dùng vận dụng trụ thần lực lượng ý niệm, thể nội núi lửa liền dục dịch, muốn bộc phát đem nàng đốt diệt đồng dạng, nàng cảm giác chính mình có thể không nắm được, một khi chiến đấu, có thể còn không có phóng xuất ra trụ lực lượng của thần, thân thể của mình liền muốn trước tiên bị đốt thành tro. Thể chất của nàng, cuối cùng không có Diệp Thần cường đại như vậy, muốn vận dụng trụ lực lượng của thần, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Ngụy Dĩnh cũng nói, ta cũng là, cảm giác thể nội đích xác thêm ra một tòa ngủ say núi lửa, hơn nữa núi lửa này, có thể phun ra nham tương, còn mang theo ô uế hôi thối tà khí, đây chính là vực sâu khí tức sao. Một khi bị phản phệ, sợ là chúng ta hạ tràng, sẽ chết vô cùng thê thảm a. Nàng tựa hồ đã nhìn thấy tương lai, chính mình vận dụng trụ thần quyền chui, tiếp đó lọt vào vực sâu phản phệ, toàn thân chảy mủ hóa huyết chết đi. Phật tổ nói, A-di-đà Phật, trụ thần quyền hành, sau lưng là vực sâu vô tận, hai vị cô nương, các ngươi xúc động rồi, chẳng bằng để cho lão nạp toàn bộ kế thừa. Cái này vực sâu kiếp nạn, Phật tổ ngược lại là thấy rất nhạt, cũng không sợ. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi, nói, không xúc động, ta nói, chỉ cần có thể đuổi kịp Diệp Thần, giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý trả giá. Diệp Thần cảm thấy cảm kích, nói, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn tiêu hóa cùng sử dụng trụ thần quyền chui sức mạnh, không có nửa điểm khả năng, cưỡng ép sử dụng chỉ có thể đốt diệt tự thân. Phật tổ tu vi nội tình thâm hậu, hắn ngược lại là có thể sử dụng, nhưng các ngươi không được. Ta trước tiên thay các ngươi phong bế cái kia trụ thần quyền chui, các ngươi không thể liều lĩnh, đem trụ thần quyền chui coi là biển cả, mà các ngươi cần làm, chính là một giọt nước chậm rãi đi hấp thu, đừng vọng tưởng một ngụm nuốt tận. Nói đi, Diệp Thần vận chỉ thi triển ra cửu thiên tù thần chỉ, hư không chấn động, một cỗ gợn sóng một dạng gợn sóng phóng xạ mở ra, hắn cho Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh, đều ra chỉ lên một tầng phong ấn pháp tắc, phong ấn lại các nàng trong đan điền trụ thần quyền chui. Điệp Mộng Tinh Quân trụ thần quyền chui, uy năng mênh mông, coi như cắt nhỏ thành ba phần, cũng không phải nói Diệp Thần cửu thiên tù thần chỉ, có thể hoàn toàn phong bế, vẫn như cũ sẽ có ti ti lũ lũ khí tức tản mát ra. Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh muốn làm, chính là đi hấp thu những thứ này tiết lộ ra linh khí, một chút mở rộng tự thân tu vi. Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh nhìn nhau, Diệp Thần ý tứ, chính là cơm muốn ăn từng miếng. Diệp Thần, đó chính là nói, chúng ta cũng muốn giống tưởng nhớ rõ ràng như thế, hao phí trăm vạn năm, ngàn vạn năm, chậm rãi đi hấp thu luyện hóa trụ thần quyền chui sức mạnh. Hạ Nhược Tuyết hỏi. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, tình huống của các ngươi, so tưởng nhớ rõ ràng tốt hơn nhiều, dù sao trong cơ thể của các ngươi trụ thần quyền chui, chỉ có một phần ba năng lượng, mà tưởng nhớ rõ ràng thể nội, là hoàn chỉnh quyền hành. Các ngươi còn có dùng sai cơ hội, tưởng nhớ rõ ràng là không được, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Kỷ Tư rõ ràng dung hợp vận mệnh mệnh cách, cái kia vận mệnh mệnh cách, không phải đơn thuần một đạo mệnh cách đơn giản như vậy, bàn tơ lão tổ đang tìm kiếm kẻ chết thay. Nàng đã đem nàng quyền hành đạo thống toàn bộ năng lượng, đều chút xuống đến vận mệnh trong mệnh cách. Theo lý thuyết, Kỷ Tư rõ ràng lấy được, không chỉ là vận mệnh mệnh cách, còn có hoàn chỉnh trụ thần quyền chui, thuộc về bàn tơ lão tổ quyền hành. Nếu như thuận lợi, Kỷ Tư rõ ràng liền có thể trở thành mới bàn tơ lão tổ, chí cao vận mệnh chi chủ. Mà luyện hóa vận mệnh mệnh cách, quá trình 10 phần nguy hiểm, Kỷ Tư rõ ràng luyện hóa biên độ lớn một chút, cũng có thể tận diệt thành tro. Cho nên Diệp Thần muốn đi tìm khóa chi mảnh vụn, lợi dụng thế gian tối cường phong tỏa pháp tắc, đem Kỷ Tư rõ ràng thể nội vận mệnh mệnh cách bắt đầu phong tỏa, dạng này mới có thể áp chế Kỷ Tư xong xúc động, không để cho nàng sẽ một chút liền vọng tưởng nuốt lấy vận mệnh mệnh cách, mà là từ từ mưu tính. Quá trình này, có thể dự tính 10 phần dài dằng dặc, trăm vạn năm ngàn vạn năm, thậm chí lấy tinh thần kỷ nguyên kế, Kỷ Tư rõ ràng mới có cơ hội hoàn toàn trưởng khống trụ lực lượng của thần, Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh cũng giống như vậy. Mặc dù thời gian dài dằng dặc, nhưng ít ra an toàn. Diệp Thần tình nguyện các nàng chậm một chút, cũng không muốn các nàng xảy ra chuyện. Hạ Nhược Tuyết trầm mặc một chút, hỏi, Diệp Thần, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì?
Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, Điệp Mộng Tinh Quân quyền hành thay đổi vị trí kết thúc, bao phủ tại thần sắc đẹp trên thánh địa phương mưa máu, cũng ngừng, bầu trời tản đi khói mù, khôi phục xanh thẳm, tinh khiết u lam bầu trời, nhìn phá lệ để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn dưới mắt có mấy chuyện chính xác phải xử lý, đệ nhất chính là Vi Dần Nu thánh địa, liên quan đến quá nhiều thứ, khóa chi mảnh vụn cũng ở nơi đây. Còn có trước đây đối mặt đại chúa tể, nguy cơ sinh tử thời khắc, luân hồi mộ địa tỉnh lại chính mình, xem như cứu mình. Luân hồi mộ địa cùng hắn khí linh tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng bây giờ không không lúc nào khoảng không có thể thăm dò manh mối ít càng thêm ít, chỉ sợ táng hồn quật huyền thanh đạo trưởng đã đi tinh không bỉ ngạn, đầu mối duy nhất vẫn là Phỉ Nhiêu Kim Đan lòng son thế giới. Hắn bây giờ thực lực cường đại rất nhiều, cũng không biết có thể hay không kháng trụ tên kia kiếm thứ hai. Đương nhiên những thứ này phức tạp đồ vật dính đến quá nhiều huyền diệu nhân quả cùng thiên cơ, Diệp Thần không muốn đem Hạ Nhược Tuyết liên lụy vào, nhân tiện nói. Ta đi, tự nhiên là muốn đi Vi Dần Nu thánh địa một chuyến, thuộc về chúng ta khóa chi mảnh vụn, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Diệp Thần nắm quyền một cái, thiên đạo chi tranh sơ bộ giải quyết, mặc dù kết cục còn chưa xong đẹp, nhưng ít ra còn có thể tiếp nhận, hắn muốn đi hắn con đường sau đó. Thế giới cũng còn có rất nhiều sự tình không có giải quyết, Diệp Thần cũng không muốn bây giờ liền đi thiết lập thế giới mới. Coi như muốn thiết lập thế giới mới, cũng không thể để thế giới cũ hủy diệt, hắn cần càng thỏa đáng biện pháp. Các ngươi thì sao, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ, ngoại trừ thể nội giống như có một tòa muốn phun ra núi lửa, còn có hay không khác cảm giác đặc thù? Diệp Thần lại hỏi, hắn thật sự là lo lắng, dù sao trụ thần quyền chui sau lưng, liên lụy quá nhiều thứ. Hạ Nhược Tuyết nghĩ nghĩ, nói, ta giống như kế thừa Điệp Mộng Tinh Quân một chút ký ức, thần thông của nàng, đạo pháp của nàng, ta lờ mờ bắt được một chút, nhưng như kính hoa thủy nguyệt, còn rất không chân thiết, cần thời gian đi phỏng đoán nghiên cứu. Mặt khác, ta giống như cũng nhìn thấy một chút đi qua hình ảnh. Ngụy Dĩnh nói tiếp, ta cũng nhìn thấy, tựa như là Điệp Mộng Tinh Quân trước đó chế tạo thiên ma đạo phương hình ảnh. Kỳ thực phản thiên thế giới thiết lập sau, có rất nhiều trụ thần đều nghĩ chế tạo thiên đạo, chiếm giữ sáng thế công đức, nhưng cuối cùng bị Điệp Mộng Tinh Quân giành trước. Bởi vì, cái này phản thiên thế giới, trên bản chất là một cái mộng cảnh thế giới, là từ phản thiên trong mộng cảnh sinh ra, mà Điệp Mộng Tinh Quân là thiên mộng tinh thần, nàng nắm giữ mộng ảo pháp tắc, đạo pháp nhiều cùng huyễn thuật cùng mộng có liên quan, cùng phản thiên mộng thế giới pháp tắc phù hợp. Cho nên đến cuối cùng, là nàng vượt lên trước một bước, chế tạo ra thiên đạo, nhưng tiếc là cũng không có nhận được thái sơ tán thành, công đức còn chưa đủ lớn, còn chưa đủ biến thành quang. Nói đến đây, Ngụy Dĩnh không hiểu một hồi ác hàn, lên một thân nổi da gà, nói. Thế giới của chúng ta, nếu là mộng thế giới, vậy một khi phản thiên tỉnh lại, thế giới chẳng phải là muốn hủy diệt. Hạ Nhược Tuyết nói, đích xác, từ nơi sâu xa, ta giống như thấy được tương lai, phản thiên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, cái này. Vạn nhất phản thiên mộng tỉnh, thế giới phá diệt. Phải làm sao mới ổn đây? Diệp Thần khẽ giật mình, hắn ngược lại là nhanh quên đi, thế giới là từ phản thiên trong mộng cảnh sáng sinh, cái này đích xác là một cái cực lớn tai họa ngầm, một khi phản thiên mộng tỉnh, thế giới liền sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Shiva cũng là bởi vì điểm này, cho nên muốn giết chết phản thiên, để cho thế giới vĩnh hằng, cuối cùng dẫn đến thiên đạo ba pha thần quyết liệt. Phản thiên mộng tỉnh, đây chính là một vấn đề lớn. Ta sẽ cùng thiên tổ nguyên thiên đế thương lượng, chuyện này phải nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Diệp Thần do dự một chút, đạo. Thần sắc đẹp nói, thiết lập thế giới mới, không biết có được hay không. Diệp Thần dừng một chút, nói, bây giờ còn chưa được, thế giới mới thiết lập, tất nhiên sẽ nghiền nát thế giới cũ, vậy không cần phản thiên mộng tỉnh, thế giới liền tan vỡ. Thế giới sinh diệt, nhân quả này quá khổng lồ, chúng ta không thể quyết đoán, vẫn là muốn cùng các trưởng bối thương lượng một chút lại nói. Thần sắc đẹp nói, cái kia cũng đúng, ân, đúng rồi, Diệp Thần, ngươi lấy kiếm hợp đạo, kiếm của ngươi, trở thành mới thiên đạo một bộ phận, bây giờ có cảm giác gì? Ta cho là ngươi nhận được lợi ích khổng lồ, có thể nhất cử chứng đạo thiên đế tới. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, chứng đạo thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ta mặc dù lấy kiếm hợp đạo, nhưng cũng không có được chỗ tốt gì, ta không muốn khuất phục Nam Hoa lão quân, thiên đạo của hắn. Tự nhiên là không có khả năng chúc phúc tại ta. Bất quá, hắn cho ta những thứ này. Diệp Thần tế ra 6 chi kim ký, đó là Nam Hoa lão quân cho hắn mây cháp 7 ký, tương đương với chìa khóa, có thể dùng đến mở ra trời mới đạo,
mượn dùng thiên đạo năng lượng, bây giờ Diệp Thần đã dùng qua một chi, còn thừa lại 6 chi. Những này là, chìa khóa sao, thần sắc đẹp tâm tư thông minh, đại khái đã nhìn ra. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có sử dụng những chìa khóa này, ta mới có thể mượn dùng mới thiên đạo sức mạnh, hơn nữa sử dụng sau đó, tinh thần của ta, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu đến Nam Hoa Lão Quân một điểm ảnh hưởng. Ta sẽ dần dần tán thành lý niệm của hắn, thậm chí khuất phục với hắn. Kim ký đã dùng qua một chi, bây giờ Diệp Thần đích xác cảm thấy, nội tâm mình tinh thần, đối với Nam Hoa Lão Quân đề phòng thư giãn rất nhiều. Nam Hoa Lão Quân ban thưởng mây cháp 7 ký, tự nhiên cũng không phải tặng không, ý chí của hắn, sẽ ở Diệp Thần sử dụng kim ký qua sau, ảnh hưởng đến Diệp Thần. Thần sắc đẹp nói, người muốn làm hắn người đại diện sao? Diệp Thần nói, sẽ không, ta đã là thiên tổ người đại diện, không thể lại làm khác trụ thần người đại diện. Nam Hoa Lão Quân muốn ảnh hưởng tinh thần của ta, để cho đạo tâm của ta khuất phục, ta là biết đến, nhưng ta sẽ cẩn thận, tóm lại sẽ không khuất phục với hắn. Thần sắc đẹp nhẹ nhàng kéo lên Diệp Thần tay, ôn nhu nói, thực sự là khổ cực ngươi, Diệp Thần, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày a, coi như muốn đi Vi Giờ Nu Thánh Địa, cũng không cần gấp nhất thời. Diệp Thần nghĩ thầm cũng là, khóa chi mảnh vụn để sẽ không chạy, cho tới bây giờ, phần tịch Linh Sơn cũng không có luyện hóa thủ đoạn. Chỉ có thể giống kẻ trộm giống như đi đánh cắp khóa chi mảnh vụn năng lượng. Trận này thiên đạo chi tranh, đích xác để cho Diệp Thần vô cùng mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một chút, mới có thể đối mặt chuyện kế tiếp. Phải biết, tại Vi Giờ Nu Thánh Địa, Diệp Thần phải đối mặt, cũng không chỉ là phần tịch Linh Sơn, còn có ẩn tàng quỷ thần. Thương nghị cố định, một đoàn người hồi cung, Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh riêng phần mình cư trú một cái phòng, các nàng bây giờ thể nội tại ngủ say một ngọn núi lửa. Không thể dễ dàng nhiễm nhân quả gì, bằng không xúc động trụ thần đại kiếp, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, màn đêm buông xuống muộn buông xuống, có thể làm bạn Diệp Thần, chỉ có thần sắc đẹp, Kỷ Tư rõ ràng cũng tại bế quan điều tức. Diệp Thần cầm thần sắc đẹp ngực làm gối đầu, cảm giác trước nay chưa có thoải mái, giống như về tới mẫu thân trong lồng ngực, thiên đạo chi tranh mang tới mệt mỏi cấp tốc tán đi, tinh thần hắn khôi phục rất nhanh. Bất quá trong mộng. Hắn phảng phất nghe được ngày xưa luân hồi mộ địa truyền đến âm thanh. Đứt quãng. Chờ Diệp Thần tỉnh táo lại, hắn không chút do dự lựa chọn tiến nhập lòng son thế giới. Diệp Thần lần nữa đi tới lòng son thế giới, lần này hắn nhìn xem cự kiếm kia áp lực ngược lại là nhẹ không thiếu. Dù sao trong khoảng thời gian này tới, thực lực của hắn để thăng phi tốc, bất quá dù cho như thế, hắn cũng không cách nào xác định cái kia thiên khôi kiếm chủ lưu lại hư ảnh kiếm thứ hai sẽ có bao nhiêu mạnh. Bất quá chính mình mỗi tiếp nhận một kiếm, lấy được manh mối liền càng nhiều. Huyết sắc sương mù lên, một đạo như đế hoàng một dạng thân ảnh đưa lưng về phía hắn, phảng phất chờ đợi vạn năm. Người đã đến. Cái kia như ẩn như hiện đế ảnh xoay người, đối phương hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghi, phảng phất là trong đống người chết bò ra tới sát thần. Hắn thân mang trường bào màu đen, vạt áo theo gió lay động, phía sau lưng cõng ba thanh cự kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tài năng lộ rõ. Hàn khí bức người. Diệp Thần cũng không nói chuyện, mà là hai con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba thanh cự kiếm, đệ nhất kiếm vì giáp hồn trảm long kiếm, kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba lại kêu cái gì. Chỉ sợ ba kiếm này tại tinh không bỉ ngạn cũng là vô cùng chói mắt tồn tại a. Xem ra ngươi biết ta chân thân thân phận, thiên khôi kiếm chủ đạo, đáng tiếc ta cuối cùng không phải cái kia thế nhân sợ hãi thiên khôi kiếm chủ, ta bất quá là một đoàn năng lượng đặc thù thể, ta có thực lực hay là quá yếu. Nhưng đằng sau ta ba thanh kiếm, cũng là cái kia thiên khôi kiếm chủ ba kiếm hình chiếu, tại cái này lòng son thế giới cũng không yếu. Chắc hẳn ngươi hiếu kỳ kiếm thứ hai a, nhưng ta xác định, khi ta kiếm thứ hai ra khỏi vỏ, đạo tâm của ngươi đều có thể vỡ nát. Thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Diệp Thần ánh mắt rơi vào thiên khôi kiếm chủ trên thân, hắn hai con ngươi vô cùng đạm nhiên, phảng phất tại nói một kiện thưa thất bình thường việc nhỏ, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được cái này đoàn cái gọi là năng lượng thể. Rất mạnh. Bất quá Diệp Thần không có chút nào lùi bước, bởi vì hắn đồng thời cảm nhận được luân hồi nghĩa địa phẫn nộ. Hắn không quan tâm thiên khôi kiếm chủ cùng luân hồi mộ địa hay là thiên tổ ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn duy nhất quan tâm, con đường của hắn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiếp tục đi, bất luận cái gì người ngăn cản, hẳn phải chết. Ân, đột nhiên, thiên khôi kiếm chủ phát hiện cái gì, hỏi, vì cái gì trên người ngươi còn sẽ có một vị trụ thần nhân quả? Dường như là Nam Hoa Lão Quân, Siva, Phí Nhiêu Đế Quân, Nam Hoa Lão Quân, không chỉ bọn hắn,
trên người ngươi còn có khắc trụ thần nhân quả cùng khí tức. Thiên tổ, tử thần, Điệp Mộng Tinh Quân. Giờ khắc này, Thiên Khôi kiếm chủ tựa hồ phát hiện cái gì, hai con ngươi cũng tràn ngập khó có thể tin, dù cho thiên tài võ giả, hắn liên quan đến một cái trụ thần nhân quả, đối với tinh không bỉ ngạn tới nói, cũng là biết bao khủng bố. Nhưng tiểu tử này trên thân vậy mà phảng phất có vô số đầu trụ thần tuyến, quấn chặt lại. Nếu là ở ngoại giới, rất khó bị người nhìn ra, nhưng đây chính là tại lòng son thế giới. Cũng may nơi này Thiên Khôi kiếm chủ bất quá là một đoàn năng lượng thể, càng không cách nào đem tin tức mang đi ra ngoài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Thiên Khôi kiếm chủ âm thanh có chút khó có thể tin. Diệp Thần bước ra một bước, chỉ nói ba chữ, xuất kiếm A. Thiên Khôi kiếm chủ áp chế lại nội tâm chấn động, hai con ngươi như kiếm, sau người ba thanh cự kiếm hơi rung nhẹ. Phảng phất đều thỉnh cầu xuất kiếm. Đồng thời, lòng son thế giới bên trong, mây đen cuồn cuộn, mây đen phía dưới vô số xương máu bao trùm tới, tựa như một đầu diệt thế cự thú chuẩn bị chiếm đoạt hết thảy. Chỉ nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, Diệp Thần thấy được một đạo huyết quang phóng lên trời. Thiên Khôi kiếm chủ sau lưng chuôi thứ hai kiếm xuất hiện. Đó là một thanh dạng gì kiếm? Hoàn toàn khác với Diệp Thần thấy qua thanh hồn trảm long kiếm, nếu giáp hồn trảm long kiếm lấy thanh vì sắc, vậy cái này thanh kiếm chính là lấy huyết vì sắc. Trên thân kiếm hiện đầy cổ lão đường vân, mỗi một đạo đường vân đều tựa như gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Chói mắt nhất chính là thân kiếm kia cùng chuôi kiếm viên chính giữa kia huyết châu, lóng lánh ánh sáng quỷ dị, tựa như một khỏa khát máu châu, thị sát khí tức khiến người ta run sợ. Khi kiếm ra khỏi vỏ, giữa thiên địa lập tức biến sắc, dường như bị trên thanh kiếm này cổ thâm thúy sức mạnh trấn nhiếp. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, chuôi kiếm này vẻn vẹn ra khỏi vỏ bộc phát khí thế ở mảnh này lòng son thế giới quy tắc phía dưới, cũng vượt qua siêu phẩm thiên đế cực hạn nhất kiếm. Tiểu tử, người thế mà còn dám ngẩn người. Này kiếm tên là Thiên Huyết Tinh Không Kiếm, lấy thiên đạo chi huyết, vậy tại tinh không chế tạo. Thiên Khôi kiếm chủ tiếng nói rơi xuống, cái kia cái gọi là Thiên Huyết Tinh Không Kiếm chính là đâm rách hư không, phóng ra chói mắt kiếm mang. Trong chớp nhoáng này, thương thiên biến sắc, dị tượng ngập trời, một cỗ kiếm khí bén nhọn tản mát ra, phảng phất giữa thiên địa tràn đầy uy áp kinh khủng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, Thiên Huyết Tinh Không Kiếm, đây bất quá là một đạo hình chiếu, đều như vậy cường đại. Xem ra con đường tu hành, ta còn muốn đi rất xa. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem ngươi Thiên Huyết Tinh Không Kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyết Long, cho ta một tia sức mạnh. Phì Nhiêu Lòng Son, cho ta sức mạnh. Giờ khắc này, Diệp Thần không dám phất lờ, bất quá hắn xem như Phì Nhiêu Kim Đan chủ nhân, ngược lại là có thể để cho Phì Nhiêu Kim Đan trợ giúp một chút chính mình. Thiên Khôi kiếm chủ cười nhạt một tiếng, nhưng ngươi cảm thụ một chút của ta kiếm đạo một trong. Vạn Huyết Dẫn Ngục Kiếm. Tiếng nói vừa ra, thiên địa phảng phất tại thời khắc này thay đổi, Diệp Thần phảng phất đặt mình vào tại một mảnh thuộc về kiếm đạo cửu u trong địa ngục. Theo lý tới nói, hắn xem như luân hồi chi chủ, trưởng khống địa ngục, không sợ mới đúng, nhưng giờ khắc này, hắn đối mặt không phải thông thường địa ngục chi tượng, mà là một cái chỉ có kiếm đạo vô tận địa ngục. Trong chốc lát, địa ngục đột biến, u hồn hóa thành vô số huyết kiếm, kiếm thế như mưa to gió lớn, cường đại kiếm khí quyển tịch càn khôn, phảng phất muốn thôn vệ Diệp Thần. Một kiếm này, phảng phất đại biểu cho địa ngục cùng kiếm đạo cực hạn, nó đem tất cả tiên ma, nho Phật, anh kiệt, quần hùng, thậm chí là một phương rộng lớn thế giới đều bao hàm trong đó, tràn đầy cực hạn uy năng. Diệp Thần tại cái này tàn phá bừa bãi kiếm thế tiền thân hình phiêu diêu, nhưng hắn cũng không e ngại, trực tiếp thi triển ra hắn một kiếm. Hoàng Kim Đế Long Kiếm. Một cỗ sáng chói kim sắc thần mang, từ Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên, Huyết Long cùng Phì Nhiêu Kim Đan cuồn cuộn linh khí, đều chút xuống đến một kiếm này bên trong. Cái này Hoàng Kim Đế Long Kiếm, là kiếm hoàng tuyệt chiêu, nhất là hạo nhiên chính khí, trấn áp u hồn cùng địa ngục thích hợp nhất. Huống chi còn có Phì Nhiêu cùng Huyết Long một trong vần quanh tả hữu. Hai đạo kinh thiên kiếm ý đụng vào nháy mắt, toàn bộ Phì Nhiêu Lòng Son đều đất rung núi chuyển, giống như là tùy thời muốn sụp đổ. Huyết sắc cùng kim mang tràn ngập, đem toàn bộ Lòng Son thế giới bao phủ. Cũng may rất nhanh Phì Nhiêu Kim Đan liền bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang, vô số phù văn vần quanh, ánh sao lấp lánh, đem hỗn loạn hóa thành trật tự, bình tĩnh lại. Khi huyết sắc cùng kim mang tiêu tan, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân phảng phất bị một cỗ sức mạnh cực hạn vô tình xé rách. Quá đau. Dù cho kim cương bất hủ thể, đối mặt một kiếm này,
vẫn là bị thương. Nếu là mình bây giờ đứng trước mặt chính là chân chính Thiên Khôi kiếm chủ, đơn giản khó mà tưởng nổi. Bất quá, Thiên Khôi kiếm chủ cái này đoàn năng lượng thể bây giờ càng khiếp sợ hơn, đơn giản là, chuôi này Thiên Huyết Tinh Không kiếm vậy mà mở đi mấy phần, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, một kiếm này, kỳ thực là hắn thua. Vừa mới qua đi bao lâu, tiểu tử này thực lực tiến bộ vậy mà khủng bố như thế như vậy, nếu là kẻ này đạp vào tinh không bỉ ngạn, thậm chí thế giới bên ngoài, đợi một thời gian, hắn tất nhiên trở thành chân chính chí cao chúa tể. Dù là cái gọi là trụ thần cùng thái sơ, đều chỉ có thể ngước nhìn kẻ này. Nhưng Thiên Khôi kiếm chủ rất nhanh liền tỉnh táo lại, thế gian này thiên tài nhiều lắm, nhưng chỉ cần một bước đi nhầm, liền hoàn toàn chết đi. Kẻ này chói mắt như thế, chính mình bản thể, hay là những cái kia trụ thần chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn thuận gió trưởng thành. Tiểu tử, là ta xem thường ngươi, ngươi đáng giá trở thành đối thủ của ta. Ta rất hiếu kỳ, nên có một ngày, ngươi nhìn thấy chân chính Thiên Khôi kiếm chủ, khi đó, ngươi cũng biết chịu đựng lấy hắn một kiếm này. Diệp Thần ngẩng đầu, thương thế khôi phục một chút, nhưng thân thể đau như xé vẫn là để hắn vô cùng thống khổ, cũng may Phỉ Nhiêu kim đan cũng có cuồn cuộn kim mang hội tụ quanh thân, thương thế cũng dần dần khỏi hẳn. Kiếm thứ ba, là cái gì? Diệp Thần nhìn chòng chọc vào cái kia đệ tam thanh kiếm, đạo. Thiên Khôi kiếm chủ lắc đầu, thực lực ngươi bây giờ căn bản không có tư cách nhìn thấy kiếm kia ra khỏi vỏ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng còn xa xa không đủ. Từ lần thứ nhất thấy ngươi, ta liền có thể cảm nhận được trên người ngươi địch ý. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, ta cũng không phải Thiên Khôi kiếm chủ, ngươi cũng không cần như thế. Bất quá, ta đối với ngươi ngược lại có chút hứng thú. Bây giờ ta không ngại cho ngươi một cái lời khuyên, nếu thật có một ngày gặp được chân chính Thiên Khôi kiếm chủ, ngươi duy nhất phải việc làm, chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ linh hồn của mình. Tiếp đó bỏ chạy. Linh hồn bất diệt, còn có cơ hội trùng sinh. Chân chính Thiên Khôi kiếm chủ, sẽ không cho ngươi xuất kiếm cơ hội, thậm chí hắn giáp hồn trảm long kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, linh hồn cùng nhục thể của ngươi đều không tồn tại. Tốt, ngươi đi đi. Ta hy vọng, lần tiếp theo, ngươi có tư cách để cho ta ra kiếm thứ ba. Thiên Khôi kiếm chủ vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Diệp Thần đẩy đi ra. Diệp Thần rơi vào trầm tư, hắn biết rõ, Thiên Khôi kiếm chủ cuối cùng mấy câu cũng không phải là uy hiếp, mà là nhắc nhở. Cũng không biết Nhậm Tiền Bối tại tinh không bỉ ngạn như thế nào. Siva để thăng Nhậm Tiền Bối thực lực, đại giới tất nhiên cực lớn. Ta nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực cùng Nhậm Tiền Bối gặp mặt. Từ lòng son thế giới đi ra, Diệp Thần nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần cùng nhục thân đã hoàn toàn khôi phục, mà theo cỗ thiên đạo phá toái, mới thiên đạo thiết lập, không không lúc nào khoảng không cũng xuất hiện rực rỡ hẳn lên biến hóa. Dĩ vãng thiên ma đạo phương, viễn cổ thời đại là đỉnh phong nhất, về sau pháp tắc dần dần suy sụp, cũng dẫn đến toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đều chịu ảnh hưởng, tu vi của người tu luyện, tối cường rất khó vượt qua cửu phẩm thiên đế. Giống trước đây Nhậm Phi Phàm, Vũ Tổ bọn người, vì chứng đạo siêu thiên, cũng là hao phí nhiều tâm huyết đại giới. Chỉ có giống hồn thiên đế, nguyên thiên đế loại này bản thân liền là trụ thần hóa thân người, mới có thể siêu thoát thiên đạo hạn chế, trở thành đạo quân. Nhưng cũng muốn vận dụng thật ảo chuyển hóa, mộng tưởng cấu tạo các loại phức tạp thủ đoạn. Nhưng bây giờ, theo mới thiên đạo thiết lập, thiên địa linh khí đại đại khôi phục, rất nhiều tuyệt tích pháp tắc, lại lần nữa xuất hiện lại, không không lúc nào khoảng không hệ thống tu luyện trần nhà, không còn là thiên đế, mà là giống viễn cổ thời đại như thế, lại khôi phục lại vô thượng đạo quân chi cảnh. Loại biến hóa này là kinh người, Diệp Thần lúc mới bắt đầu nhất, cũng không có dự liệu được. Trời mới đạo mang tới thay đổi mới. Trước hết nhất để cho thần sắc đẹp đột phá, thần sắc đẹp tu vi, nhất cử bước vào siêu phẩm thiên đế chi cảnh. Mà cỗ này đột phá, liền thần sắc đẹp chính mình cũng không có dự liệu được, nàng cũng không có tận lực đi đột phá, hết thảy đều là nước chảy thành sông đồng dạng, thậm chí trên thân không có bao nhiêu đột phá khí tượng hiện ra, hết thảy đều là nước chảy thành sông. À, ta thế mà đột phá. Thần sắc đẹp cảm thụ được chính mình sau khi đột phá khí tức, hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lúc này nàng và Diệp Thần tại trong một cái đình nhỏ nấu rượu uống trà, tu vi đột phá lại như uống nước giống như nhẹ nhõm. Thần sắc đẹp tỉ tỉ, chúc mừng. Diệp Thần chúc mừng nói. Thần sắc đẹp vui mừng nói, ta dĩ vãng thực lực không đủ, đối mặt long xào hồn tộc, đánh 10 phần gian khổ, về sau họ chủ phụ hồi phục, áp lực lúc này mới giảm bớt một chút. Ha ha, bây giờ đột phá, lại đi đối phó long xào hồn tộc,
hẳn là liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dĩ vãng Mỹ Thần Cung đại địch số 1, chính là Long Xào Hồn tộc, thần sắc đẹp đối kháng 10 phần gian khổ, cho nên nàng sớm liền nghĩ mời Diệp Thần gia nhập liên minh. Diệp Thần nói, chúng ta nhanh đúc ra sinh tử phong thần bi, đối phó Long Xào Hồn tộc cùng Hồn Thiên Đế, đó là 10 phần chắc chín. Thần sắc đẹp cười nói, nhiều một phần át chủ bài, liền có thể thiếu một phần thương vong, bất kể như thế nào, ta có thể đột phá, cũng là chuyện tốt. Diệp Thần ừ một tiếng, cho thần sắc đẹp rót một chén trà. Thần sắc đẹp ánh mắt lại lộ ra một vẻ nhu tình, như nước như tơ nhìn xem Diệp Thần, vũ mị bên trong lại mang theo một điểm cương triều ý vị, nói. Diệp Thần, ta đã đột phá, trước đó rất nhiều thanh quy giới luật, liền không cần tuân thủ. Tỷ như, trước đó ta không thể phá thân, bởi vì sợ đạo pháp xuất hiện khuyết tổn, nhưng bây giờ mà nói, ta đã là siêu phẩm thiên đế, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Diệp Thần nghe thần sắc đẹp lời nói, lập tức ngẩn ngơ, tâm thần lại là rung động, nói, thần sắc đẹp tỷ tỷ, ngươi. Thần sắc đẹp ôn hòa nói, chúng ta có thể chân chính ở cùng một chỗ. Diệp Thần không hiểu một hồi miệng đắng lưỡi khô, cảm giác thần sắc đẹp ánh mắt nóng bỏng phải có thể đem hắn hòa tan, hắn lập tức không biết nói cái gì cho phải. Thần sắc đẹp khanh khách một tiếng, nói, tính toán, vẫn là chờ tiêu diệt Hồn Thiên Đế rồi nói sau, ta vẫn trước tiên bảo trì hoàn bích thân thể. Ta có dự cảm, ta thân thể này, giữ lại đến tương lai vẫn hữu dụng. Diệp Thần khuôn mặt đỏ lên, nói, tốt a. Hắn trải qua nữ nhân, thực sự không phải số ít, nhưng cũng chỉ có tại trước mặt thần sắc đẹp, mới có như vậy quẫn bách nóng ran tư thái. Thần sắc đẹp đẹp, là thế gian tốt đẹp nhất đẹp, vừa nghĩ tới mình có thể cùng thần sắc đẹp phát sinh chút gì, Diệp Thần luôn có loại khinh nhờn một dạng tội ác cảm giác. Lại qua một ngày, không không lúc nào khoảng không các nơi, đều có kinh người dị tượng hiện ra. Diệp Thần nhìn thấy có hai cỗ hắc sắc ma quang, từ tử thần giáo đoàn phương hướng phát ra, xuyên qua bầu trời, phù văn xen lẫn, đó là đột phá dấu hiệu. Tử thần giáo đoàn Thiên Khải Chí Tôn cùng Ma Phi Thiên, đều đột phá, nhìn cái kia khí tượng, Thiên Khải Chí Tôn đột phá đến siêu phẩm thiên đế sơ giai, mà Ma Phi Thiên, nhưng là nhất cử bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới đỉnh cao. Tân thiên đạo thiết lập, cảnh giới đột phá, so trước đó dễ dàng rất nhiều, hơn nữa không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn vách tường thế giới, cũng bị suy yếu rất nhiều, mấy ngày nay tinh không, so với dĩ vãng tinh khiết sáng tỏ, bị ngạn chỗ tinh quang, có chút đã chút xuống đến không không lúc nào giữa không trung. Ma Phi Thiên bản thân liền là tinh không bị ngạn cường giả, hắn là từ tinh không bị ngạn hạ xuống, hắn không cần tu luyện, hắn chỉ cần giải khai trên người gông xiềng, từng bước một khôi phục đỉnh phong thời điểm thực lực, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, nói đúng ra, Ma Phi Thiên không phải đột phá, là khôi phục lại siêu phẩm thiên đế đỉnh phong thực lực. Diệp Thần thấy cảnh tượng này, cũng là có chút lo lắng. Tân thiên đạo thiết lập, linh khí khôi phục, tu vi đột phá cũng so trước đó đơn giản, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, toàn lực bộc phát mà nói, chém giết phổ thông siêu phẩm thiên đế không thành vấn đề, nhưng một chút cường đại điểm siêu phẩm thiên đế, cũng không phải là dễ giết như vậy. Tiếp qua một ngày, không không lúc nào khoảng không các nơi, suy từng đạo thần quang, điên cuồng vọt lên, không biết có bao nhiêu người đột phá. Không không lúc nào khoảng không rất lớn, cửu phẩm thiên đế cường giả, không phải số ít, bọn hắn cảm ngộ tân thiên đạo, hấp thu hồi phục linh khí sau, liền lần lượt bắt đầu điên cuồng đột phá. Dĩ vãng muốn đột phá siêu phẩm thiên đế, cực kỳ gian khổ, Nhậm Phi Phàm trước đây đột phá, thậm chí là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Muốn Diệp Thần dùng luân hồi sách đi nghịch chuyển. Nhưng bây giờ, tân thiên đạo thiết lập, linh khí khôi phục, cửu phẩm thiên đế muốn chứng đạo siêu thiên, so dĩ vãng đơn giản nhiều lắm. Mà phổ thông thiên đế, nghĩ xung kích đến thượng phẩm thiên đế, thậm chí là cửu phẩm thiên đế cảnh giới, cũng càng dễ dàng. Còn có thông thiên cảnh thần vương, muốn chứng đế, cũng buông lỏng rất nhiều. Cho nên, tại thời khắc này, không không lúc nào khoảng không các nơi đều có đột phá hào quang ngút trời dựng lên. Hoa lệ hùng vĩ. Diệp Thần quan sát phân biệt đủ loại đột phá khí tượng, phát hiện đột phá đến siêu phẩm thiên đế, chỉ ít có hơn 10 người nhiều. Tân thiên đạo tình cảnh mới, viễn cổ linh khí khôi phục, dĩ vãng vạn thế hiếm thấy, giống như phượng mao lân giác chân quý, có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu phẩm thiên đế, thế mà một chút toát ra hơn 10 người. Thần sắc đẹp thánh địa trong, có 7-8 đạo đột phá khí tượng, giống thiên địa vô cực tứ lão, thần sắc đẹp dưới quyền hộ pháp Hoàng Tuyền. Đều thuận lợi chứng được siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nhưng,
hồn thiên đế hồn tộc lãnh địa, xấu thần tộc lãnh địa, cũng đều có siêu thiên đột phá khí tượng vọt lên, số lượng so với Mỹ thần thánh địa muốn nhiều. Còn có Vizanu thánh địa cùng Phạn Thiên thánh địa, tất nhiên cũng có nhân chứng đạo siêu thiên, chỉ là hai cái thế giới kia quá bí mật, không nhìn thấy đột phá khí tượng hiện ra. Diệp thần hơi có chút lo lắng, siêu thiên cường giả nhiều, thực lực của hắn liền lộ ra yếu đi. Chín họa thương long cùng ra cát diễm thi thể, còn tại luân hồi trong mộ địa, nếu như diệp thần luyện hóa mà nói, ngược lại là có thể tăng tiến thực lực, nhưng hai cổ thi thể này, hắn muốn giữ lại tương lai làm thẻ đánh bạc. Vô luận là thi triển thiên trảm bí kỹ, vẫn là vận dụng trụ thần pháp, hắn đều phải dùng hỗ tự quyết thần thông, bảo trì cơ thể trật tự cân đối, triệt tiêu phản phệ ăn mòn, này liền cần dùng đến đủ loại thẻ đánh bạc. Tân thiên đạo, tình cảnh mới a. Thần sắc đẹp nhìn lên bầu trời bên trong khắp nơi lóe lên hào quang, cũng là có chút lo nghĩ, chúng ta thánh địa bên này, nhiều 7, 8 cái siêu phẩm thiên đế, nhưng hồn thiên đế bên kia, tựa hồ nhiều 10 mấy cái. Đây là ta không có dự liệu đến biến số, vận mệnh quả nhiên biến hóa khó lường a. Vốn là, diệp thần bên này trận doanh, chế tạo ra sinh tử phong thần bi, cùng hồn thiên đế quyết chiến, đã là 10 phần chắc chín, nhưng mới thiên đạo thiết lập, mang đến linh khí khôi phục, tạo ra được một nhóm lớn siêu phẩm thiên đế. Lần này, hồn thiên đế trong trận doanh, nhiều hơn 10 mấy cái siêu phẩm thiên đế, diệp thần bên này đối phó, cố gắng hết sức nhiều. Diệp thần nói, từ trước mắt tình trạng đến xem, vẫn là chúng ta phần thắng càng lớn. Thần sắc đẹp nói, tuy là như thế, nhưng trận quyết chiến này muốn thắng, liền không có dễ dàng như thế. Một khi chúng ta trả giá quá lớn đánh đổi, liền có thể bị tử thần giáo đoàn cùng xấu thần kiếm tiện nghi. Trước mắt diệp thần bên này phải đối mặt địch nhân, cũng không phải chỉ có hồn thiên đế một cái. Sắp đến quyết chiến, có thể nói là cả thế gian đều chú ý, xấu thần cùng ma phi thiên đều ở sau lưng nhìn chằm chằm, một khi diệp thần bên này tổn thương quá lớn, bọn hắn thì sẽ từ đằng sau nhào lên. Cho nên, nếu như diệp thần quyết chiến thiệt hại quá lớn, đó chính là mặc dù thắng còn bại, bất quá là vì người khác làm áo cưới. Diệp thần nói, đó cũng là, ân. Ta đi cùng Nguyên Thiên Đế tiền bối thương lượng một chút, đối sách kế tiếp. Thần sắc đẹp nói, hảo, tương lai vận mệnh biến hóa khó lường, hy vọng họ chủ phụ đã có thích đáng là chiến lược. Thương nghị cố định, Diệp Thần cáo biệt thần sắc đẹp, đi tới địa cung gặp mặt Nguyên Thiên Đế. Cùng lúc đó, không lúc nào khoảng không một chỗ phế tích kia phía trên, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang vòng xoáy. Bây giờ không lúc nào khoảng không mới thiên đạo xuất hiện. Ngược lại để tử quang vòng xoáy không có ai chú ý. Mấy tức sau đó, hai thân ảnh từ trong tử quang vòng xoáy đi ra. Một người dáng người nhẹ nhàng, khuôn mặt tốt hơn, nàng phảng phất không dính khói lửa trần gian, hai con ngươi như hàn tinh thâm thúy, hai đầu lông mày để lộ ra một tia ngạo nghễ khí chất. Nếu như Diệp Thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này chính là Táng Hồn Quật gặp Liễu Lạc Thần. Mà Liễu Lạc Thần đứng bên người phảng phất không giống người, như là dã thú. Người tài khôi ngô, cơ bắp như pho tượng rõ ràng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thể ngăn cản uy thế. Ánh mắt của hắn giống như vực sâu, cất giấu vô tận sát cơ cùng lãnh khốc, ánh mắt đảo qua, không khí bốn phía tựa hồ cũng đọng lại. Càng khoa trương hơn là sau lưng hắn cự kiếm, tản ra tinh hồng cùng ánh sáng yếu ớt, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Liễu Lạc Thần liếc mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới bao lâu. Không lúc nào khoảng không vậy mà đổi thiên đạo, linh khí đều như vậy nồng đậm. Thậm chí ta cảm giác đối với thực lực của ta hạn chế đều không lớn như vậy. Thái Hoang Kiếm Ma, người cảm nhận được sao? Cái kia lưng đeo cự kiếm thân ảnh mặt tràn đầy lạnh lùng nói, giết ai? Liễu Lạc Thần lắc đầu, biết quá Hoang Kiếm Ma trong lòng chỉ có giết, cùng hắn câu thông vô dụng, nhân tiện nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Bất quá, không lúc nào khoảng không biến hóa như thế. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thôi, trước tiên tìm được tiểu tử kia lại nói, bất kể như thế nào, kẻ này nhất thiết phải bóp chết trong trứng nước, bằng không tuyệt đối sẽ uy hiếp được kiếm đạo minh cùng sư tôn. Quá Hoang Kiếm Ma hai con người đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ta cảm thấy cái hướng kia có uy hiếp. Giết, giết chết hắn. Diệp Thần đương nhiên không có cảm giác được uy hiếp, khi hắn đi tới địa cung. Hắn lại thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, chỉ thấy một thân ảnh, khôi ngô hùng tráng, đang đứng tại sinh tử phong thần bi bên cạnh, lại là Vũ Tổ. Nguyên Thiên Đế tại một bên khác, nhìn thấy Diệp Thần tới, cười tủm tỉm nói, luân hồi chi chủ, ngươi đã đến.
này, đây là, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không dám tin vào hai mắt của mình, địa cung bên trong hào quang lượn lờ, vô thượng ảo diệu pháp tắc sinh tử khí thế lưu chuyển, rất nhiều pháp tắc sinh tử tạo thành phù văn, tại vũ tổ quanh thân chìm nổi lấy. Vũ tổ thế mà sống lại. Diệp Thần, không nhận ra ta sao? Ha ha! Vũ tổ ôn hòa nở nụ cười, ánh mắt hòa ái nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần vẫn là không dám tin tưởng, chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Thiên Đế, nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, đây là có chuyện gì? Ngươi sống lại ta vũ tổ sư tôn, sinh tử phong thần bi đã chế tạo hoàn thành. Diệp Thần ngưng mắt nhìn về phía sinh tử phong thần bi, chỉ thấy bia đá kia bên trên pháp tắc sinh tử, còn chưa đủ hòa hợp hoàn mỹ, còn cần Nguyên Thiên Đế dùng huyết đi rèn luyện. Theo lý thuyết, sinh tử phong thần bi đồng thời không có triệt để chế tạo đi ra, nhưng đã sống lại vũ tổ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, vũ tổ lại được xưng thiên chiêu võ thần, là thiên đạo chúc phúc võ đạo chí tôn, liên lụy nhân quả cực lớn, muốn phục sinh hắn, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Nguyên Thiên Đế bình thản cười cười, nói, còn không có hoàn toàn phục sinh, ta chỉ là sống lại thiên nhai huynh linh hồn. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, chỉ là linh hồn sao? Hắn nhìn về phía vũ tổ, nhưng lại không thấy có cái gì linh hồn hư ảo cảm giác. Vũ tổ trên thân thể bồng bột khí huyết năng lượng ba động, vô cùng xung kích nhân tâm, hắn khôi ngô trắng kiện thể phách, cho người ta một loại như núi cao trầm ổn khí thế, đây không phải cái gì linh hồn có thể có được, chỉ có hừng hực huyết nhục, mới có như thế bành trướng dương cương khí tức. Diệp Thần đi lên, nắm chặt vũ tổ tay, chỉ cảm thấy xúc tu kiên cố hữu lực, nói, không giống như là hư ảo linh hồn a, sư tôn có huyết nhục. Nguyên Thiên Đế cười nói, thế gian vạn sự vạn vật đều là do linh khí năng lượng hội tụ mà thành, mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, chỉ là linh khí pháp tắc bất đồng, nhục thân trật tự pháp tắc càng hoàn mỹ hơn một chút. Mà thiên nhai huynh gân cốt khác hẳn với thường nhân, hắn linh khí đầy đủ, dù cho chỉ là một đạo linh hồn, sờ tới sờ lui cũng có huyết nhục khuynh hướng cảm xúc, nhưng trên thực tế hắn thân thể này, vẫn như cũ chỉ có thể coi là linh hồn, không có đỉnh phong thời điểm nhục thân, rất nhiều võ đạo thần thông đều không thi triển được. Diệp Thần hiểu được. Những đạo lý này hắn cũng là hiểu. Hắn trên dưới dò xét vũ tổ, nhìn thấy vũ tổ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là hết sức không thể tin được, âm thanh hơi có điểm kích động nói. Vũ tổ sư tôn, chúc mừng ngươi phục sinh. Trước đây cổ tinh môn một trận chiến, nhờ có ngươi liều mình tương trợ, ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi. Vũ tổ thở dài, đáng tiếc thiên đạo nữ thần chết, bằng không thì ta còn có thể gặp nàng một chút. Vũ tổ danh xưng thiên chiêu võ thần, từng chịu thiên đạo ban cho phúc, nhưng Diệp Thần cùng đại chúa tể thiên đạo chi tranh, cựu thiên nói toạc ra nát, điệp mộng tinh quân cũng vẫn lạc, vũ tổ cũng không có nhìn thấy nàng một lần cuối. Diệp Thần trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được, vừa mới phục sinh vũ tổ, khí tức còn tương đương không ổn định, không cách nào rời đi sinh tử phong thần bi phụ cận. Theo lý thuyết, vũ tổ liền tòa này địa cung cũng không thể ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền sẽ hình thần câu diệt. Nguyên Thiên Đế nghiêm mặt nói, Diệp Thần, ngươi tới được hảo, chúng ta cần thương lượng kế hoạch tiếp theo. Tân thiên đạo hoàn cảnh mới, khí tượng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, ta nghìn tính vạn tính, thế mà tính sai tân thiên đạo sinh ra, sẽ dẫn tới viễn cổ linh khí khôi phục, lần này lập tức chế tạo ra hơn 10 vị siêu phẩm thiên đế, hồn thiên đế bên kia liền có mười mấy cái. Chúng ta muốn đối phó hồn thiên đế, lập tức liền gian khổ nhiều, mặc dù vẫn là có thể thắng. Nhưng chỉ sợ không thắng được quá dễ dàng. Vận mệnh biến hóa khó lường, mới thiên đạo sinh ra, linh khí khôi phục, đây là tất cả mọi người đều không có dự liệu đến, thế giới lập tức nhiều hơn rất nhiều biến hóa, tương lai vận mệnh càng là ba vân quỷ quyệt, khó mà thấy rõ. Diệp Thần nói, tiền bối có gì ứng sách? Nguyên Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía vũ tổ, nói, ta dự định mượn dùng thiên nhai huynh sức mạnh. Vũ tổ khẽ giật mình, nói, ta sao? Ta thân thể này cốt. Hẳn là theo không kịp bây giờ cái này hoàn cảnh mới đi. Thanh âm hắn mang theo điểm tịch mịch, thân là cuồng nhiệt si mê với võ đạo người, vũ tổ hận không thể một mực tại chiến đấu, coi như cổ tinh môn trận chiến kia, hắn cuối cùng tự bạo, cho tới bây giờ phục sinh, lòng giả cũng không mất, vẫn là cuồng mãnh bá đạo khí tức tràn ngập. Nhưng vũ tổ cũng biết, phục sinh sau chính mình, thực lực đã không nhiều bằng lúc trước, hơn nữa cựu thiên nói toạc ra nát, hắn không cách nào lại mượn dùng đủ loại thiên đạo chúc phúc. Nghĩ tái chiến đấu nữa, đã vô cùng khó khăn. Nguyên Thiên Đế nói, không sao, ta có một chiêu mạo hiểm cờ pháp, có thể để thiên nhai huynh nghịch thiên thuế biến. Vũ tổ cùng Diệp Thần nhìn nhau, đều cảm giác kỳ dị,
Phú Tổ hỏi, là biện pháp gì? Nguyên Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, cái kia trầm ổn trên gương mặt, bây giờ lại nhiều hơn một vòng dân cờ bạc một dạng cuồng nhiệt, nói. Ta dự định cướp đoạt Vizanu hải cốt, nhưng ngươi luyện hóa Vizanu hải cốt sau, liền có thể kế thừa hắn bộ phận trụ thần đạo thống. Đến lúc đó, Vizanu thạch tâm 10 pháp, cùng trời nhai huynh ngươi võ đạo kết hợp, nhất định đem quét ngang hết thảy. Đến lúc đó, chúng ta cùng hồn thiên đế quyết chiến, thì ung dung nhiều. Phú Tổ nghe lời nói này, lập tức hãi dị, nói, ngươi nói cái gì, muốn ta luyện hóa Vizanu hải cốt. Nguyên Thiên Đế nói, không tệ, Diệp Thần lập tức liền muốn đi Vizanu thánh địa, ta sẽ để cho thiên địa vô cực, 4 vị trưởng lão theo hắn, vừa vặn cái kia tứ lão đều tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới, muốn đoạt lấy Vizanu hải cốt, cũng không phải chuyện không thể nào. Diệp Thần nghe được Nguyên Thiên Đế những lời này, chỉ cho là hắn là điên rồi, nói, tiền bối, người đúng là điên, muốn ta đi cướp đoạt Vizanu hải cốt. Hắn cảm giác thời khắc này Nguyên Thiên Đế, chính là một cái dân cờ bạc, vì nhẹ nhõm chiến thắng hồn thiên đế, giá tiền gì giống như cũng không để ý. Nguyên Thiên Đế nói, không tệ, người có thể đào ra Siva hải cốt, tự nhiên cũng có thể đào ra Vizanu hải cốt. Lần này, chúng ta đào ra hải cốt sau, liền không trả về cho bất luận kẻ nào, đưa cho thiên nhai huynh luyện hóa chính là. Trong cơ thể của Diệp Thần đã có nửa đường tử thần quyền hành, không thích ứng lại dung hợp mới trụ thần pháp tắc, cho nên cái này Vizanu hải cốt, Nguyên Thiên Đế dự định để cho Vũ Tổ luyện hóa. Diệp Thần cùng Vũ Tổ đều cảm giác tê cả ra đầu, cùng khác trụ thần khác biệt, Vizanu thân là thiên đạo ba pha thần một trong, là cả không không lúc nào khoảng không, thậm chí phạn thiên thế giới người đặt nền móng một trong. Đi cướp đoạt hắn hải cốt, thậm chí cưỡng ép luyện hóa, cái kia sẽ ở phạn thiên thế giới bên trong, dẫn phát bao lớn dung chuyển. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nguyên Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ, Vizanu đều nghĩ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhân từ sao? Cướp đoạt hắn hải cốt, linh hồn hắn không còn ký thác, một khi từ cái kia phá cho cốt đàn bên trong xuất hiện, hắn lập tức liền muốn rơi xuống vực sâu. Ngươi cướp được hắn hải cốt, về sau cũng không cần sợ hắn. Diệp Thần nói, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy. Cướp đoạt một cái thiên đạo ba pha thần hải cốt, quá mức ý nghĩ hão huyền, ta không hề nghĩ tới. Phía trước khai quật Siva hải cốt, Diệp Thần kỳ thực đều phải chết, cuối cùng là dùng luân hồi sách nghịch chuyển kết cục. Bây giờ luân hồi sách linh khí còn không có khôi phục, Diệp Thần cũng không cách nào lại mượn dùng, một khi lại xuất hiện biến cố gì, hắn liền triệt để xong đời. Bây giờ Diệp Thần thực lực, tiến hóa đến nước này. Đủ để nghịch phạt siêu phẩm thiên đế, nhục thân mạnh mẽ như vậy cùng linh hồn, coi như tinh không thần sơn tinh không thần chỉ không có sụp đổ, cũng không cách nào lại phục sinh hắn, Nguyên Thiên Đế sinh tử phong thần bi, cũng không cách nào làm đến. Theo lý thuyết, một khi lần này đi Vizanu thánh địa, lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, Diệp Thần nhất định phải chết, sẽ không còn có khả năng phục sinh cùng nghịch chuyển. Hiện tại hắn cùng Vizanu tồn tại mâu thuẫn, đối phương coi như động sát thủ. Cũng giữ lại điểm danh giới cuối cùng, nhưng nếu như, Diệp Thần muốn đi bới Vizanu mộ phần, đào đi hắn hải cốt, hắn nhất định sẽ bạo tẩu điên cuồng. Diệp Thần mưu đồ, muốn đi Vizanu thánh địa, đoạt lại khóa chi mảnh vụn, đến nỗi khai quật Vizanu hải cốt, hắn không hề nghĩ tới. Nguyên Thiên Đế nói, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng không cần lo lắng, ngươi có thiên tổ che chở, còn có Nam Hoa Lão Quân ban cho mây cháp 7 ký, còn có ta cái này bất hủ tinh long tôn, cũng đều vì ngươi chúc phúc. Coi như ngươi thất bại, không giành được Vizanu hải cốt, ít nhất cũng có thể giữ lại tính mệnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ mở rộng thực lực của chúng ta, nhất thiết phải bốc lên điểm phong hiểm. Ngươi ba phần thiên đạo, đem điệp mộng tinh quân quyền hành, cắt nhỏ thành ba phần, đây là một cái kế sách hay, nhưng nếu Tuyết cô nương, Ngụy Dĩnh cô nương, các nàng muốn tiêu hóa nắm giữ trụ lực lượng của thần, cần thời gian. Tưởng nhớ Thanh cô nương muốn khống chế vận mệnh, càng cần hơn thời gian. Phật Tổ mặc dù có thể lập tức đầu nhập chiến đấu, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, còn chưa đủ. Mà quyết chiến sắp tới, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta ý nghĩ là đem Vizanu hải cốt móc ra, giao cho Thiên Nhai Huynh lập tức luyện hóa. Thiên Nhai Huynh, chỉ cần ngươi luyện hóa Vizanu hải cốt, ngươi một ngày nghịch thiên cải mệnh, siêu việt đỉnh phong, không thành vấn đề, đại đạo ngay tại trước mắt của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thiên Đế nhìn thật sâu Vũ Tổ. Phú Tổ lập tức kích động đến toàn thân phát run, cũng bị thuyết phục, thân là một cái si mê chiến đấu võ giả, hắn tự nhiên không cam tâm chính mình theo không kịp hoàn cảnh mới, bị đào thải vứt bỏ.
nếu có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, thậm chí một bước lên trời, kế thừa trụ thần hài cốt, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Diệp Thần do dự một chút, nói, Phi Giờ Nu hài cốt, hẳn là cũng mang theo phần thiên đại kiếp a. Nguyên Thiên Đế nói, tự nhiên là có, cái này phần thiên đại kiếp, xâm nhiễm nhục thân cùng linh hồn, nhưng ta nghĩ, Thiên Nhai huynh nhưng là đương thế vũ tổ, cái gì là tổ? Tổ chi đạo, chính là cực hạn, Thiên Nhai huynh trải qua vô tận tang thương, rất nhiều kiếp nạn đều đi tới, thậm chí trải qua sinh tử. Đạo tâm của hắn, vô cùng cường hãn, chúng ta trong trận doanh, cũng chỉ có hắn cùng Phật Tổ, mới có thể cấp tốc đi luyện hóa trụ thần quyền chuôi sức mạnh. Vũ Tổ đại thủ bãi xuống, nói, ta không sợ cái gì phần thiên đại kiếp, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Liền để ta xem một chút, trong truyền thuyết này phần thiên đại kiếp, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a? Diệp Thần, nếu như có thể mà nói, người cứ việc đem Vi Giờ Nu hài cốt mang về chính là. Trong thanh âm hào khí vạn trượng, Diệp Thần nhìn xem Vũ Tổ bộ dạng này cuồng nhiệt tư thái, cũng là trầm mặc, chỉ có hắn biết, phần thiên đại kiếp đáng sợ đến cỡ nào. Tốt a, ta sẽ tận lực. Cuối cùng, Diệp Thần thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên can cái gì. Nguyên Thiên Đế nói rất đúng, Phi Giờ Nu đều nghĩ giết hắn, hắn tự nhiên không cần lại nhân từ lưu tình cái gì. Phi Giờ Nu mộ phần, bới liền bới, để cho Vũ Tổ đi luyện hóa Phi Giờ Nu hài cốt, kế thừa bộ phận trụ thần quyền chuôi, cái kia luân hồi trận doanh thực lực, nhất định tăng lên rất nhiều. Nguyên Thiên Đế nói, bất quá, luân hồi chi chủ, người phải chú ý, Phi Giờ Nu hài cốt, rơi xuống sau đó, chia ra thành hai bộ phận, cơ thể chôn ở một chỗ, đầu người lại chôn ở một địa phương khác, người phải đào đào hắn hài cốt, chỉ cần hao phí không ít thời gian. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, đầu một nơi thân một nẻo sao? Chẳng lẽ đầu của hắn, không tại Vi Giờ Nu thánh địa trong? Nguyên Thiên Đế nói, đều tại Vi Giờ Nu thánh địa, nhưng lại tại địa phương khác nhau. Cái kia thánh địa cương vực rất lớn. Tóm lại, đây là rườm rà công phu, làm phiền ngươi. Ai, Diệp Thần thở dài một hơi, nói, ta biết, khai quật một vị thiên đạo ba pha thần hài cốt, tuyệt không phải ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nguyên Thiên Đế nói, tốt, ta hôm nay cho ngươi thêm luyện chế một đạo sinh tử bùa hộ mệnh, cho ngươi tính mệnh nhiều một phần bảo đảm, ngươi ngày mai lại xuất phát a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sinh tử phong thần bi. Tòa này bia đá chế tạo tiến độ, đã có 8 thành, có thể điều động đủ loại pháp tắc sinh tử, hắn tính toán luyện chế một đạo bùa hộ mệnh, bảo hộ Diệp Thần chu toàn. Vậy làm phiền tiền bối. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn một tiếng. Nguyên Thiên Đế nói, ân, người còn có cái gì muốn hỏi? Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bão nguyên kết ấn, cùng sinh tử phong thần bi cộng minh, đem trên tấm bia đá linh khí pháp tắc khí tức, chậm rãi rút ra đi ra, chế tạo thành bùa hộ mệnh. Diệp Thần trong lòng đang có muôn vàn nghi vấn, liên quan tới cũ mới thiên đạo, liên quan với thế giới quy khư, liên quan tới tương lai, liên quan tới phản thiên chi mộng. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, nghĩ nghĩ, liền hỏi, tiền bối, ta muốn biết, cựu thiên nói toạc ra nát, vậy theo bám vào phía trên thiên đạo sáu mệnh đâu? Thiên đạo sáu mệnh là tồn tại ra sao, kỳ thực ta còn không có triệt để biết rõ. Lục đại mệnh cách bên trong, vũ trụ đạo mệnh cách cùng bầu trời đạo mệnh cách. Đều tại trong cơ thể của Diệp Thần, nhưng kể cả như thế, đối với trụ thần mệnh cách, hắn còn có quá nhiều không biết. Nguyên Thiên Đế nói, người có thể đem cái kia cựu thiên đạo, hiểu thành một cái mẫu xào, lục đại mệnh cách điều khác ở phía trên, kỳ thực là mượn nhờ thiên đạo, hấp thu thiên địa linh khí năng lượng, theo mẹ trong ổ mở rộng sau, lục đại mệnh cách lại giáng sinh ở thế giới các nơi. Sinh sinh đạo mệnh cách giáng sinh, cùng ta dung hợp, ta chính là sinh sinh mệnh cách bản thân, là ngày xưa bất hủ tinh long tôn. Bây giờ Thủy Long Vương hóa thân. Tử hồn đạo mệnh cách, giáng sinh tại trên thân hồn thiên đế, tại trong 72 trụ thần, hắn trước hết nhất nghiên cứu tử vong chi đạo, đưa ra chỉ có đạt tới linh hồn tử vong, mới thật sự là tử vong, chân chính giải thoát. Nhưng trụ thần linh hồn bất diệt, không còn nhục thân ký thác sau, chỉ có thể rơi vào vực sâu, vĩnh hằng gặp nạn không chết, vô gian vô tận. Mà coi như trụ thần linh hồn diệt vong, đợi một thời gian, cũng biết phục sinh. 72 trụ thần là cả ngày chi đạo diễn sinh ra pháp tắc thì sẽ không diệt vong, thật giống như 1 cộng 1 bằng 2, đầu này toán thuật pháp tắc vĩnh hằng tồn tại, người vô luận như thế nào cũng không thể tiêu diệt bên trên những bản nguyên này pháp tắc. Diệp Thần chấn động trong lòng, như có điều suy nghĩ. Nguyên Thiên Đế cười nói, nghĩ tới điều gì, có phải hay không? Diệp Thần nói, ân, Diêm Ma Tử Thần. Nguyên Thiên Đế nói,
Diêm Ma Tử Thần tại Hồn Thiên Đế trên cơ sở, tiến thêm một bước, cuối cùng mượn dùng trụ thần thời gian pháp tắc, lợi dụng đủ loại thời gian gia tốc, thời gian đình chỉ, thời gian sụp đổ thủ đoạn đặc thù, cuối cùng để cho chính mình đã đạt thành tử vong chân chính, ngay cả linh hồn đều tiêu vong. Nhưng chính như ta lời nói, trụ thần tồn tại, là bản nguyên pháp tắc tồn tại, nhất thời tiêu vong, bất quá là bị bụi trần che mắt, sớm muộn có một ngày, bụi trần sẽ quét sạch, pháp tắc lại thấy ánh mặt trời, chính là trụ thần phục sinh thời điểm. Diêm Ma Tử Thần chết qua một lần, về sau lại sống lại, chính là như thế. Bất quá, người cùng Ma Phi Thiên, chia cắt quyền hành của hắn, hắn xem như triệt để chết, cũng triệt để giải thoát rồi. Nỗi thống khổ của hắn, chuyển rời đến người cùng trên thân Ma Phi Thiên. Cái gọi là trụ thần, người có thể lý giải thành bản nguyên pháp tắc chấp trưởng giả, bản nguyên pháp tắc bất diệt, một cái chấp trưởng giả muốn buông tay bất kể, muốn giải thoát rồi, hắn không thể đi hủy diệt bản nguyên pháp tắc, chỉ có thể thay đổi vị trí, tìm kiếm truyền nhân, hoặc cũng gọi kẻ chết thay. Ai, trụ thần sau lưng đau đớn, chắc hẳn ngươi cũng biết. Bây giờ Diêm Ma Tử Thần, Bàn Tơ Lão Tổ, Điệp Mộng Tinh Quân, đều tìm đến Thế Tử Quỷ. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, kẻ chết thay cũng khó nghe xong, vẫn là gọi trụ thần chuyện người vì hảo, cũng là ta luân hồi trong trận doanh người. Nguyên Thiên Đế nói, kẻ chết thay cũng tốt, truyền nhân cũng được, cũng là một cái ý tứ, nhưng cũng không phải nhất lao vĩnh giật biện pháp, kẻ chết thay chết, vốn có trụ thần lại sẽ một lần nữa khôi phục. Cho nên, nếu như người cùng Ma Phi Thiên đều đã chết, trong cơ thể của các ngươi quyền hành, sẽ một lần nữa dung hợp, tiếp đó Diêm Ma Tử Thần lại sẽ phục sinh, tiếp nhận không ngừng không nghỉ đau đớn. Lại tỉ như, nếu như tưởng nhớ Thanh Cô Nương chết, vận mệnh mệnh cách một lần nữa thoát ra, Bàn Tơ Lão Tổ cũng biết phục sinh. Cái này tìm kiếm kẻ chết thay biện pháp, tại trước ngươi, chúng ta rất nhiều trụ thần đều thử qua, nhưng hiệu quả cũng không tốt, kẻ chết thay sau khi chết, trụ thần một lần nữa khôi phục, ngược lại phải thừa nhận nhiều một phần nhân quả kiếp nạn, thống khổ hơn. Mà ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi dường như là một cái dị số, ngươi cùng bên cạnh ngươi người, thật có thể ổn định kế thừa trụ thần quyền hành. Nói đến đây, Nguyên Thiên Đế ánh mắt có chút mập mờ cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nội tâm hơi hồi hộp một chút, nói, tiền bối, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ lấy ta làm kẻ chết thay à. Nguyên Thiên Đế cười ha ha, khoát tay áo, nói, ta là có ý nghĩ này, nhưng tạm thời còn chưa tới một bước kia, nếu như có thể, ta càng muốn biến thành quang. Ta chịu Thái Sơ Ban Ân Giáng Sinh, ta có sứ mệnh của ta, trực tiếp muốn chết, đi tìm kẻ chết thay, đây là tối hèn nhát cử động, tất nhiên thụ Thái Sơ ân huệ, nên ra sức báo đáp, há lại có thể tùy tiện chút đẩy trách nhiệm. Giống Diêm Ma Tử Thần, Điệp Mộng Tinh Quân, Bàn Tơ Lão Tổ như thế, trực tiếp chết, nhưng Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư rõ ràng, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ bọn người, làm bia đỡ đạn, bọn hắn là thư thái, cũng triệt để giải thoát rồi, nhưng ở Nguyên Thiên Đế trong mắt, đó bất quá là chút đẩy trách nhiệm, trốn tránh Thái Sơ nhiệm vụ hèn nhát cử chỉ. Lấy tính nết của hắn, tự nhiên là nghĩ tiến bộ dũng mãnh, cầu một cái lui tránh hắc ám, vĩnh hằng quang minh, hoàn thành Thái Sơ tâm nguyện, cuối cùng biến thành quang, lúc này mới không phụ Thái Sơ ban ân tại, lúc này mới coi xong thành chính mình ban sơ sứ mệnh. Không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối a. Nguyên Thiên Đế ý vị thâm trường thở dài một hơi, hắn thủy chung là kiên định đứng tại Thái Sơ bên này, còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói, bây giờ tân thiên đạo thiết lập, linh khí khôi phục, cựu thiên đạo không còn, ta mơ hồ cảm thấy, thế giới quy khư thời gian tựa hồ phải đến. Vốn là, thế giới quy khư thời gian, sẽ tại trăm năm sau buông xuống, nhưng bây giờ cựu thiên nói toạc ra diệt, cái này quy khư đại kiếp, sợ rằng sẽ sớm đến. Nguyên Thiên Đế gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị, nói, đích xác, vốn là còn trăm năm thời gian, nhưng hiện giờ mà nói, có thể nhiều nhất một năm, quy khư đại kiếp liền muốn đến. Lần này thế giới quy khư, sẽ không còn có luân hồi hồi phục khả năng, thế giới một khi hủy diệt, vậy thì thật sự hủy diệt, ngoại trừ một chút đỉnh cấp cường giả, tất cả những người khác đều phải chết. Tân thiên đạo đã thiết lập, hủy diệt thế giới cũ, chắc chắn sẽ trở thành thế giới mới cơ thạch tài liệu, thế giới mới sẽ tại thế giới cũ phế tích bên trên thiết lập. Thiên tổ từng tại thiên ma đạo phương phía trên, mình khắc luân hồi pháp tắc, lấy vô thượng thần thông lớn vĩ lực, để cho thế giới một mực ở vào trong luân hồi, tránh thế giới tích nghiệt quá sâu, dẫn đến hủy diệt. Hắc ám, tử vong, sát lục, tranh đấu, đây đều là sinh ra nghiệt, tích nghiệt trầm trọng chính là vực sâu tàn phá bừa bãi liền sẽ hủy diệt thế giới, cho nên thiên tổ ban sơ ý nghĩ,
là chờ vực sâu tích nhiệt không sai biệt lắm, lại trọng khải thế giới. Hắn nghĩ tại trong vô hạn khởi động lại, vì thế giới tìm kiếm một đầu mới ra lộ, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối tìm không thấy lộ. Bây giờ thiên ma đạo phương cũng bị mất, thiên tổ trạm luân hồi pháp tắc, tự nhiên là không tồn tại, thế giới quy khư sau đó, sẽ lại không luân hồi khởi động lại. Mà coi như luân hồi pháp tắc còn tại, lấy thiên tổ bây giờ vô cùng mệt mỏi khốn cùng tâm tính, hắn cũng không cách nào lại đi khởi động lại thế giới này. Ước vạn vô tận luân hồi, còn không có tìm được đường ra, thiên tổ cũng là tâm lực lao lực quá độ, hắn đã không cách nào lại chống đỡ tiếp. Diệp thần nói, vậy cái này quy khư đại kiếp, tiền bối nhưng có cách đối phó. Thật muốn ngồi nhìn thế giới cũ hủy diệt, chúng sinh chết tận sao. Diệp thần ánh mắt thâm thúy, tại thời khắc này nhìn trộm tương lai, thấy được tương lai ngàn ngàn vạn vạn tuyến thời gian, có 7-8 phần cũng là hủy diệt kết cục, thế giới phá diệt, bên cạnh hắn người cơ bản chết tận, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư rõ ràng các loại, tại trong quy khư bộc phát phần thiên đại kiếp, đều đốt hết thành tro. Thiên nữ cũng đã chết, thần sắc đẹp nhiễm vực sâu không rõ, cũng sa đọa thành quái vật. Chỉ có Diệp thần sống sót, trở thành thế giới mới đế hoàng. Một cái vĩnh hằng cô độc vương giả. Đủ loại này kết cục, hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được, nghĩ suy tính phương pháp phá giải, nhưng tương lai biến ảo khó lường, nhưng lại không tính ra cái gì khuôn mặt. Phía trước Nhậm Phi Phàm cùng Siva Phi Thăng Bỉ Ngạn phía trước, bọn hắn cũng đã nói, Diệp thần có một kiếp, chính là cái này quy khư đại kiếp, nếu như có thể vượt qua, hắn liền có thể phi thăng bỉ ngạn, không độ được mà nói, hắn tuy không có chết, nhưng chắc chắn sẽ đạo tâm phá toái, cái xác không hồn, vậy cùng chết cũng không khác biệt. Nguyên Thiên Đế nói, khi quy khư đến lúc, chư thế nghiệt chướng hội tụ, triệt để dẫn bạo, thế giới liền sẽ bị vực sâu bao phủ, hết thải quy về hư vô, tiếp đó khởi động lại. Nhưng lần này quy khư đi qua, thế giới sẽ không khởi động lại. Nghĩ giải quyết quy khư đại kiếp, tốt nhất biện pháp, chính là đừng cho đại kiếp phát sinh. Chỉ cần giết chết ba quỷ thần, vực sâu nghiệt chướng cũng sẽ không tàn phá bừa bãi hỏa loạn, tự nhiên là không có quy khư đại kiếp, mà tại cựu thiên nói toạc ra nát sau, thế giới cũng không tồn tại thời gian nào cuối, chỉ cần không có đại kiếp phát sinh, thế giới sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Tại trong thiên tổ ban sơ thiết chí, thế giới tồn tại một cái thời gian phần cuối, đến cuối cùng rồi liền sẽ khởi động lại, trở lại nguyên điểm. Nhưng cựu thiên đạo đều bể nát, này thời gian cuối thiết chí, tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại, thời gian sẽ một mực kéo dài tiếp. Chỉ là thế giới quy khư, chủ yếu là vực sâu năng lượng hắc ám tích lũy, nghiệt chướng dành dụng trầm trọng sau nổ tung, bao phủ thế giới, cái này vực sâu tàn phá bừa bãi, cũng không phải thiên tổ có thể khống chế. Cho nên, coi như thiên trên đường luân hồi pháp tắc không có ở đây, thời gian cuối thiết chí cũng không có, nhưng quy khư vẫn như cũ sẽ tới, vực sâu cước bộ không thể ngăn cản. Giết chết ba quỷ thần sao? Diệp thần suy nghĩ lấy, bây giờ chỉ còn lại thời gian một năm, quy khư đại kiếp sắp đến, thời gian ngắn như vậy, hắn muốn giết chết ba quỷ thần, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Ba quỷ thần bên trong hư thối lão tổ, Diệp thần phía trước giết chết thời điểm, liền hao tốn giá cả to lớn, luân hồi sách đều vận dụng, cái này mới miễn cưỡng thắng lợi. Lại đi đối mặt còn lại hai vị quỷ thần, Diệp thần muốn chiến nếu thắng, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Nguyên Thiên Đế nói, thiên tổ cùng ba quỷ thần vẫn luôn có hợp tác, bởi vì, chỉ dựa vào thiên tổ sức mạnh, không cách nào làm cho thế giới hủy diệt, hắn nhất thiết phải mượn dùng ba quỷ lực lượng của thần, hủy diệt thế giới sau, lại khởi động lại thế giới. Ba quỷ thần cũng biết, thiên tổ có khởi động lại thế giới năng lực, cái gọi là hủy diệt chỉ là nhất thời, nhưng bọn hắn cũng biết, thiên tổ không có khả năng vô hạn khởi động lại tiếp, cuối cùng cũng có một ngày sẽ không chịu nổi. Chờ thiên tổ chống đỡ không nổi thời điểm, thế giới triệt để quy khư, chính là ba quỷ thần tha thiết ước mơ chân chính hủy diệt. Hắc ám, tử vong, tẫn diệt, sinh linh đau đớn, thiên địa buồn bã khóc, đây hết thảy mặt trái đồ vật, cũng là thâm uyên, đều biết mở rộng vực sâu sức mạnh. Nếu là có một ngày, thế giới thật sự hủy diệt, cái kia vực sâu quyền hành, sẽ cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng. May mắn Nam Hoa lão quân sớm đã có mưu đồ, trời mới đạo đã thành, coi như thế giới cũ hủy diệt, thế giới mới cũng có thể sinh ra. Có một đầu đường lui, liền có thể chế ước vực sâu. Diệp thần không nói gì một hồi, nói, nghĩ không ra, thì ra thiên nguyên quán nhiên cùng ba quỷ thần có hợp tác sao. Thế giới mới thiết lập, đích thật là một đầu đường lui, nhưng thế giới cũ đâu? Chẳng lẽ chúng ta thế giới này, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nó hủy diệt sao? Thần sắc đẹp cũng muốn chết đi. Nguyên Thiên Đế nói,
không muốn hủy diệt, vậy thì giết chết ba quỷ thần. Chỉ cần giết chết ba quỷ thần, không có bọn hắn điều khiển, vực sâu năng lượng liền không cách nào hội tụ tàn phá bừa bãi bộc phát, mặc dù vực sâu còn tại, nhưng phân bố đến chư thiên thời không, cùng tụ tập cùng một chỗ dẫn bạo, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trước mắt thế giới vực sâu năng lượng hắc ám, tích lũy cũng đã vô cùng thâm hậu, nhưng phân tán đến các đại giờ vũ trụ giữa không trung, vũ trụ thoạt nhìn vẫn là hắc ám thâm thúy bộ dáng, nhưng ít ra còn có tinh quang, các đại vũ trụ còn có thể tiếp tục duy trì, cân bằng cũng không có bị phá vỡ. Nhưng nếu như, tất cả vực sâu tụ lại, tích lũy làm một thể, cái kia liền sẽ triệt để nổ tung, vực sâu nổ tung năng lượng, đủ để chôn vùi hết thảy. Duy nhất biện pháp giải quyết, chỉ có giết chết ba quỷ thần. Không có ba quỷ thần ở sau lưng điều khiển, vực sâu năng lượng cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, sẽ không nổ tung, thế giới có thể bảo trì một cái vi diệu cân đối. Mặc dù thế giới vẫn là hắc ám chiếm đa số, vũ trụ tinh không cũng là từng mảng lớn chân không tăm tối bộ dáng, nhưng ít ra tinh quang bất diệt, thế giới còn có thể kéo dài tiếp. Đến nỗi như thế nào giải quyết vực sâu hắc ám, đây là một cái phức tạp nhất vấn đề, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, liền có thể nhận được siêu thoát, biến thành quang. Diệp thần muốn làm bây giờ, cũng không phải chém chết vực sâu, cái này là ngay cả trụ thần đều không cách nào làm được sự tình, trước mắt hắn còn không có như vậy mơ tưởng xa vời. Hắn chỉ muốn giải quyết quy khư đại kiếp, tránh thế giới diệt vong. Giết chết ba quỷ thần, hảo, ta đã biết. Diệp thần nắm quyền một cái, mặc dù cảm giác vẫn là 10 phần khó giải quyết, nhưng ít ra có cái mục tiêu, liền có hy vọng. Nguyên thiên đế thở dài, giải quyết ba quỷ thần, phải xem ngươi rồi. Luân hồi chi chủ, ngươi là duy nhất khả năng nghịch chuyển đại cục biến số. Chỉ là lại chỉ có thời gian một năm, phải giải quyết ba quỷ thần, thực sự không dễ dàng, ngươi chỉ cần cùng Nam Hoa lão quân bảo trì câu thông, sau khi chuẩn bị xong lộ, một khi thế giới tan vỡ, chúng ta lập tức lấy tay thiết lập thế giới mới. Diệp thần nói, ta sẽ không nhìn xem thế giới hủy diệt. Nguyên thiên đế thở dài nói, người sống một đời, cũng không thể mọi chuyện như ý. Tóm lại, chuẩn bị đầu đường lui không sai, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp thần lại suy nghĩ một chút, nói, còn có phản thiên chi mộng, phản thiên có thể muốn tỉnh, một khi hắn tỉnh lại, thế giới chẳng phải là muốn hủy diệt. Vậy cũng không cần các loại quy khư đại kiếp. Thế giới này, bắt đầu tại phản thiên mộng cảnh, là phản thiên ở trong giấc mộng đã sáng tạo ra thế giới này. Mặc dù, trước mắt phản thiên thế giới phát triển, đã vượt ra khỏi phản thiên bản nhân đoán trước cùng trưởng khống. Ra đa trụ thần tiến vào chiếm giữ, cũng làm cho phải thế giới nhân quả, trở nên vô cùng phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, Phản Thiên cũng là thế giới này ban sơ người sáng tạo, hắn một ý niệm, có khả năng đối với toàn bộ thế giới, tạo thành lật kết quả. Cho nên, trước đây Shiva muốn giết chết Phản Thiên, để cho thế giới vĩnh hằng.